chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 451 định ra hôn kỳ. Hắn đều làm được cái này phân thượng, trung thế an cùng khương ảnh mai tự nhiên là không lời nào để nói mà trung ngọc có thể gả cho xích dương như thế một cọc cực hảo hôn sự xích dương tuy là người cô đơn một cái nhưng nhân gia chính mình có bản lĩnh tích góp phong phú của cải hai vợ chồng sau này nhật tử tuyệt đối sẽ không kém phía trên không có quản sự cha mẹ chồng sau này trung ngọc gả qua đi liền trực tiếp đương gia làm chủ không cần xem người khác sắc mặt sinh hoạt cũng không có tranh gia sản huynh đệ nhiều chuyện cô tử này hôn sự thật là càng nghĩ càng vừa lòng huống hồ nhân gia xích dương thành ý cũng là 10 phần 10. Cho nên Trung Thế An lập tức liền đáp ứng rồi hôn sự này, hai bên trao đổi thiếp canh, viết hôn thư. Lễ hỏi không cần Trung Thế An cùng Khương Ảnh Mai dò hỏi, xích dương chính mình liền chuẩn bị một ngàn lượng. Trong tay hắn là có chút của cải, nhưng cũng là cơ hồ khuynh tận sở hữu. Hôn kỳ định ở gần nhất giờ lành ngày tốt, liền ở hai tháng sau. Hai tháng thời gian cũng đủ hai bên trù bị hôn sự. Hôn sự định ra, xích dương cũng lại trong lòng một chuyện lớn. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn là một loại như lọc vào trong sương mù trạng thái, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng sẽ có ngày này. Sẽ định ra hôn sự, sắp thành hôn, nên đón âu yếm nữ nhân quá môn, kể từ đó, hắn tính xem như có một cái chính mình gia. Kỳ thật hắn tích góp bạc đã sớm đủ cho chính mình mua cái tòa nhà. Nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa dám mua, bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi kia trống rỗng trong nhà chỉ có hắn một người. Hắn rất nhiều thời điểm đều cho rằng, chính mình sẽ như vậy mơ màng hồ đồ quá cả đời. Đến nỗi cưới vợ gì đó, đó là không hề nghĩ ngợi quá. Khương ảnh mai chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, còn bị rất nhiều rượu ngon. Vừa lúc gặp này đại hỷ sự, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau tự nhiên là không say không về. Khương ảnh mai muốn tiếp đón mọi người, cho nên nàng không có thượng bàn. Trung Ngọc bị mọi người. Nói giỡn mà lôi kéo ngồi ở xích dương bên người. Xích dương cảm thấy mỹ mãn nhìn bên cạnh người, thấy nàng thật sự là xấu hổ lợi hại, liền không chuẩn đại gia lại trêu chọc nàng. Tuy rằng mọi người đều cố ý rót hắn rượu, nhưng hắn hôm nay cao hứng, cho nên trực tiếp ai đến cũng không cự tuyệt. Trung Ngọc rất nhiều lần tưởng khuyên, nhưng đều không có khuyên xuất khẩu. Trước cuộc hôm nay là hai người định ra hôn sự ngày đại hỷ, nàng lại như thế nào hảo khuyên, thậm chí nàng chính mình đều bị rót rất nhiều lần rượu. Cuối cùng uống xích dương trực tiếp say đảo ghé vào trên bàn. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi người ngã trái ngã phải, ngay cả Trung Thế An đều say bất tỉnh nhân sự. Khương Ảnh Mai cùng Trung Ngọc chỉ có thể bận trước bận sau an trí những người này. May mắn Tống Văn cùng một người khác, tử lượng tương đối tốt còn không có say có thể hỗ trợ đem người đưa đi phòng cho khách. Tới gần chạng vạn những người này mới từ từ chuyển tỉnh, sôi nổi cáo từ. Hôn sự định ra sau, này hai tháng Trung Ngọc cùng Xích Dương đều không thể gặp lại, đây là tập tục. Trung Ngọc từ giờ trở đi đến theo áo cưới, cha mẹ nàng tắt phải cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Kỳ thật gia đình giàu có nữ tử từ nhỏ liền phải bắt đầu theo áo cưới, nhưng Trung Ngọc từ nhỏ liền ký túc ở thân thích gia, cho nên không ai giáo nàng này đó. Nàng áo cưới là bên ngoài mua, nàng chính mình phụ trách kết thúc, theo một ít đơn giản hoa văn. Mà Xích Dương cũng rất bận, kế tiếp Nhật Tử muốn trù bị hôn sự. Hôn sự định ra sau, hắn trước tiên liền cấp lãnh tiêu hàng truyền tin tức báo tin vui. Đi ra ngoài nửa tháng có thừa, hết thảy thuận lợi. Bốn cái hài tử ăn được ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận, thuyền chiếc mệt nhọc còn dài quá không ít thịt trước mắt bọn họ đang ở một chỗ nông gia tá túc thôn này tọa lạc ở đập chứa nước bên đập chứa nước ba mặt núi vây quanh người trong thôn làm ruộng mà sống ngẫu nhiên bắt cá hoặc là lên núi đốn củi lộng điểm món ăn hoang giả trợ cấp gia dụng toàn bộ trong thôn đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ mỗi người cần lao mà một mạc nhật tử phong phú mà bình đạm tô nguyệt đám người ở nhờ chính là ở thôn đầu này hộ nhân gia này hộ nhân gia thập phần hiền lành, chiêu đãi bọn họ vào ở ở Tây Sương Phòng, mặt khác tối hôm qua còn làm tốt đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Gia nhân này tổng cộng có 6 khẩu người, năm 60 tuổi hai vợ chồng, 20 suốt đầu nhi tử con dâu, còn có hai cái tuổi nhỏ hài tử, thực điển hình tam đại đồng đường. Hai cái tuổi nhỏ hài tử một cái đại khái 5 tuổi, một cái 2 tuổi tả hữu. Sáng tinh mơ, tô nguyệt đám người còn không có rời giường. Trong viện liền truyền đến gà trống cao vút tiếng kêu, theo sau chính là kim nải nải uy gà thanh âm, ha 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 gọi nuôi thả gà tới ăn cái gì. Này trong đó còn cùng với hài đồng khóc thúc thích đùa giỡn thanh. Đại bảo, ngươi là huynh trưởng, như thế nào có thể khi dễ đệ đệ. Thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Hài tử nào có không đánh nhau, ngươi chạy nhanh cấp hai đứa nhỏ đi, các lão gia đều đến đi xuống đất, ta phải đi cắt một ít cỏ heo trở về uy heo. Theo sau trong viện an tỉnh xuống dưới. Tô Nguyệt mơ mơ màng màng mà từ trên sập ngồi dậy, đã không hề buồn ngủ. Hoảng hốt gian nàng như là về tới mới vừa xuyên qua khi cái kia nông gia tiểu viện. Tỉnh. Tối hôm qua có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Lãnh tiêu hàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm Tô Nguyệt. Tô Nguyệt lắc lắc đầu, đẩy ra hắn xuống giường. Sớm một chút đứng lên đi, ở nhà người khác ở nhờ ngủ nướng không tốt. Lãnh tiêu hàng gật gật đầu, theo sát sau đó rời khỏi giường. Chờ bọn họ đi ra khỏi phòng thời điểm, ở tại cách vách Vương Hữu An cùng Vương Hữu Ninh cũng vừa vặn rời giường. Tây Sương phòng có ba cái phòng. Vừa vặn Tô Nguyệt cùng Lãnh Tiêu Hàng trụ một gian, U Mộng cùng Nhũ Mẫu mang theo hai đứa nhỏ trụ một gian, U Ảnh cùng Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu ngủ Yên một gian. Đông xương phòng đông phòng ở tuổi trẻ hai vợ chồng, mặt khác hai gian một gian là phòng bếp, một gian là phòng chất. Củi. Hai cái lão nhân mang theo hai đứa nhỏ ở tại nhà chính. Nhìn đến bọn họ rời giường, đang ở trong viện cấp hài tử uy cháu tuổi trẻ thiếu phụ cười chào hỏi nói, các ngươi đều nổi lên a, trong nồi nấu cháo, đều đi ăn cơm sáng đi. Tô Nguyệt gật đầu cảm kích nói, đa tạ, thật là cho các ngươi tiêu pha. Tần Thúy Thúy lắc đầu nói, cơm canh đạm bạc, còn sợ các ngươi ăn không quen, các ngươi không chê liền hảo. Tô Nguyệt đoàn người ăn mặc phú quý, mỗi người lớn lên ngũ quan đoan chính, một cái sau một cái đẹp, bên cạnh còn có nhũ mẫu cùng hạ nhân, có thể thấy được phú quý. Thả đi ra ngoài trang phục, đặc biệt là kia xe ngựa, kia thật đúng là phá lệ hoa lệ. Cho nên bọn họ tới cửa tới tá túc thời điểm, bọn họ thấy trang phục lập tức liền đáp ứng rồi. Đương nhiên cũng không phải là có mục đích, mà là không dám nắc tội. Mặt khác cũng xác thật là xuất phát từ hảo tâm, chỉ cần nhân gia không chê bọn họ này phá nhà cỏ hoàn cảnh đơn sơ cùng cơm canh đạm bạc là được. Trước mắt nhà này chỉ có Tần Thúy Thúy cùng hai đứa nhỏ. Trong phòng bếp đã nấu hảo một nồi to cháo, nhưng thật ra cũng đủ bọn họ này đoàn người ăn. Hơn nữa này cháo cũng không phải là canh sung quả thủy, là thật thật tại tại có gạo trắng ở bên trong, bất quá còn trộn lẫn chút cây đậu cùng rau xanh là được, nhưng là ăn lên vẫn là rất hương. Tần Thúy Thúy vội vàng uy hai đứa nhỏ ăn cháo, cùng Tô Nguyệt đám người cũng không lời gì để nói, nàng chính mình kỳ thật là không được tự nhiên, thậm chí còn có điểm xấu hổ. Nàng cảm thấy cùng này người đi đường đãi ở một cái trong viện áp lực thật sự là quá lớn. Tô Nguyệt đám người ngồi ở trong viện, một người phủng một cái chén ăn cháo, này đó chén đều rất phá rất cũ, bất quá bọn họ cũng chưa ghét bỏ, như thế làm tần thúy thúy thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 452 kỳ ba các bác gái. Ngày thường nàng liền ở trong nhà mang mang hài tử, cả lại đây sau cơ hồ không đi ra ngoài trải qua sống. Trong đất sống có công công cùng trượng phu hai người làm, bà bà ngày thường nấu cơm. Giặt đồ, nuôi nấng trong nhà gà vịt ngỗng heo. Ngày xưa nàng cảm thấy như vậy nhật tử rất thích ý, cứ việc một người mang theo hai đứa nhỏ thường xuyên gà bay chó sủa. Mà khi trong nhà nhiều như vậy một đám cùng quanh thân hoàn cảnh không hợp nhau người khi, nàng lần đầu tiên cảm thấy đãi ở trong nhà rất khó ngao. Đặc biệt là cái kia cao lớn nam nhân, phản phất tới gần hắn quanh thân không gian đều sẽ ngưng kết, làm nàng có loại cảm giác không rét mà run. Nương, ta sợ hãi. Ô a. À. Một lớn một nhỏ, năm tuổi hai tuổi hài tử, bỗng nhiên liền gào khóc lên. Tô Nguyệt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại. Tần Thúy Thúy đã buông chén đem hai đứa nhỏ ôm ở trong lòng ngực nhẹ giọng hống. Đừng khóc đừng khóc, nương ở, không sợ. Cô Nguyệt khó hiểu hỏi, bọn họ làm sao vậy? Tần Thúy Thúy xấu hổ cười, tự nhiên không dám nói là nàng bên cạnh nam tử cấp dọa, chỉ nói, không có việc gì không có việc gì, này hai hài tử nhát gan không tiền đồ, sợ người lạ đâu. Cô Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An. Các ngươi hai cái đi trong xe ngựa lấy điểm ăn ngon phân cho này hai cái tiểu đệ đệ ăn. Hảo. Tốt nương, chúng ta này liền đi. Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu sắp đặt hạ chén, lập tức đứng dậy hướng ngừng ở viện ngoại xe ngựa đi đến. Tần Thúy Thúy thủ sủng nhược kinh mà xua tay nói, không cần không cần, không cần cái gì ăn, này sao được đâu. Không có việc gì. Tô Nguyệt nhoẻn miệng cười, còn nói thêm, chúng ta cũng không thể bạch bạch ăn ngươi đồ vật. Nói xong nhìn về phía u ảnh. Đi trong xe ngựa lấy một túi gạo, mặt khác lại đem chúng ta từ kinh thành mang đến thịt khô cùng lạp xưởng, phân chút cấp tầng đệ muội bởi vì tần thúy thúy trượng phu so lãnh tiêu hàng tiểu cho nên tô nguyệt với lễ tiết liền kêu nàng đệ muội tần thúy thúy càng thêm bất an vội vàng uyển cự không được ta không thể thu các ngươi đồ vật ta bà mẫu nói cho các ngươi ở nhờ là niệm tập ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng cùng người phương tiện cũng là phương tiện chính mình nếu ta muốn các ngươi đồ vật nói kia thật đúng là quá kỳ cục tô nguyệt nội tâm ấm áp chỉ cười nói ngươi an tâm nhận lấy liền hảo mặt khác ở tại nhà ngươi ta còn phải phó dừng chân phí đâu. Nàng vừa dứt lời, u ảnh liền tay trái dẫn theo một túi gạo, tay phải dẫn theo một cái thịt khô cùng một quải lạp xưởng tới. U mộng tắt từ bên hông túi tiền lấy ra 10 lượng bạc, tiến lên đưa cho Tần Thúy Thúy. Tần Thúy Thúy nói cái gì cũng không chịu muốn, chỉ nói bà mẫu đã biết khẳng định sẽ nói nàng. Nàng không thu tô nguyệt cũng không có biện pháp, chỉ làm u ảnh đem đồ vật trước đưa đến phòng bếp. Lúc này Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An cũng đã trở lại, hai người đều cũng không ít ăn, nhiều là kẹo điểm tâm linh tinh, tiểu hài tử đều thích ăn. Hai người toàn bộ toàn bộ đặt ở kia hai đứa nhỏ trước mặt. Đại bảo, tiểu bảo, các ngươi nếm thử, này đó ăn rất ngon, ta trước kia ở nông thôn thời điểm cũng chưa gặp qua. Vương Hữu Ninh mở ra một cái giấy bao kẹo, trước đưa cho tiểu bảo. Tiểu bảo nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, hai mắt cướp dầm về, bởi vì gầy ốm, lại có vẻ đôi mắt phá lệ đại. Hắn không dám tiếp Vương Hữu Ninh truyền đạt kẹo. Vương Hữu Ninh cũng dứt khoát, duỗi tay liền nhét vào trong miệng hắn. Tiểu bảo dọa một giật mình, há mồm liền phải khóc, nhưng là xoạch chết miệng. Di, hảo ngọt. Sau đó hắn liền cười, xem Vương Hữu Ninh ánh mắt đều thay đổi. Vì thế kế tiếp đại bảo tiểu bảo, Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An, bốn cái ngồi quỳ trên mặt đất, vây quanh trên mặt đất ăn say mê ăn lên. Tần Thúy Thúy chân tay luống cuốn đứng ở một bên, chỉ có thể mắt trong mong nhìn, không biết nên làm sao bây giờ. Trên mặt đất những cái đó đều là thứ tốt, nàng hai đứa nhỏ giống như là quỷ chết đói đầu thai dường như ăn đầy miệng đầy tay đều là nhìn một cái nhân gia tiểu hài tử sạch sẽ nhai kỹ nuốt chậm cái này làm cho nàng không chỗ dung thân thẩm thẩm cho ngươi ăn vương hữu ninh cầm lấy một khối điểm tâm mãn nhãn chờ mong đưa cho tần thúy thúy tiểu hài tử hai mắt thuần túy mà sạch sẽ tần thúy thúy tâm không khỏi bị xúc động duỗi tay tiếp nhận ôn nhu nói cảm ơn tiểu thư vương hữu ninh ngọt ngào cười nói ta không phải tiểu thư ta là vương hữu ninh ngươi kêu ta hữu ninh thì tốt rồi tần thúy thúy cười gật gật đầu ở vương hữu ninh chờ mong trong ánh mắt đem điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn rất ngon ngọt mà không nị một nhấp liền hòa tan ở trong miệng là nàng chưa bao giờ ăn qua hương vị liền ở trong viện hòa thuận vui vẻ thời điểm viện ngoại bỗng nhiên tới hảo những người này phỏng chừng đều là này trong thôn thôn dân nam nữ già trẻ đều có trong đó một tuổi tác lược đại lão phụ nhân đứng ở viện môn khẩu trong triều nhìn xung quanh một bên lại hỏi thúy thúy a à, đây là nhà ngươi thân thích sao nhà các ngươi khi nào có như vậy phú quý thân thích nha tần thúy thúy còn ở dư vị trong miệng mỹ vị nghe thấy hỏi chuyện cười trả lời tào thẩm không phải thân thích là qua đường ở nhờ khách nhân không phải thân thích a à. tào thẩm lẩm bẩm đôi mắt hơi đổi trên mặt bài trừ sáng lạng tươi cười mại chân liền đi vào sân nàng ở tô nguyệt đoàn người trên người nhất nhất đánh giá nhìn đến lãnh tiêu hàng khi bị hắn mặt lạnh dọa hơi có chút sợ hãi cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tô nguyệt trên người. Vị này nương tử lớn lên thật xinh đẹp, giống bầu trời thiên tiên dường như. Nàng vừa tiến đến, mặt khác thôn dân cũng đi theo một tổ ông dường như toàn vào được, lập tức này nho nhỏ sân hiện phá lệ chen chúc, ríu rít nói chuyện thanh phá lệ hỗn độn. Có chút vây quanh ở tầng thúy thúy bên người, có mấy cái tiểu hài tử đã triều vương hữu ninh cùng vương hữu an đi qua đi. Bọn họ thấy đại bảo tiểu bảo ăn vui sướng, đã bắt đầu nuốt nước miếng. Viện ngoại còn có vài cá nhân ở vây quanh xe ngựa đảo quanh tử cùng đêm còn có dần đều ngồi ở trên xe ngựa, cho nên những người đó cũng chỉ dám nhìn xem, cái gì cũng không dám làm. Tô Nguyệt thấy tình cảnh này không giấu vết nhăn nhăn mày, nhưng vẫn là lễ phép mà triều kia tào. Thẩm gật đầu nói, "Cảm ơn." Tào Thẩm chút nào không khách khí, một mông liền ở Tô Nguyệt đối diện ngồi xuống. "Các ngươi từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào a?" À? Ta lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy uy phong nam nhân, cái này là phu quân của ngươi sao?" Tô Nguyệt còn không có tới kịp hồi kia tào Thẩm nói, một cái khác mập mạp bà cố nội liền lại tới nửa một vấn đề. Càng muốn mệnh chính là, này béo nải nải sau này tào thẩm còn tự quen thuộc. Còn có nàng này lời nói, nếu không phải nàng tuổi một đống, tóc đều bạch không mấy cây hắt, đều sẽ làm người nghĩ lầm nàng coi trọng lãnh tiêu hàng. Bất quá viện ngoại sắc thật không ít đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm lãnh tiêu hàng, mỗi người hai má hồng nhuận, rõ ràng tư xuân. Đây là song bào thai sao? Thật là có phúc khí a một cái khác bác gái nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ, mãn nhãn hâm mộ cùng yêu thích. Nhà ta con dâu đều thành thân nửa năm còn không có động tĩnh, ai, ta sao không tốt như vậy phúc khí đâu. Hai cái nhũ mẫu chưa thấy qua này trận trượng, dọa ôm chặt hài tử, đối mặt hỏi chuyện chỉ có thể tận lực duy trì tươi cười. Chương 453 Hương giả thú sự Chúng ta từ Giang Nam tới, về quê thăm người thân, cái này là ta phu quân. Tô Nguyệt cười ngâm ngâm mà trả lời này đó bác gái đại nương vấn đề thấy hai cái nhũ mẫu ôm hài tử thập phần không được tự nhiên bị người nhìn chằm chằm lại xác thật có không ít người vẫn luôn vây quanh hài tử thậm chí còn tưởng duỗi tay sờ hài tử khuôn mặt nhỏ tô nguyệt lập tức liền nói hài tử muốn uống nải các ngươi đem hài tử ôm về phòng nuôi nấng đi nhũ mẫu như được đại xá lập tức ôm hài tử đứng dậy rời đi trở lại phòng sau giữ cửa nhắm chặt cần phải mệnh chính là cư nhiên còn có mấy người đứng ở cửa sổ hướng trong nhìn thật là làm người chịu không nổi Nhũ mẫu tuy rằng không phải gia đình giàu có xuất thân, nhưng là vẫn luôn đều ở gia đình giàu có làm việc, thậm chí là còn ở hoàng cung đãi quá, nơi nào gặp qua này trận trượng. Tô Nguyệt đối này cũng là thật. Phần bất đắc dĩ, những người này kỳ thật không có gì ác ý, chỉ là quá nhiệt tình, nhiệt tình làm người chống đỡ không được. Lúc này kia béo nải nải còn nói thêm, người nhà đầu này thực sự có phúc khí, gả cho một cái như vậy tuấn tiếu lan quân. Tào thẩm nói tiếp nói, này tiểu nương tử lớn lên cũng không kém a, à chúng ta làng trên xóm dưới đẹp nhất cô nương đều so ra kém nàng đẹp đâu, ngươi xem nàng bạch, cùng lột da trứng gà dường như. Khi nhưng thật ra, béo nải nải đánh giá Tô Nguyệt liên tục gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, nhà ta cháu gái lớn lên cũng không kém, năm nay mới vừa mãn 18. Nàng tuy rằng không ngươi đẹp, nhưng là có một chút so ngươi cường, nàng mông đại, vừa thấy liền hảo dưỡng, hiện tại còn không có hứa nhân gia đâu, vừa rồi gặp ngươi phu quân lớn lên tuấn tiếu, ta còn tưởng cho ta gia cháu gái làm mai, bất quá hắn nếu là phu quân của ngươi kia liền tính tô nguyệt thiếu chút nữa không nhịn xuống phục cười ra tiếng cảm tình này bà cố nội xác thật là coi trọng lãnh tiêu hàng còn tưởng đem cháu gái gả cho hắn lãnh tiêu hàng u oán nhìn chầm chầm vui sướng khi người gặp họa tô nguyệt kia sắc mặt liền cùng ăn rùi bỏ giống nhau khó chịu các ngươi quê quán có xa hay không a à? ở địa phương nào a à? béo nải nải lại hỏi tô nguyệt mỉm cười trả lời nói xa cách cách xa vạn dặm đâu còn có mấy tháng lộ trình béo nãy nải, nải vừa nghe tiếc hận nói, kia thật là quá đáng tiếc, cư nhiên ly xa như vậy, ta cùng ngươi nói, nhà ta cháu gái thật sự không tồi. Ta xem bên ngoài trên xe ngựa kia mấy cái hậu sinh cũng khá tốt, đáng tiếc các ngươi quá xa, ta nhưng luyến tiếc ta cháu gái nhi xa gã. Bên người nàng mấy cái mặt khác đại thẩm bác gái mỗi người khịt mũi coi thường, hiển nhiên đối nàng lời nói thập phần kinh thường, chỉ là không có nhiều lời mà thôi. Huống hồ ai có thể không biết nàng mục đích, bất quá là xem nhân gia đoàn người phú quý, nổi lên leo lên tâm tư mà thôi, chỉ là mọi người đều không muốn chọc phá nàng tiểu tâm tư, nhưng là cũng có người kiềm chế không được tìm hiểu nói. nhà các ngươi là làm cái gì nghề nghiệp a? À, nhìn một cái này trang phục thật là khí phái. các ngươi nên không phải là nơi nào tới đại quan đi. có thể so chúng ta nơi này huyện lệnh còn uy phong. Tô nguyệt mặt không đổi sắc mà cười nói, đại gia thật là nói đùa. nhà của chúng ta chính là làm buôn bán, nhà chồng tổ tiên đời đời kinh thương. lúc này mới tích góp chút gia nghiệp, chúng ta cũng là hưởng tổ tông che bóng. Tô Nguyệt bị những người này hỏi đông hỏi tây còn có thể thông dong ứng đối, mà Tần Thúy Thúy bị hỏi cũng không biết nên như thế nào trả lời. Những người đó đều trong tối ngoài sáng ở hướng nàng hỏi thăm, nhà nàng thu lưu Tô Nguyệt bọn họ nhưng được cái gì chỗ tốt linh tinh, thiếu chút nữa làm nàng chống đỡ không được. Tần Thúy Thúy cho dù tuổi trẻ, khá vậy không ngốc, chỉ nói tốt tâm tiếp đãi qua đường khách là không thu báo đáp. Nhưng đại gia lại nói nàng ngốc, khuyến khích nàng nhiều yếu điểm thù lao, bởi vì Tô Nguyệt đám người thoạt nhìn chính là phi phú tức quý tần thúy thúy chỉ có thể cười cười không nói nàng là thật không loại này tâm tư liền tính dựa theo bọn họ nói có thể được chút cái gì chỗ tốt khá vậy chỉ là nhất thời cuối cùng không phải là đến dựa vào chính mình cho nên không thể bị trước mắt ít lợi hoảng hoa mắt a nha thúy thúy a nhà các ngươi như thế nào có nhiều như vậy thịt khô cùng lạp xưởng a còn có như vậy một túi trắng bóng gạo thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới tần thúy thúy quay đầu lại nhìn lại xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ lúc này mới phát hiện có vài cá nhân đều vào nhà nàng phòng bếp phòng bếp trên bệ bếp phóng thịt khô cùng lạp xưởng kia bao tải trang một đại túi gạo liền đặt ở trên mặt đất những người đó là đào đào gạo sờ sờ thịt khô liền kém cầm đao cắt một miếng thịt đi rồi nàng tức khắc tiến lên sốt ruột mà nói các ngươi đừng lộn xộn nha này cũng không phải là nhà ta là người ta khách nhân đợi lát nữa còn muốn còn trở về ngươi ngốc a à, bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là thiếu tiền chủ ngươi này cầm còn có thể người một nhà ăn được điểm. Đúng vậy, ngươi như thế nào ngu như vậy, nhà bọn họ ở nhà ngươi ăn ở miễn phí, ngươi lấy điểm đồ vật không phải hẳn là sao. Tần Thúy Thúy thật là lấy những người này không thể nề hà, nàng đều nói làm những người đó đừng cử động, nhưng không ai nghe nàng, thậm chí còn có người xốc lên nhà nàng nắp nồi. Bên này còn dây dưa không rõ đâu, bên kia lại truyền đến hài tử tiếng khóc. Nàng lại triều hai đứa nhỏ nhìn lại. Tiểu bảo ngã trên mặt đất qua oa khóc lớn đại bảo lôi kéo hắn tay, rề môi cũng muốn khóc. Bên cạnh mấy cái tiểu hài tử triều trên mặt đất phóng ăn vặt một trận tranh đoạt. Đại bảo tiểu bảo chính là bị đánh ngã. Vương Hữu Ninh thật là khí đỏ mặt, hét lên, các ngươi làm gì, dẫm đến ta quần áo. Đừng đánh ngã ta muội muội. Vương Hữu An chạy nhanh che chở nàng. Vừa rồi này đàn tiểu hài tử vây lại đây thời điểm, bọn họ cũng đã tự cấp bọn họ phân, kết quả bọn họ tự hồ là xem bọn họ huynh muội dễ nói chuyện, trực tiếp liền khai đoạt. Tần Thúy Thúy tức giận quát, các ngươi làm gì, các ngươi là thổ phỉ cường đạo sao? Đụng vào người không biết sao? Khác còn hảo thuyết, lộng tới nàng hài tử liền thật không được. Nàng một trống, những cái đó hài tử liền lập tức giải tán, từng người tìm kiếm chính mình gia trưởng đi. Tần Thúy Thúy đau lòng mà bế lên nhi tử, hài tử cái ót đã đâm nổi lên một cái đại bao. Nàng khí mặt đều đỏ, trong lòng đó là một cổ vô danh hỏa thoáng khởi. Các ngươi liền không thể quản quản các ngươi hài tử sao? Đoạt đồ vật ăn liền tính còn đâm người có hay không giáo dưỡng tô nguyệt đám người cũng chú ý tới bên này tình huống u ảnh cùng u mộng chạy nhanh đi tới rồi vương hữu ninh cùng vương hữu an bên người những cái đó hài tử lúc này chính tránh ở từng người đại nhân phía sau những cái đó đại nhân sắc mặt cũng là không quá đẹp nhưng là lại nghĩ này cũng không phải tần thúy thúy gia đồ vật bọn họ hài tử ăn chút làm sao vậy vì thế liền có người âm dương quái ký nói còn không phải là ăn một chút gì sao nhìn ngươi kích động như vậy làm cái gì? Lại nói lại không phải ăn ngươi. Tiểu hài tử sao, khó tránh khỏi nghịch ngợm, va va đập đập thực bình thường. Tần Thúy Thúy thật là khí không nhẹ, nhà nàng hài tử bị khái một cái đại bao, bọn họ liền như vậy nhẹ nhàng bân quơ một câu liền bóc đi qua. Còn có đoạt đồ vật ăn, này cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Vương Hữu Ninh tức giận hét lên, những cái đó ăn vặt là của ta, ta đều phân cho bọn họ, bọn họ còn đoạt, còn dẫm đến ta quần áo, còn đụng ngã tiểu bảo, đây là bọn họ không đúng. Có lẽ là không dám đắc tội Vương Hữu Ninh, những cái đó đại nhân cười mỉa nói. Bọn họ chưa thấy qua loại này thứ tốt, không giống tiểu thư ngươi ăn nhiều nhìn quen. Chương 454 làm ầm ĩ. Vương Hữu An trầm khuôn mặt nói, liền tính chúng ta thấy ăn nhiều nhiều kia cũng là chúng ta đồ vật, không hỏi tự trước chính là trộm, bọn họ này quan minh chính đại đoạt liền càng là cường đạo hành vi. Cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Các ngươi có tiền nhân gia như thế nào nhỏ mọn như vậy, còn không phải là cầm điểm các ngươi đồ vật ăn sao? Cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Chính là, quả nhiên là càng có tiền người càng nhỏ khí, các ngươi này ở tại nhân gia, còn ăn người ta, nhân gia cũng chưa nói cái gì đâu. Hai đứa nhỏ khí mặt đỏ bừng, tự hồ là chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sĩ người. Bọn họ tuy rằng sinh hoạt ở kinh thành thời gian không dài, nhưng là tiếp xúc người đều không phải như vậy chơi xấu người, rốt cuộc mọi người đều là muốn thể diện. Tô Nguyệt chậm rãi đi đến hai đứa nhỏ bên người, duỗi tay ôm lấy vương hữu ninh bả vai lúc này mới ánh mắt sắc bén mà nhìn phía những cái đó đại nhân những cái đó đại nhân đối mặt tô nguyệt khí thế lúc này mới yếu đi vài phần tô nguyệt đạm cười nói đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý đoạt liền đoạt nhưng là loại này hành vi xác thật không tốt hài tử vẫn là đến hảo hảo giáo dục bằng không như thế kiến thức hạn hẹp đi ra ngoài xác thật đến làm trò cười nàng lời nói làm những người đó sắc mặt thập phần khó coi tô nguyệt nhất nhất đánh giá những người đó còn nói thêm Đồ vật ăn liền ăn, nhưng là bị thương người chính là không đúng. Nói nàng nhìn về phía Tần Thúy Thúy, Tần Thúy Thúy đau lòng mà ôm Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cái ót rõ ràng có cái nhô lên đại bao. May mắn chỉ là một chút bị thương ngoài da, các ngươi đều là hàng xóm láng giềng, tin tưởng mọi người đều không nghĩ bị thương hòa khí. Lúc này có người phụ họa nói, là, là, phu nhân nói rất đúng, đều là hài tử không hiểu chuyện. Tô Nguyệt mắt lạnh liếc hướng người nọ, người nọ phía sau trốn tránh một cái đại khái 6, 7 tuổi hài tử khi hài tử đầy miệng đều là điểm tâm mảnh vụn chính trọng đánh giá tô nguyệt thấy tô nguyệt nhìn qua liền dọa đem mặt chôn ở mụ nội nó phía sau tô nguyệt trong lòng sinh khí khá vậy không dám quá hùng hổ dọa người tuy rằng đối phó này đó thôn dân rất đơn giản nhưng rốt cuộc bọn họ chỉ là qua đường khách chờ bọn họ đi rồi bọn họ khó tránh khỏi sẽ đem oán khí rải đến tầng thúy thúy một nhà trên người đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được tô nguyệt ôn thanh đối tần thúy thúy nói ta cho hắn thượng điểm dược thực mau liền sẽ tốt Tần Thúy Thúy theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, Tô Nguyệt còn nói thêm, thượng điểm dược hài tử cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Trước cuộc là mẫu thân đau lòng hài tử, Tần Thúy Thúy cũng liền không lại cự tuyệt. Tô Nguyệt cấp u ảnh cùng u mộng một ánh mắt, kêu các nàng nhìn chằm chằm điểm những người này, liền sợ sẽ có tay chân không sạch sẽ. Theo sau nàng liền từ trong không gian lấy ra một lọ tốt nhất hoặc huyết hóa ứ dược, nhẹ nhàng sát ở tiểu bảo cái ót. Trải qua như vậy vừa ra, những người đó đều thu liễm rất nhiều nhưng là bọn họ chính là không chịu đi, cũng không biết ở chỗ này quan vọng cái gì. Kỳ thật Tô Nguyệt đám người cũng sẽ không ở lâu, hơi làm nghỉ tạm, ăn qua cơm trưa sau liền lại sẽ khởi hành xuất phát. Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An Vẫn là thực tức giận, lôi kéo đại bảo đi tới lãnh tiêu hàng bên người ngồi xuống. Đại bảo có chút sợ hãi, nhưng là hắn nghe Vương Hữu An cùng Vương Hữu Ninh. Vương Hữu Ninh là càng nghĩ càng giận, liền lại đi trong xe ngựa cầm không ít ăn ngon ra tới. Lần này nàng ở lãnh tiêu hàng trước mặt ăn một bên ăn còn một bên cố ý dụ hoặc vừa rồi những cái đó đoạt đồ vật tiểu hài tử. Những cái đó tiểu hài tử chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không dám tới lãnh tiêu hàng trước mặt đoạt. Lãnh tiêu hàng sắc mặt vẫn luôn không quá đẹp, nhưng là hắn một đại nam nhân, tự nhiên không có khả năng đi cùng một ít phụ nữ và trẻ em tranh luận. Không bao lâu, Tần Thúy Thúy bà bà liền đã trở lại. Nàng có thể so Tần Thúy Thúy muốn đanh đá rất nhiều, cổng sọc tiếng sân liền nhíu mày nói, các ngươi trong đất không sống sao. Tể ở nhà ta làm gì? tới nhà ngươi nhìn một cái nhà ngươi khách quý chúng ta còn suy nghĩ nhà ngươi tới cái gì có tiền thân thích đâu như vậy xa hoa xe ngựa ngừng ở cửa tần thúy thúy bà bà họ kim nàng một tay đem sọc ném ở trong sân địa phương tức giận mà nói có cái gì hảo nhìn ta còn không biết các ngươi tâm tư ta chính là cho người ta qua đường khách ở nhờ một đêm mà thôi yên tâm đi không chiếm được cái gì chỗ tốt nàng lời nói trực tiếp chọc thủng những người đó tiểu tâm tư những người đó sắc mặt nhiều ít có chút không được tự nhiên Tần Thúy Thúy nhìn đến bà bà trở về, khóc mắt tức khắc phím hồng, vĩ khuất mà hô, nương, tiểu bảo trên đầu quăng ngã một cái đại bao. Kim Thu Lan nghe vậy hai ba bước tiến lên, thấy tiểu tôn tử cái óc xác thật nổi lên cái đại bao, lập tức liền đau lòng không được. Sao lại thế này, như thế nào sẽ khá như vậy một cái đại bao? Nàng tuy rằng lại sốt ruột lại đau lòng, khá vậy không có trách cứ Tần Thúy Thúy ý tứ, bởi vì nàng biết Tần Thúy Thúy một người mang hai cái choai choai hài tử không dễ dàng huống hồ tiểu hài tử nào có không va va đập đập, tần thúy thúy này đương nương khẳng định sẽ so nàng còn đau lòng. Tần thúy thúy nhấp môi. Không nói, chỉ mắt lạnh nhìn lướt qua trong viện những người đó. Kim Thu Lan lập tức hiểu ý, nghĩ hôm nay mọi người đều tới nơi này, còn có không ít hài tử, hài tử đùa dẫn khó tránh khỏi va va đập đập. Chỉ là tiểu hài tử đùa dẫn bị thương loại chuyện này, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng nói, đại nhân đều sẽ không đi thương hòa khí. Trước cuộc mọi người đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đại nhân nếu là bởi vì hài tử cãi nhau nói, vậy có xảo không xong giá. Hơn nữa đại nhân cãi nhau kết thù, tiểu hài tử còn sẽ đi một khối chơi, cho nên khí về khí, nhưng thật ra sẽ không đi thật sự đi so đo. Nàng chỉ có thể an ủi con dâu. Không có việc gì, chỉ là tiểu thương, cái nào hài tử không quăng ngã té ngã. Tần Thúy Thúy không hề ngôn ngữ, chỉ gắt gao ôm nhi tử. Tiểu bảo ở nàng trong lòng ngực khóc một trận liền không có việc gì, giải dụ phải rời khỏi nàng ôm ấp, đi đại bảo cùng vương hữu ninh nơi đó, tần thúy thúy cũng liền từ hắn. Kim Thu Lan cũng không quản này đó vây quanh ở trong nhà người, rốt cuộc láng giềng láng giềng, tổng không thể đem người oanh đi ra ngoài đi. Nàng chỉ dẫn theo mới vừa cắt cỏ heo chuẩn bị đi phòng bếp, đấu nấu nấu đút cho heo ăn. Kết quả tiếng phòng bếp liền phát hiện nhà nàng trong phòng bếp còn có vài cá nhân. Bọn họ chính nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, đặc biệt là trên bể bếp phóng hai điều thịt khô cùng một chuỗi lạp xưởng, còn có trên mặt đất một đại túi gạo, bọn họ liền kém bò đi lên gặm một ngụm. Này thịt hương thật không sai, đáng tiếc nhà của chúng ta một năm cũng liền hương một chút, cũng liền nếm thử vị. Này lạp xưởng cũng không tồi, nạc mỡ đang xen, còn có này trắng bóng gạo. Thịt cùng gạo đối bọn họ tới nói đều xem như hiếm lạ vật, bọn họ ngày thường đều ăn bột ngô cùng đồ ăn cháo, hoặc là bánh bột bắp. Này thịt cùng mễ, Kim Thu Lan nghĩ khẳng định là tá túc người lấy tới. Nàng chậm rãi đi vào phòng bếp, ngừng ở kia mấy người phía sau cách đó không xa. Ngay sau đó quát, các ngươi ở nhà ta phòng bếp làm gì? Kia! Mấy người thiếu chút nữa không hù chết, mỗi người che lại ngực kinh hồn chưa định. Chúng ta, chúng ta chính là tùy tiện nhìn xem. Đúng vậy, tùy tiện nhìn xem. Có cái gì đẹp? Kim Thu Lan lẩm bẩm một tiếng, đem sọc đặt ở một cái khác cốc tường trên bệ bếp. Chương 455 Kim Thu Lan Thu Lan A, tá túc một đêm bọn họ cho ngươi nhiều như vậy mễ cùng thịt A. Này thịt khô cùng lạp xưởng không tồi, cho ta cũng cắt một khối nếm thử bái, một chút là đủ rồi, nhà của chúng ta mấy tháng cũng chưa hưởng qua thịt vị. Ta cũng muốn một chút. Ngươi có nhiều như vậy, liền phân một chút cho chúng ta đi. Kim Thu Lan sắc mặt trầm xuống, cắm eo xoay người liền mắng, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Không biết xấu hổ mở miệng thảo thịt sao? Đừng nói này không phải ta, liền tính là ta, ta lại dựa vào cái gì cho các ngươi? Những người đó không chiếm được thịt, sôi nổi mặt lộ vẻ không vui ngươi thật là keo kiệt, này không làm mà hưởng đồ vật, phân chúng ta một chút làm sao vậy? Chính là, chúng ta chỉ cần một chút quá quá vị, lại không nhiều lắm muốn, lại nói ngươi cũng chính là vận khí tốt, vừa lúc nhân gia tìm các ngươi tá túc. Hừ, đổi làm chúng ta, thế như vậy phú quý nhân gia chúng ta đây khẳng định cũng sẽ làm cho bọn họ trụ, ai biết ngươi thu nhân gia nhiều ít dừng chân phí. Kim Thu Lan thật là khí nổi trận lôi đình, chỉ vào các nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng, thả ngươi nương chó má, đương lão nương dễ khi dễ có phải hay không? nàng tả hữu nhìn xung quanh một phen túng lên trên bệ bếp một phen dao phay hung ác mà quát các ngươi lăn không lăn không lăn ta chém chết các ngươi các ngươi tự mình tiến nhà ta phòng bếp còn có lý có phải hay không điên rồi nàng lại nổi điên mau đi 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 nàng này nhất chiêu nhưng đem kia mấy người dọa không được kim thu lan ở trong thôn còn có một cái ngoại hiệu kêu thu lan kẻ điên nàng là thật sẽ chém người nàng mới vừa gả tới thôn này thời điểm vẫn là một cái ôm nhu ngoan ngoãn nữ tử ai ngờ gả lại đây sau không bao lâu, trượng phu liền lộ ra gương mặt thật, hắn cư nhiên sẽ gia bạo. Đáng tiếc nàng khi đó đã thành thân, đi cũng đi không xong, vì thế từ khi đó khởi nàng liền điên rồi. Bị trượng phu đánh, nàng liền điên rồi dường như phản kháng, dù sao đánh không lại nam nhân, liền gắt gao cắn nam nhân một miếng thịt không bỏ, tàn nhẫn nhất thời điểm là thật sự cắn hạ thịt. Tuy rằng nàng làm như vậy sẽ đổi lấy một đốn ác hơn đòn hiểm, nhưng là nàng chính là liều mạng, tuyệt đối là đủ tàn nhẫn, sau lại nàng trượng phu cũng không dám lại dễ dàng chọc nàng bởi vì nàng nửa đêm thời điểm thường xuyên cầm dao phay đứng ở mép giường, rất nhiều lần đem nàng trượng phu dọa cái chết khiếp. Khi đó gia nghèo, cưới thượng tức phụ không dễ dàng, nàng trượng phu cũng không dám hưu thê. Nhật tử liền như vậy tạm chấp nhận quá, nam nhân không dám gia bạo sau, nhật tử đảo cũng sẽ không quá khổ sở. Nhật tử chậm rãi hảo lên, nàng cũng mang thai, nhưng nam nhân lúc này cư nhiên nhiễm đánh bạc, đi theo trong thôn du thủ du thực cả ngày ở bài trên bàn lêu lỏng. Nàng khí A, cấp A, cãi nhau cũng xảo đánh nhau cũng đánh. Bởi vì nàng mang thai, nam nhân không dám đánh nàng, nhưng cho dù là đánh không hoàng thủ mắng không cãi lại cũng không đổi được đánh bạc. Dù sao đánh bạc kết cục sớm muộn gì đến cửa nát nhà tan, Kim Thu Lan điên rồi, dù sao sinh hạ hài tử cũng chịu tội, nàng đỉnh bụng to, dẫn theo dao phay, vọt tới nàng trượng phu đánh bạc địa phương muốn đồng quy vu tận. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào đánh bạc địa phương, lặng yên vô tức đi đến trượng phu phía sau, nhìn hắn đè ở trên chiếu bạc tay, mắt cũng không chớp cái nào trước băm hắn một ngón tay. Tức khắc máu tươi văng khắp nơi, cùng với còn có nàng trượng phu tiến kêu thảm thiết cùng bốn phía tiếng thép chói tai. Kim Thu Lan nhất chiến thành danh. Nàng trượng phu che lại đoạn chỉ quỳ xuống đất xin tha, bảo đảm hối cải để làm người mới, chỉ cầu Kim Thu Lan đừng giết hắn. Kim Thu Lan cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, nói nếu hắn lại không thay đổi nói, liền sẽ không như vậy tiện nghi hắn, lần sau đao sẽ trực tiếp chém vào trên cổ hắn. Từ đây, trong thôn không ai còn dám chọc Kim Thu Lan, mà Kim Thu Lan trượng phu cũng sửa lại hết thảy hư thói quen. Những người đó từ phòng bếp sau khi rời khỏi đây, Kim Thu Lan hừ lạnh một tiếng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía hỗn độn sân, dẫn theo đao, lại nhắc tới mới vừa buông sọt, âm trầm một khuôn mặt liền đi ra phòng bếp. Vừa rồi từ phòng bếp ra tới kia mấy người vốn dĩ tưởng ở trong sân đợi lát nữa, thấy Kim Thu Lan không chịu bỏ qua dẫn theo dao phay ra tới. Các nàng dọa trực tiếp chạy, liền trong viện cũng không dám đãi. Kim Thu Lan cũng không nói lời nào, liền như vậy dẫn theo sọt cùng dao phay, đứng ở phòng bếp cửa nhìn chầm chầm trong viện những người đó. Nàng làm sao vậy? Không biết a, à, quái dọa người. Thấy nàng như thế, mọi người sôi nổi từ nhà nàng rời đi. Chậm rãi, một cái hai cái ba cái, những người đó liền toàn bộ đi rồi, ai cũng không dám tại đây ở lâu. Ta vừa nhớ tới, của ta còn có sống không làm đâu. Ta còn không có giặt quần áo đâu, ta đi trước. Đi một chút, ta cũng đi, các ngươi từ từ ta. Trong thôn không ai không biết Thu Lan kẻ điên danh hiệu. Đám người toàn bộ đi rồi, trong viện rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Kim Thu Lan hừ lạnh một tiếng, phỉ nhổ nước miếng mắng, đều là chút kiến thức hạn hẹp, cũng liền điểm này tiền đồ. Tô Nguyệt còn buồn bực đâu, như thế nào những người này không thể hiểu được tới, lại không thể hiểu được đi rồi. Chỉ có Tần Thúy Thúy cười khen nói, vẫn là bà bà ngươi lợi hại, những người này thật sự phiền đã chết. Kim Thu Lan một thắt không ngừng, lập tức ở trong viện băm nổi lên cỏ heo, nghe vậy nói, những người này là không nói lý, mỗi người vô lại thực, yêu nhất được một tất lại muốn tiến một thước, kỳ thật bắt nạt kẻ yếu lại sợ chết thực. Đúng rồi, kia trong phòng bếp thịt cùng mẻ sao hồi sự, ta không phải kêu ngươi không thể thu người khác đồ vật sao. Tần Thúy Thúy bất đắc dĩ mà nói, ta nói không. Cần. Tô Nguyệt lập tức cười nói, Kim Đại Nương, chúng ta sau giờ ngọ phải đi rồi, vài thứ kia ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta tuy là ở nhờ, khá vậy không thể ăn không uống không nha nàng hiện tại là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu bởi vì bọn họ ở nhờ làm nhân gia đã chịu liên lụy bị người trong thôn ghi hận xa lánh đó chính là bọn họ sai lầm may mắn cái này kim thu lan là cái lợi hại nàng nói cũng không sai tại đây trong thôn phải đối phó những cái đó đại thẩm đại nương nhóm giảng đạo lý hảo ngôn khuyên bảo là vô dụng phải mạnh bạo thường nổi điên phát điên mới có thể làm những người đó kiên kỵ không dám trêu chọc ngươi kim thu lan là cái sản khoái lập tức liền không lại chối từ. Vì thế giữa trưa, nàng chưng một mâm lạp xưởng, xào một mâm thịt khô, còn dùng chính mình da trứng gà, làm một chén lớn trứng gà canh, bên trong ước chừng có 5-6 cái trứng gà, cuối cùng chưng một nồi to trắng bóng cơm. Kim Thu Lan nấu cơm trù nghệ vẫn là thực không tồi, mùi hương sớm liền phiêu ra phòng bếp. Buổi sáng đại gia uống cháo, cháo là dễ dàng tiêu hóa, mùi hương một bay ra, đại gia liền đều đói bụng. Trong đất làm việc hai cái nam một hồi tới, liền ngửi cái mũi nghe tới nghe đi. Tần Thúy Thúy nhà chồng họ Lưu, Lưu lão hán câu lũ bối buông cái quất, triệu trong phòng bếp hô, "Lão bà tử, hôm nay làm thứ gì, như vậy hương?" Tần Thúy Thúy trưởng phu Lưu Giang hít sâu một hơi nói, "Ta hôm nay khẳng định là mệt thảm, cư nhiên đói ra ảo giác, ta như thế nào nghe thấy được thịt khô mùi hương?" Kim Thu Lan cười ngâm ngâm mà hướng ra ngoài hô, "Thịt khô lạp xưởng trứng gà canh, này có thể so nhà của chúng ta ăn Tết còn phong phú, này đến đa tạ tới cửa ở nhờ khách nhân." Chương 456 bộ câu đưa thư thật là có thịt khô lạp xưởng, còn có trứng gà. Lưu Giang lập tức nuốt nuốt nước miếng, trên mặt tràn đầy chờ mong, hắn hôm nay thiên can chính là thể lực sống, nhưng là thức ăn thượng không thấy được nửa điểm thức ăn mặn, làm việc cũng chưa kính. Mà Lưu lão hán là cái. Người thành thật, tuy rằng trong miệng nước miếng khống chế không được, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi như thế nào có thể đem người ta đồ vật, nói tốt ở nhờ một đêm, còn thu nhân gia thịt cùng tràn. Kim Thu Lan bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta muốn a à, nhân gia thiệt tình thực lòng phải cho ta không cần chẳng phải là cô phụ nhân gia hảo ý. Câu Nguyệt nghe vậy nhưng thật ra cười, nàng là thật sự rất thích Kim Thu Lan tính cách. Kim Thu Lan giữa trưa làm bốn đạo đồ ăn, mỗi món phân lượng đều thật đủ, cũng đủ nhiều người như vậy cùng nhau ăn. Thịt khô lạp xưởng trứng gà canh, còn có một đại bàn mới mẻ rau dưa. Đồ ăn liền đoan tới rồi trong viện trên bàn đá, đại gia cùng nhau ăn. Lưu Lão Hán nếm một ngụm thịt khô sau dư vị nói, tốt như vậy đồ ăn nếu có thể uống thượng một ly liền quá thoải mái hắn vừa dứt lời kim thu lan liền phủng một cái bầu rượu đặt ở hắn trong tầm tay nhưng nói chuyện ngữ khí lại không phải thực hảo uống ít điểm buổi chiều còn phải làm việc đâu đây là bọn họ nhà mình những rượu hương vị thuần hậu nhưng là lại thực liệt lãnh tiêu hàng chính là thích uống loại này rượu mạnh vì thế bọn họ mấy nam nhân liền cùng nhau uống xoàng một ly này bữa cơm mọi người đều ăn thực tận hứng chỉ là bọn hắn gia viện ngoại luôn là sẽ có chút người trải qua, cũng không biết có phải hay không cố ý đi tới đi lui, nhưng trong viện người cũng chưa người để ý. Kim Thu Lan cơm nước xong, liền đem trong phòng bếp dư lại thịt cùng mễ đều tàn vào hầm. Tục ngữ nói, không sợ tạc trộn, liền sợ tạc nhớ thương. Này người một nhà tô nguyệt đều thực thích, là chân chính nam chủ ngoại nữ chủ nội. Các nam nhân sẽ đem bên ngoài sự tình làm tốt. Hai nữ nhân ở nhà. Tần Thúy Thúy làm con dâu, mang hài tử tận tâm tận lực, sẽ giúp bà mẫu chia sẻ việc nhà mà Kim Thu Lan cái này làm bà bà đối con dâu cũng là thực hảo, sẽ không quản gia vụ sự toàn bộ đè ở nàng một người trên người, mẹ chồng nàng dâu hai cộng đồng lo liệu gia sự. Người một nhà hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau thông cảm. Còn sầu Nhật tử quá không hài lòng sao? Kỳ thật đây cũng là ý trời, Tần Thúy Thúy cũng là mệnh hảo, sinh cái hai cái nhi tử, làm nhà này có thể giảm rất nhiều mâu thuẫn. Cơm trưa qua đi, Tô Nguyệt đám người một lần nữa khởi hành xuất phát nàng ở cư trú đệm chăn hạ phóng 50 lượng bạc, xem như thanh toán dừng chân phí cùng ăn uống phí. nàng hy vọng này người một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Chẳng vàng, mọi nơi hoang tàn vắng vẻ, bọn họ chỉ có thể tại chỗ qua đêm, ở trong xe ngựa phô hảo đệm chăn cũng có thể tạm chấp nhận một đêm. đống lửa châm hừng hực ngọn lửa, đêm nay đồ ăn như cũ phong phú, bọn họ mang theo nướng bbq giá, tô nguyệt tự mình đầu bếp cho đại gia làm nướng bbq. than hỏa nướng đồ vật là nhất hương, chỉ là cũng thực thượng hỏa vì thế nàng bị cây kim ngân trà. Hai cái nhũ mẫu không thể ăn này đó, nàng lại mặt khác làm hai cái đồ ăn một cái canh. Hoàn cảnh này ăn ăn ngon, đảo như là ở cắm trại giả ngoại. Chính là ở đại gia ăn uống no đủ thời điểm, bọn họ thu được đến từ xích dương bồ câu đưa thư. Bồ câu vùng vẫy cánh dừng ở lãnh tiêu hàng đầu vai, cu 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 kêu to, lãnh tiêu hàng ôm đồn nó xuống dưới, lấy ra nó trên đùi tinh. Tinh mới vừa gỡ xuống tới nguyên bảo liền hướng tới bồ câu nhào tới, bồ câu chấn kinh, vùng vẫy cánh liền bay đi cánh phiến ở lãnh tiêu hàng trên mặt lãnh tiêu hàng lạnh mặt giơ tay liền cho nguyên bảo một cái tác nguyên bảo nức nở một tiếng ủy khuất cuộn tròn ở tô nguyệt bên chân tô nguyệt buồn bực nhéo nó lỗ tai mắng không chuẩn bướng bỉnh nó ủy ủy khuất khuất cọ tô nguyệt cẳng chân nào có nửa điểm lang vương uy phong tô nguyệt không hề phản ứng nó nhìn về phía lãnh tiêu hàng hỏi là kinh thành tới tin sao mau nhìn xem phát sinh sự tình gì lãnh tiêu hàng gật gật đầu triển khai tinh nhìn lướt qua nhíu lại mi chậm rãi giãn ra ngay sau đó nói, là xích dương. Xích dương nói cái gì? Là hậu phủ xảy ra chuyện gì sao? Xích dương cùng Trung Ngọc định ra hôn sự, tinh thượng nói, hôn kỳ ở hai tháng lúc sau. Xích dương cư. Nhưng cùng Trung Ngọc ở bên nhau. Câu Nguyệt kinh ngạc mà nói, nhưng Trung Ngọc không phải mới 16 tuổi vẫn là 17 tuổi sao? Xích dương mau 30 tuổi đi, đều so người tiểu cô nương đại mười mấy tuổi. Này ở hiện đại, nhưng còn không phải là đại thúc dụ dỗ vị thành niên nhiều lắm đại 10 tuổi. Lãnh tiêu hàng đem trong tay tinh ném vào hỏa, tùy ý ngọn lửa đem trang giấy cắn nuốt. Tô Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, không hề lấy hiện tại tư duy tới đối đãi chuyện này. Trung Ngọc là cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, xích dương cũng không tồi, kiên định trung hậu, hai người nếu có thể ở bên nhau cũng coi như là lương xứng. Đối với Trung Gia, bọn họ thật là lại thua thiệt lại bất đắc dĩ. Trước sau đã xảy ra Trung Linh cùng Khương Ảnh Mai sự tình, bọn họ khẳng định là không có biện pháp tha thứ nhưng chung kỳ ân tình lại thật thật tại tại đè ở bọn họ đỉnh đầu nếu hai người đã định ra hôn sự bọn họ khẳng định là không thể không có bất luận cái gì tỏ vẻ huống chi xích dương vẫn luôn đi theo lãnh tiêu hàng bên người lãnh tiêu hàng chưa bao giờ đem hắn coi như quá hạ nhân đối đãi vì thế tô nguyệt nghĩ nghĩ nói ta kia gian điểm tâm cửa hàng sinh ý vẫn luôn thực hỏa bạo không bằng liền đưa cho bọn họ hai vợ chồng đi hy vọng bọn họ về sau sinh hoạt rực rỡ nghèo hèn phu thê trăm sự suy lời này là sự thật giải quyết kinh tế vấn đề mâu thuẫn ít nhất có thể thiếu một nửa lãnh tiêu hàng nghe vậy nhàn nhạt nói ngươi muốn đưa liền đưa đi bất quá xích dương hẳn là không kém tiền tô nguyệt vẻ mặt nghi hoặc lãnh tiêu hàng liền nói hầu phủ những cái đó cửa hàng ta có rất nhiều đều làm xích dương vào cổ tô nguyệt gật gật đầu nhưng vẫn là nói đó là ngươi ta này cửa hàng vẫn là đưa cho bọn họ đi đối nàng tới nói chỉ là thiếu gian cửa hàng nàng hiện tại nhưng không thiếu tiền không gian kia đôi hoàng kim phỏng chừng mấy đời cũng xài không hết nói thật hiện tại nàng đối tiền đã không có gì khái niệm thậm chí là liền chính mình thân gia có bao nhiêu cũng không biết đối tiêu tiền cũng không có gì hứng thú ăn đồ vật trong không gian có thể vô hạn sinh sản phòng ở cửa hàng linh tinh nàng muốn như vậy nhiều cũng không có gì dùng vốn dĩ cho rằng khai cái cửa hàng miễn phí xem bệnh chữa bệnh sẽ thực mau tiêu hao rớt vì thế nàng liều mạng khai mặt khác cửa hàng nghĩ cách kiếm tiền kết quả quân khang đường những cái đó có tiền người phó hạ tiền khám bệnh cũng xài không hết những cái đó kẻ có tiền hiện tại đều ở đua đòi ai phó tiền nhiều. Các bá tánh ngày ngày liền ở quân khang đường cửa xem bản đơn, khả năng thượng bản là thật sự rất có mặt. Quân khang đường nhiều ra tới bạc, Tô Nguyệt khiến cho người giao cho quân vạn kinh sung công, kia cửa hàng hiện tại cũng chính là trên danh nghĩa vẫn là nàng, kỳ thật ở Thái Y đi vào ngồi khám thời điểm cũng đã chậm rãi bị nhà nước nắm giữ. Tuy rằng này đó bạc đối với hiện giờ quốc khố tới nói căn bản bổ khuyết không được cái này đại lỗ thủng, nhưng có tổng so không có hảo kinh thành trước mắt nhưng thật ra bình tĩnh, dân chạy nạn nhóm cũng đều an trí hảo. Theo thời tiết dần dần chuyển ấm, lần này ôn dịch liền hoàn toàn đi qua. Thái hậu tan sự cũng đi vào kết thúc, tuy rằng giảng làm, nhưng là tiễn đưa người rất nhiều, nhưng thật ra hiện thập phần long trọng. Tuy rằng rời xa kinh thành, nhưng là lãnh tiêu hàng vẫn luôn đều có thu được kinh thành tới tin tức. Chỉ hy vọng ở bọn họ xử lý xong Vương Ngọc Thư tan sự trước, có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Chương 457 trở lại Vân Sơn Trấn trong bất tri bất giác thời gian cực nhanh từ xuân đến hạ trải qua mấy tháng đi qua nhiều ít sơn sơn thủy thủy bọn họ cuối cùng lại về tới nguyên điểm xe ngựa lão đảo lắc lư sử trong mây sơn trấn vương hữu ninh cùng vương hữu an gấp không chờ nổi vén rèm lên ra bên ngoài nhìn này rốt cuộc vẫn là bọn họ cố hương mặc dù đi qua địa phương lại mỹ lại hảo bọn họ chung quy vẫn là từ nơi này sinh ra đêm khuya mộng hồi đều vẫn là trở lại nơi này đường phố biên cảnh sắc dần dần biến quen thuộc vương hữu an Kích động mà hét lên, đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, nương ta muốn đi xem sư phụ ta. Tô Nguyệt gật đầu nói, "Hảo, ngươi tưởng khi nào đi? Ta làm u ảnh bồi ngươi đi, nhớ rõ mua vài thứ." "Ta hiện tại liền muốn đi, có thể chứ?" Vương Hữu An hai mắt sáng lấp lánh mà, có thể thấy được thập phần vui vẻ. Tô Nguyệt nhìn hắn dáng vẻ này, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Giống như từ đi kinh thành về sau hắn liền không lại như vậy vui vẻ qua. Có lẽ kinh thành sinh hoạt hoàn cảnh giáo dục tài nguyên chờ đều là tốt nhất nhưng hắn tự hồ càng thích nơi này ở kinh thành hắn đều chậm rãi đánh mất tự mình nàng vẫn luôn đều cho rằng vương hữu an đi kinh thành sau như vậy biến hóa lớn là bởi vì hắn trưởng thành trưởng thành nhưng kỳ thật hắn chưa từng biến quá chỉ là bởi vì hắn muốn thích ứng hoàn cảnh so sánh vương hữu ninh mặc kệ là ở kinh thành vẫn là ở chỗ này nàng đều là như vậy vui vẻ tô nguyệt hỏi hữu an ngươi là càng muốn trở lại nơi này vẫn là càng muốn đi kinh thành Vương Hữu An khó hiểu nhìn Tô Nguyệt, không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, mà trên mặt hắn kích động chi sắc cũng phai nhạt vài phần. Ta đương nhiên càng muốn đi kinh thành, bất quá ta trở lại nơi này cũng là thật vui vẻ, bởi vì ta rất tưởng niệm Phương Tiên Sinh. Tô Nguyệt Minh Bạch Vương Hữu An ý tứ. Lựa chọn tiền đồ, đó chính là đi kinh thành tốt nhất, lựa chọn vui sướng, đó chính là lưu tại Vân Sơn Trấn. Khả nhân tổng phải có điểm theo đuổi, hơn nữa mỗi người theo đuổi đều là không giống nhau, theo đuổi tiền đồ là một loại lựa chọn theo đuổi vui sướng đồng dạng cũng là một loại lựa chọn. Chỉ chốc lát, xe ngựa liền ngừng ở tô hương trai cửa. Hoa lệ xe ngựa thực mau hấp dẫn không ít người lực chú ý, mà tô hương trai sinh ý vẫn là khá tốt, cửa vây quanh không ít người. Lưu Xuân Hoa còn có hạnh hoa, hoa quế, Xuân Đào đều ở cửa hàng bận rộn, thấy khách nhân đều quay đầu ra bên ngoài nhìn, liền đồ vật đều không mua. Các nàng liền rất là nghi hoặc, vì thế Lưu Xuân Hoa liền đi ra cửa. Hàng đi nhìn một cái như thế nào trở về vừa vặn Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng từ trong xe ngựa xuống dưới. Lưu Xuân Hoa chợt vừa nhìn thấy bọn họ, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, lại cẩn thận nhìn lên, thật đúng là Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng. Nàng tức khắc kích động hét lên một tiếng, đem nàng người bên cạnh đều dọa ngốc. Tô Nguyệt cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, vất vất tay hô, Xuân Hoa, ta đã trở về. Lưu Xuân Hoa biến hóa rất lớn, đầu tiên chính là làn da dưỡng trắng, tóc sơ thành chính thức búi tóc, mặt trên còn mang bộ diêu, trên người ăn mặc quần áo cũng đẹp hơn nữa nàng gầy rất nhiều, cả người hiện tại là lại tự tin lại xinh đẹp. Lưu Xuân Hoa kinh hỉ không biết nên như thế nào cho phải, hai ba bước liền vọt tới Tô Nguyệt trước mặt, nhưng dây tiếp theo lại trực tiếp nước mắt băng. Ngươi như thế nào đã trở lại, trở về cũng không đề cập tới tiền truyện phong thư. Tô Nguyệt buồn cười nói, ta trở về ngươi khóc cái gì? Như thế nào ngu như vậy? Lưu Xuân Hoa ngượng ngùng lau nước mắt, thật là lại khóc lại cười. Ta là kích động, cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi về sau đều sẽ không trở về nữa hảo không nói này đó, trước vào nhà. Tô Nguyệt thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, không nghĩ bị vây xem, liền thúc giục Lưu Xuân Hoa trước vào nhà. Lưu Xuân Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức tiếp đón mấy người đi vào trước, mà cửa hàng còn có rất nhiều khách nhân, bọn họ trực tiếp đi hậu viện. Hạnh Hoa Xuân Đào Hoa Quế còn phải vội vàng tiếp đón khách nhân, chỉ có thể mắt trong mong nhìn Tô Nguyệt đám người, mà Tô Nguyệt cũng chỉ có thể cùng các nàng đơn giản chào hỏi một cái. Chờ tới rồi hậu viện, Lưu Xuân Hoa liền vội vàng bưng trà rót nước, cảm xúc vẫn luôn thập phần kích động. Hữu Ninh hiện tại cũng đã lớn thành đại cô nương, thật xinh đẹp. Hữu An Trường cao thật nhiều, thực sự có người đọc sách diễn xuất. Lưu Xuân Hoa không đọc quá thư, có thể nghĩ ra khen người nói cũng chỉ có này đó. Này, này hai hài tử là. Lưu Xuân. Hoa lúc này mới chú ý tới hai cái nhũ mẫu, còn có các nàng trong tay ôm hài tử. Hai đứa nhỏ đã bốn năm tháng, chính tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Tô Nguyệt cười ngâm ngâm mà nói, đây là ta tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi là đối long phượng thai A nha a nha thật là hảo phúc khí a à. lưu xuân hoa nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ lăn qua lộn lại chỉ có một câu lớn lên thật là đẹp mắt thật xinh đẹp a à. theo sau nàng lại hỏi các ngươi lần này trở về là có chuyện gì sao kinh thành khoảng cách vân sơn trấn mấy tháng lộ trình tới tới lui lui đến nửa năm nhiều nếu là không có gì sự tình nói bọn họ khẳng định là sẽ không trở về huống hồ bọn họ lúc này mới đi kinh thành bao lâu cũng không mấy năm liền tính tưởng trở về cũng sẽ không nhanh như vậy Tô nguyệt nghi hoặc hỏi ngươi không biết chuyện này sao đều là một cái thôn vương ngọc thư chết chuyện lớn như vậy nàng sao có thể không biết lưu xuân hoa so tô nguyệt còn nghi hoặc trực tiếp hỏi ngược lại sự tình gì a à? xem ra nàng là thật sự không biết chỉ là nàng như thế nào sẽ không biết vẫn là này trong đó có cái gì miêu nị vì thế tô nguyệt nói là vương ngọc thư vương đại hoa truyền tin tới nói vương ngọc thư đã chết cho nên chúng ta mới gấp trở về. Gì, Vương Ngọc Thư đã chết. Lưu Xuân Hoa phản ứng rất lớn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Có thể thấy được nàng là thật sự không biết chuyện này. Tô Nguyệt hơi hơi nhíu mày, hỏi, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào sẽ không biết. Lưu Xuân Hoa khiếp sợ qua đi lúc này mới nói, trong tiệm sinh ý rất bận, ta ngày thường rất ít trở về, lần trước hồi thôn vẫn là năm trước ăn Tết thời điểm. Mấy năm nay thắc phúc của ngươi, ta thích cốt chút bạc, liền ở trấn trên đặt mua một đống tòa nhà người một nhà đều trụ đến trấn trên tới cũng theo ta bà bà ngẫu nhiên sẽ trở về nhưng là ta không nghe nàng đề qua chuyện này câu nguyệt cực gật đầu trong lòng có số có lẽ vương đại hoa còn đang chờ bọn họ trở về lo liệu tan sự cho nên vương ngọc thư tử vong tin tức vẫn chưa tuyên dương đi ra ngoài mà lưu xuân hoa lại rất ít trở về cho nên không biết chuyện này cũng bình thường chỉ là này đều qua đi mấy tháng vương ngọc thư thi thể còn có thể bảo tồn trụ sao các ngươi trụ trấn trên vẫn là hồi thông trụ này cửa hàng còn cho các ngươi không phòng đâu các ngươi trong thôn phòng ở ta cũng cho các ngươi nên tu sửa đều tu sửa hơn nữa thường xuyên sẽ làm người qua đi quét tước các ngươi đi trở về trực tiếp trụ đi vào là được Tô nguyệt nghĩ nghĩ nói hồi thông trụ ăn cơm trưa liền trở về lưu xuân hoa gật đầu nói kia hành các ngươi khó được trở về ta giữa trưa cho các ngươi nấu cơm ta đây liền đi mua đồ ăn buổi tối ta cũng cùng các ngươi cùng nhau trở về không cần như vậy phiền toái chúng ta cùng đi bác phương khách ăn cơm đi, vừa lúc đã trở lại cũng muốn đi trong thấy đào bá. Chương 458 nhìn thấy đào bá. Lưu Xuân Hoa gật đầu đồng ý, còn nói thêm, nếu các ngươi đều đã trở lại, kia trong tiệm mấy ngày nay liền tạm thời không tiếp tục kinh doanh đi. Nếu Vương Ngọc Thư chết thật, sợ là chúng ta đều đến trở về hỗ trợ. Tô Nguyệt gật gật đầu, nói, vừa lúc các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, xem các ngươi đều vẻ mặt mỏi mệt. Lưu Xuân Hoa theo bản năng sờ sờ mặt, nhưng thật ra ngượng ngùng mở cửa làm buôn bán nào có không mệt nhưng là mệt cũng đáng đến trước kia loại hoa màu thời điểm có thể so này mệt nhiều kiếm bạc còn không có nhiều như vậy dưới bầu trời này người vì ăn vì xuyên vì con cái cái nào không mệt a à? lưu xuân hoa nói lại kích động lên đôi mắt phím hồng nước mắt lấp lánh ta à đây là thác phúc của ngươi bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay nàng là cái tri ân báo đáp cho nên ở nhìn thấy tô nguyệt sau kích động cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài Tô Nguyệt còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì nàng muốn kéo Lưu Xuân Hoa một phen, là bởi vì Lưu Xuân Hoa mặc kệ khi nào đều tâm tồn thiện ý, chưa bao giờ coi khinh quá nàng cùng nguyên chủ nửa phần. Cho nên nàng thiện tâm hòa hảo ý nên được đến hồi báo. Chờ. Phía trước hạnh hoa các nàng vội không sai biệt lắm, Tô Nguyệt liền kêu lên các nàng cùng đi bác phương khách ăn cơm trưa. Bác phương khách vẫn là bộ dáng cũ. Tô Nguyệt đoàn người đi vào đi liền có tiểu nhị tiến lên nghênh đón, chỉ là này tiểu nhị lạ mặt thực, phỏng chừng là mới tới, hắn mỉm cười hô các vị khách quan trên lầu còn có nhã giang trên lầu thỉnh ở tửu lầu làm tiểu nhị đã sớm luyện liền một bộ hỏa nhãn kim tinh từ khách hàng ăn mặc là có thể đại khái suy đoán ra khách nhân tiêu phí trình độ tô nguyệt theo bản năng liền nhìn về phía quầy phương hướng đào bá ngày thường thích nhất đứng ở nơi đó khẩy bàn tính chỉ là nơi đó hiện giờ lại đứng một cái lạ mặt tuổi trẻ nam tử tô nguyệt đấy mắt hiện lên kinh ngạc chỉ hỏi kia tiểu nhị các ngươi trưởng quầy đi nơi nào Tiểu nhị trực tiếp chỉ hướng trước quầy người nọ nói: Chúng ta trưởng quầy ở kia đâu, tiểu thư tìm chúng ta trưởng quầy là có việc sao? Cô Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt lại là ảm đạm xuống dưới. Này bác phương khách trưởng quầy như thế nào thay đổi người? Chẳng lẽ là đào bá xảy ra chuyện gì? Đào bá ngày thường rất ít truyền tin cho nàng, nhưng là nàng mỗi ba tháng đều có thể thu được một lần bác phương khách gửi tới tiền bạc. Tiểu nhị không biết cô Nguyệt làm sao vậy, chỉ là xem nàng sắc mặt lập tức liền biến không cao hứng dọa hắn còn tưởng rằng là chính mình là nơi nào làm sai, lập tức thật cẩn thận hỏi, vị này khách quan, ngài đây là làm sao vậy? Nếu là chọc khách nhân không cao hứng, bọn họ chính là muốn trực tiếp mất chén cơm, bọn họ tìm này một phần việc cũng không dễ dàng. Tô Nguyệt đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung, lãnh tiêu hàng trầm giọng nói, không ngại, ngươi đi vội đi, sau đó có yêu cầu chúng ta lại kêu ngươi. Tốt, ngài thỉnh tự tiện. Tiểu nhị như được đại xá, cúi đầu không lưng liền rời đi. Bất quá hắn cũng không đi nơi khác, mà lại trực tiếp đi hướng trước quầy tân trưởng quầy. Tô Nguyệt dò hỏi Lưu Xuân Hoa. Ngươi biết đào bá phát sinh sự tình gì sao? Như. Thế nào em đẹp, này bác phương khách đổi trưởng quầy. Đào bá vì bác phương khách trả giá nhiều ít tâm huyết nàng đều xem ở trong mắt, hắn sao có thể em đẹp đột nhiên đem kinh doanh như hỏa trung thiên tửu lầu nhường cho người khác. Mà hiện tại đúng là cơm điểm, thực rõ ràng bác phương khách sinh ý không được như xưa. Lưu Xuân Hoa xấu hổ lắc đầu nói, ta, ta là thật không biết a, à ta ngày thường trừ bỏ ở cửa hàng chính là về nhà, đào bá nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ đến tô hương trai ngồi ngồi, tháng trước còn tới đâu. Ta là thật sự không biết hắn đã không phải bác phương khách trưởng quầy. Tô Nguyệt hai mắt bịt kính một tầng lạnh lẽo, chẳng lẽ là có người khi dễ đào bá. Tô lão bản. Tô lão bản ngươi đã trở lại. Lúc này có tử lầu ông bạn già nhận ra Tô Nguyệt, kích động liền đi tới Tô Nguyệt trước mặt. Tô Nguyệt trước kia đối mọi người đều không tệ, thứ tốt đều sẽ phân cho đại gia ăn, cho nên mọi người đều còn rất thích nàng. Tô Nguyệt nhận ra người này, trên mặt một lần nữa rồi lên ý cười, chỉ hỏi nói, đào bá như thế nào không còn nữa. Ta mới vừa hỏi mới tới tiểu nhị trưởng quầy ở đâu, kết quả kia trưởng quầy cư nhiên không phải đào bá. Đào bá tuổi lớn, thân thể luôn là không thoải mái, cho nên liền đem tủ lầu giao cho ta, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết trù nghệ lợi hại tô lão bản đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiểu nhị còn không có trả lời tô Nguyệt nói, một bên nhưng thật ra có cái giọng nam vang lên. Tô Nguyệt theo tiếng nhìn lại, vừa rồi ở trên quầy hàng cái kia nam tử đã ngừng ở chính mình ba bước xa địa phương. Hắn chấp tay nói, tại hạ họ hoàng, gặp qua phu nhân hầu gia. Tô Nguyệt sắc mặt đẹp rất nhiều, nhẹ nhàng sau khi gật đầu nói, hoàng trưởng quầy không cần đa lễ. Này hoàng trưởng quầy gầy gầy cao cao, tuổi không lớn, hơn 30 tuổi bộ dáng, lưu trữ hai chồng râu, vẻ mặt khôn khéo cùng tầm thường thương nhân không có gì khác nhau. Tô Nguyệt không muốn cùng hắn nhiều lời, nhưng là nghe hắn nói lời nói cũng không chột dạ thái độ, có thể thấy được. Đào bá rời đi bác phương khách Việt cũng không miêu nị. Có lẽ là đào bá chính mình cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới lựa chọn an hưởng lúc tuổi già, hắn tuổi tác cũng xác thật là lớn. Ở hoàng trưởng quầy an bài hạ, Tô Nguyệt đám người đi trên lầu nhã Giang Tô Nguyệt lại phái người đi thỉnh đào bá lại đây ăn cơm, còn cố ý điểm không ít hắn thích ăn ngon rượu hảo đồ ăn. Chờ đồ ăn đều không sai biệt lắm thượng tề thời điểm, đào bá lúc này mới khoan thai tới muộn. Hắn biến hóa cũng rất đại, hoặc nhìn đảo so từ trước muốn tuổi trẻ rất nhiều hắn thấy tô nguyệt sau vẫn là thật cao hứng tươi cười liền không đạm xuống dưới quá tô nguyệt trêu ghẹo nói như thế nào mấy năm không thấy đào bá còn càng dài càng tuổi trẻ đào bá cười to nói tưởng khai nhật tử liền thư thái thư thái người cũng liền nhẹ nhàng ta không làm cái này chưởng quầy ngày thường nhọc lòng cũng ít nhưng không được càng ngày càng tuổi trẻ thấy hắn là thật sự phát ra từ nội tâm vui vẻ tô nguyệt cũng liền an tâm rồi bọn họ lại lần nữa gặp mặt giống như là lão hữu gặp lại, luôn có rất nhiều lời muốn nói. Tô Nguyệt giảng đại đa số đều là kinh thành sinh ý, còn có quân khang đường sự tình, đào bá nghe mùi ngon, không ngừng khen Tô Nguyệt lợi hại. Lại thấy Tô Nguyệt sinh một đôi long phượng thai, liền càng thêm vì Tô Nguyệt cảm thấy cao hứng, nói nhìn đến nàng hiện giờ quá hảo liền an tâm rồi. Rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngủ vị, lãnh tiêu hàng bồi đào bá uống lên không ít rượu. Đào bá nói, hắn hiện tại liền một cái yêu thích, đó chính là ngày thường uống chút rượu tiểu rượu, phối hợp đầu cầu lão trình gia thiêu gà thiêu vịt, cuộc sống này thật là vui sướng tựa thần tiên. Tô Nguyệt dùng chữa bệnh hệ thống cho hắn kiểm tra rồi một chút thân thể, thân thể nhưng thật ra rất tốt. Thấy xong cố nhân cơm nước xong, Tô Nguyệt liền chuẩn bị hồi vương gia thôn. Lưu Xuân Hoa nói muốn đi theo bọn họ cùng nhau trở về, nhưng là nàng đến trở về trấn thượng gia một chuyến, cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi. Bọn họ cả. Nhà hiện tại đều dọn đến trấn trên tới. Nàng trưởng phu ngày thường làm điểm cu ly trợ cấp gia dụng, nói liền tính Lưu Xuân Hoa có thể kiếm tiền, hắn cũng không thể nghĩ ở trong nhà. Hai đứa nhỏ đều ở tư thục đọc sách, nàng bà bà ngày thường liền làm trong nhà việc nhà. Công công tuổi lớn, cũng liền từ hắn mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm tống cổ thời gian. Cho nên quê quán phòng ở hiện tại là không, ngày thường Tết nhất lễ lạc đều không quay về, chỉ có thanh minh Trung Nguyên sẽ trở về tế tổ hóa vàng mã. Chương 459 hồi thôn Dù sao vừa mới cơm nước xong, cũng không vội mà đi, Tô Nguyệt liền làm nàng đi nhanh về nhanh, bọn họ tắt hồi tô hương trai nghỉ ngơi một chút tiêu tiêu thực lại xuất phát. Lưu Xuân Hoa ở trấn trên mua tòa nhà đoạn đường không tồi, liền ở sát đường cửa hàng đệ nhị bài, ngày thường đi ra ngoài mua đồ ăn mua sắm đều phương tiện. Ban đầu nhà này tòa nhà chủ nhân cả nhà dời đến đường mà đi, hơn nữa này không phải tổ trạch, cho nên liền tiện nghi ra tay bán, dù sao không bán cũng đến hoang phế, cho nên liền tiện nghi Lưu Xuân Hoa. Vừa vặn chính là, tòa nhà này liền ở đổ tiểu lệ nhà mẹ để tiệm gạo mặt sau này không lưu xuân hoa vừa đến về nhà ngõ nhỏ trước liền thấy đổ tiểu lệ nắm đổ tiểu hoa tay từ tiệm gạo đi ra hai người lúc trước ở vương gia thôn chính là cách vách hàng xóm hiện tại càng tốt thành trước sau hàng xóm đổ tiểu hoa trường cao không ít người cũng dưỡng trắng trẻo mập mạp không còn nhìn thấy từ trước bộ dáng nàng thấy lưu xuân hoa ngọt ngào cười phất tay hô xuân hoa bá nương hảo 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 tiểu hoa thật ngoan này tiểu nha đầu nhưng thật ra từ nhỏ liền làm cho người ta thích lưu xuân hoa hồi lấy cười lại triều đổ tiểu lệ gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Đổ tiểu lệ người gầy không ít, từ trước sự tình đã hoàn toàn phai nhạt, hiện giờ nhật tử quá thật sự là thư thái, nàng cũng nhàn nhạt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Lưu Xuân Hoa bước chân không ngừng đi vào ngõ nhỏ, chuẩn bị về nhà, phía sau truyền đến đổ tiểu lệ. Ca ca nói chuyện thanh. Tiểu lệ A, à, ngươi còn trẻ, phải hảo hảo suy xét một chút đi, cả đời còn trường, chẳng lẽ muốn như vậy lẽ loi quá đi xuống sao? tôi nói kế tiếp Lưu Xuân Hoa liền không nghe được. Đại khái là Đỗ Tiểu Lệ nhà mẹ để người tự cấp nàng an bài thích hợp hôn sự. Đỗ Tiểu Lệ cùng Vương Vinh Hoa hòa ly sự tình năm đó nháo ồn ào huyên náo, thả loại chuyện này làng trên xóm dưới đều hiếm thấy. Cho nên lúc ấy nháo còn rất đại, bất quá thời gian có thể hòa tan hết thảy, hiện giờ đã sớm bình ổn. Đỗ Tiểu Lệ từ trước xác thật không tốt, nhưng là nàng cũng là cái người đáng thương. Lưu Xuân Hoa đẩy ra nhà mình viện môn đi vào. Công Công đang ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa xoạch xoạch hút thuốc lá sợi. Bà bà Tống Thị tắt ngồi ở dưới mái hiên may vá cái gì, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Này hai cái nhảy ranh, lại quý giá quần cũng chưa dùng, không ra ba ngày đầu gối đều đến phá động, lại không cần đầu gối đi đường, như thế nào đầu gối còn tổng phá đâu. Lưu Xuân Hoa tùy tay quan viện môn, đáp lời nói, hai tiểu tử lại đem quần xuyên phá A. Tống Thị ngước mắt nhìn về phía nàng, đáp lời nói, đúng vậy, ta lại đến phùng, hảo hảo quần, đều vẫn là tân đâu lưu xuân hoa không lại tiếp tục cái này đề tài chỉ hỏi nói nương nghe nói quê quán cách vách ngọc thư đại gia cũng chính là phú quý hắn cha đã chết ngươi biết việc này sao tống thị nhìn chầm chầm trong tay châm không chút để ý mà nói biết a à, đều chết vài tháng lưu xuân hoa bất đắc dĩ hỏi vậy ngươi như thế nào không nói cho ta tống thị ngừng tay đồ vật nhìn về phía lưu xuân hoa nói có cái gì hảo thuyết ngươi cả ngày bận rộn như vậy đi sớm về trễ lại nói này cũng không phải gì chuyện tốt, dù sao hắn hiện tại cũng không chôn. Lưu Xuân Hoa đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, nói, ta phải về quê quán một chuyến, cùng các ngươi nói một tiếng, mấy ngày nay trong tiệm tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Tô Nguyệt cùng Phú Quý đã trở lại, chính là cố ý vì Ngọc Thư đại gia tan sự. Nhân gia xa. Ở ngàn dặm đều đã biết, cố tình ta còn không biết, thật là. Gì, Phú Quý thật sự đã trở lại, tê, ai gia. Tống thị vốn dĩ lại cúi đầu phùng quần đi, Kết quả vừa nghe một kích động, liền bắt tay cấp trác. Nhưng là nàng không rảnh lo đau đớn, hít hít ngón tay vội hỏi nói, vậy ngươi mau đi hỗ trợ đi, chúng ta cũng đều trở về, ta và ngươi cha cũng trở về, hai đứa nhỏ cũng trở về. Lưu Xuân Hoa nghi hoặc hỏi, cái gì nghiêm túc đã trở lại? Ngươi còn có chuyện gì không nói cho ta? Tống thị vô tâm tình lại phùng quần, đem đồ vật ném vào châm sọc, lúc này mới nói, người trong thôn đều nói, Vương Ngọc Thư đã chết phải đợi phú quý trở về chôn đâu? đại hoa một cái cô nương gia vô pháp mặc áo tang, hơn nữa nghe nói cũng không bạc chôn, cho nên liền làm ơn huyện thừa đại nhân truyền tin đi kinh thành. Khi thi thể hiện tại còn dựa vương đầu to dùng dược dưỡng đâu, bằng không sớm xuống. Lưu Xuân Hoa trong lòng có số, chỉ nói các ngươi ngày mai hậu thiên lại trở về đi, ta đây liền đi trở về, buổi chiều đừng quên tiếp hai đứa nhỏ hạ học. Trong nhà đã mua một chiếc xe ngựa, ngày thường đều là Lưu Xuân Hoa công công vội vàng xe ngựa đón đưa hài tử. Dặn dò xong lưu xuân hoa liền lại vội vã đi rồi tô nguyệt đám người còn ở tô hương trai cửa chờ nàng lần này hạnh hoa đám người cũng sẽ đi theo cùng nhau trở về đệ tam chiếc xe ngựa dở xuống hành lý vừa vặn ngồi xuống xuân hoa bốn người trở lại quen thuộc địa phương nguyên bảo sớm liền nhảy xuống xe ngựa chạy không ảnh tô nguyệt cũng nhịn không được vén rèm lên ra bên ngoài nhìn này dọc theo đường đi đều là phong cảnh cùng hồi ức a bất quá này hồi vương gia thôn lộ đã toàn bộ tu sửa qua lưu xuân hoa nói trong thôn ra cái đại nhân vật cho nên được đến ưu đãi cửa thôn đại thù hạ như cũ ngồi vô số thừa lương bác trai bác gái xe ngựa một tới gần liền khiến cho đại gia chú ý tức khắc chính là chỉ chỉ rõ rõ nghị luận sôi nổi người nào tới không biết a à, chúng ta thôn đã lâu không có tới người sống càng đừng nói như vậy phú quý xe ngựa xe ngựa đi ngang qua cửa thôn không có dừng lại lựa chọn lập tức về nhà nhưng tô nguyệt rất là nhiệt tình vén rèm lên cùng những người đó chào hỏi Trước cuộc bên trong có không ít thuộc gương mặt. Béo thẩm, Tô đại nương, Võ đại nương, các đại nương ta đã trở về. Béo thẩm là thôn trưởng tức phụ, Tô đại nương, Võ đại nương phía trước còn cho nàng quét tức sân, Võ đại nương là từ trước hàng xóm. Là, là Tô Nguyệt, Tô Nguyệt đã trở lại. A nha nha, thật là Tô Nguyệt, hảo khí phái xe ngựa a. Đương nhiên khí phái, nhân gia phú quý chính là hầu gia, là đại quan, ở kinh thành hoàng đế trụ địa phương đều là rất lợi hại. Đi một chút chúng ta đi nhìn một cái. Vì thế hô hô lạp lạp một đám người đi theo xe ngựa mặt sau. Xe ngựa ở kia đống đã từng nháo quỷ tòa nhà trước dừng lại, tòa nhà này nhìn ra được tới trong ngoài đều tu sửa qua, chết hơn người kia sương phòng đã dở xuống. Trong viện trải lên phiến đá xanh, viện môn khí phái thực. Mọi người xuống xe ngựa sau, Lưu Xuân Hoa móc ra chìa khóa mở ra viện môn, cũng nói. Ta nghĩ ngươi về sau nói không chừng còn sẽ trở về, cho nên ta liền đem tòa nhà này trong ngoài đều tu sửa một chút, ngươi nhìn xem đều còn thích còn vừa lòng sao? Tô Nguyệt khẳng định là cảm động, không nghĩ tới nàng người đều đi rồi, Lưu Xuân Hoa tự nhiên còn nhớ thương nàng. Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An chạy vào phòng, khắp nơi đánh giá, tuy rằng nơi nơi đều tu sửa qua, nhưng là bọn họ còn có thể tìm được từ trước ký ức. Cửa phòng mở ra, bên trong thêm vào không ít gia cụ hơn nữa thực sạch sẽ, Tô Nguyệt làm nhũ mẫu ôm hài tử trước vào nhà. Lúc này mới tiếp đón viện môn khẩu quan vọng các thôn dân tiến vào. Lại phân phó u mộng lấy ra hạt dưa điểm tâm đậu phộng kẹo chiêu đãi đại gia. Chương 460 tìm đường chết vương đại hoa. Đại gia tốt 5 tốt 3, hoặc là ngồi ở trong viện dưới mái hiên bậc thang, hoặc là ghế đá thường. Tiểu hài tử được đến kẹo thập phần vui vẻ, thật cẩn thận ăn thượng một viên liền luyến tiếc lại ăn. Đại gia đại. Nương nhóm cắn hạt dưa đậu phộng, chỉ chốc lát liền ăn đầy đất đều là, lại lại nhảy nói nịnh hót lời nói. Tô Nguyệt đều cười nhất nhất đồng ý, theo sau bắt đầu hiểu biết nàng đi rồi, Vương Đại Hoa cùng Vương Ngọc Thư tình huống. Đại gia tự nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu dến người một câu ta một câu nói cái không ngừng. Bọn họ nhị phòng người một nhà đi kinh thành sao? Đại phòng cũng chỉ dư lại Vương Đại Hoa một người, Vương Ngọc Thư trong tay có hơn 100 lượng bạc, lúc trước Vương Vinh Hoa sau khi chết bồi thường đoạt được. Vốn dĩ tổ tôn hai nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở. Vương Ngọc Thư một người loại chút điền, tổ tôn hai ăn không hết nhiều ít, mặt khác loại không xong còn có thể thuê cho người khác thu chút tiền thuê cũng là một bút thu vào hắn hiện tại bên người cũng chỉ dư lại vương đại hoa một người thân mà tiểu hoa đã sửa họ đổ nàng càng coi như là vương vinh hoa duy nhất huyết mạch hắn đương nhiên cũng sẽ không đãi vương đại hoa quá kém này đó người trong thôn cũng đều là xem ở trong mắt vương đại hoa xuyên y phục rõ ràng càng ngày càng tốt từ vừa mới bắt đầu lại hắt lại gầy chậm rãi trắng chút trên người cũng dài quá không ít thịt bởi vì vương ngọc thư cũng không làm nàng xuống đất khiến cho nàng ở nhà đợi Ngày thường tẩy giặt quần áo làm làm cơm, trong nhà liền gia cầm cũng chưa dưỡng. Làm hai người cơm tẩy hai cái quần áo khẳng định là sẽ không quá khó, Vương Ngọc Thư bận rộn trong đất sống, loại chút lương thực loại chút đồ ăn, Nhật Tử như vậy bình tĩnh quá. Nhưng là này bình tĩnh Nhật Tử nhưng không quá nửa năm. Sau lại Vương Đại Hoa luôn là ba ngày hai đầu hướng trấn trên đi, cũng không biết đi làm gì. Có thôn thượng người thấy nàng tổng mua bên đường đồ ăn vặt, tổng khắp nơi đi dạo, sau lại dò hỏi dưới biết được, là Vương Ngọc Thư cho một ít tiền đồng làm nàng chính mình đi mua chính mình thích đồ vật vương ngọc thư đối nàng quản không nghiêm còn luôn là cho nàng một ít tiền đồng làm nàng chính mình hoa rốt cuộc lớn như vậy cô nương dù sao cũng phải học được chính mình đi làm một chút sự tình vương đại hoa từ vừa mới bắt đầu không dám tiêu tiền đến sau lại dám mua một ít ăn vặt cuối cùng còn mua đầu hoa hoa nhung linh tinh chậm rãi bắt đầu học được trang điểm vương ngọc thư cũng mặc kệ nàng thậm chí cảm thấy nữ nhi gia lớn lên tổng phải học được trang điểm chính mình khi đó Vương Đại Hoa đã 11 tuổi, ly gã chồng cũng không 2 năm, tại đây ở nông thôn, 13 tuổi liền phải bắt đầu nghị thân gã chồng. Vương Ngọc Thư cũng thả ra lời nói, Vương Đại Hoa là không gã chồng, muốn chiêu tới cửa con rể, hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần làm một cái nam hài họ Vương là được, đừng chặt đứt đại phòng hương khói liền hảo. Thời gian liền như vậy lại qua một năm, Vương Đại Hoa thường xuyên sẽ bị người nhìn đến xuất hiện ở trên phố, nàng biến hóa cũng rất lớn. Lập tức trường cao không ít, người cũng xinh đẹp rất nhiều, có lẽ là gần 2 năm ăn ngon, dinh dưỡng đuổi kịp, người cũng biến duyên dáng yêu kiều. Chờ nàng tới rồi 13 tuổi thời điểm, tới cửa nghị thân người không ít, ai đều biết Vương Ngọc Thư trong tay có tiền, có hơn 100 lượng bạc đâu. Bọn họ tổ tôn hai ngày thường tiêu dùng, thuê điện cùng chính mình loại điểm hoa màu liền đủ ăn đủ dùng. Vương Ngọc Thư như thế nào không biết những người này tâm tư, cho nên vẫn luôn lấy Vương Đại Hoa tuổi còn nhỏ vì từ, tạm không nghị thân. Nhưng hắn xem thanh, Vương Đại Hoa tuổi còn nhỏ dễ dàng bị mê mắt a à. Từ nhỏ đến lớn nàng không bị nhiều người như vậy coi trọng quá. Vì thế người trong thôn liền thường xuyên thấy nàng ở hôm nay ở trên phố cùng người nam nhân này cùng nhau sóng vai mà đi, ngày mai lại thấy nàng cùng cái kia nam trò chuyện với nhau thật vui. Mà nàng cũng càng ngày càng sẽ trang điểm, trên người quần áo không trùng lập, mỗi ngày còn đeo không ít trang sức ra tới. Này rõ ràng không phải Vương Ngọc Thư cho nàng mua, bởi vì Vương Ngọc Thư kia đoạn thời gian sắc mặt rất khó xem, bình tĩnh qua mấy năm nhật tử tổ. Tôn Hai thường xuyên cãi nhau vương đại hoa đi ra ngoài càng thường xuyên mỗi ngày đều đi sớm về trễ vương ngọc thư đối này đau đầu không được thậm chí còn đem vương đại hoa nhốt ở trong nhà kết quả nàng trộm chạy ra đi ba bốn thiên không trở về cấp vương ngọc thư đều báo quan báo quan tìm trở về sau vương đại hoa hiếm thấy thành thật một đoạn thời gian nhưng không bao lâu nàng liền bởi vì không thoải mái thỉnh vương đầu to tới xem kết quả khám bệnh đoạn ra mang thai hơn một tháng vương ngọc thư là thật sự khí phun ra huyết hỏi vương đại hoa hài tử phụ thân là ai Vương Đại Hoa chính mình đều nói không rõ ai là hài tử cha, bởi vì cùng nàng liên lụy không rõ phát sinh quan hệ có vài cái, khí Vương Ngọc Thư kêu Vương đầu to khai một bộ phá thai dược, trực tiếp đọa đứa nhỏ này. Chuyện này phát sinh sau, vốn dĩ không ít người tới cửa nghị thân, hiện tại là trực tiếp một cái đều không có. Vương Ngọc Thư thật là hối ruột đều thanh. Sớm biết rằng liền sớm chúc cấp Vương Đại Hoa định ra hôn sự, bằng không cũng sẽ không phát sinh như bây giờ sự tình. Tuy rằng hận sắc không thành thép, nhưng hắn vẫn là hảo hảo cấp vương đại hoa điều dưỡng thân thể, ba ngày hai đầu hầm canh gà, trứng gà càng là mỗi ngày cũng chưa đoạn quá. Vốn dĩ cho rằng lần này được đến giáo huấn, vương đại hoa sẽ có điều tiến bộ, ai ngờ thân thể dưỡng hảo sau, nàng lại bắt đầu đi sớm về trễ. Vương Ngọc Thư bị nàng lăn lộn tinh bị lực tẩn, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền ở hắn vì vương đại hoa sự tình đau đầu là lúc, có người cho hắn một cái hảo kiến nghị, làm hắn nhanh chóng chiêu cái con rể tới cửa nhưng hắn một chốc một lát tìm không thấy chọn người thích hợp, huống hồ vương đại hoa thanh danh đã hủy trong một sớm, ai lại sẽ nguyện ý cưới nàng. Người nọ lại nói cho hắn hai cái cực hảo người được chọn. Đó chính là Dương Thủy Tiên hai cái nhi tử. Khi hai hài tử đều tới rồi cưới vợ tuổi tác, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân vẫn luôn cưới không đến tức phụ. Bởi vì gia nghèo, lại là cô nhi. Bọn họ bị bắt mười mấy tuổi liền bắt đầu nuôi sống chính mình. Đại hổ hàm hậu thành thật, ngày thường bán cu ly làm việc nặng, nhưng thật ra cũng đủ ấm no còn có thể có giàu có mà tiểu hổ gian dối thủ đoạn ham ăn biến làm không một phần việc có thể làm lâu dài không chỉ có như thế hắn còn trộm cắp thành vân sơn trấn trên đường một cái lưu manh vương ngọc thư thật đúng là đem người nọ kiến nghị nghe lọc được đại hổ tiểu hổ trong nhà không có trưởng bối làm chủ mà đại hổ làm người thành thật kiên định là tốt nhất người được chọn cứ như vậy hai người hôn sự định ra vương đại hoa một bộ không sao cả thái độ đại hổ liền càng không có gì hảo lựa chọn có thể cưới thượng tức phụ liền không tồi. Huống chi vương đại hoa hiện tại lớn lên nhưng không kém, làn da trắng nõn duyên dáng yêu kiều, không thể so hắn làn da ngâm đen là cái tháo hán tử. Hai người hôn sự tổ chức thực thuận lợi, vương ngọc thư cũng coi như là lại trong lòng một cọc đại sự. Thành thân sau đại hổ liền trụ vào vương ngọc thư trong nhà, hắn giống như là một đầu lão ngưu, trong đất sống hỗ trợ làm, bên ngoài sự tình kiên định làm, sự tình trong nhà cũng giúp đỡ làm. Vương Ngọc Thư đối hắn thập phần vừa lòng. Tuy rằng kia tiểu hổ thường xuyên tới cọ ăn cọ uống, hắn cũng liền nhịn. Nhưng Vương Đại Hoa vẫn là không thành thật, an phận nhật tử không hảo hảo quá, cả ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy, ba ngày hai đầu không về nhà. Đại hổ đối này bất mãn, lại cũng không dám nói cái gì. Vương Ngọc Thư còn bởi vì chuyện này cả ngày cùng Vương Đại Hoa cãi nhau. 461 Vương Ngọc Thư chi tử Vương Đại Hoa như thế không ra gì, làm Vương Ngọc Thư đối Vương Đại Hổ thập phần ấy nấy, có lẽ là trong khoảng thời gian này luôn là bị vương đại hoa khí chất khiếp hắn lập tức liền ngã bệnh nhưng hắn đều nằm ở trên giường khởi không tới vương đại hoa cũng chưa tới xem hắn vài lần đều là vương đại hổ ở mép giường hầu hạ bưng trà rót nước lau thân mình cẩn thận tỉ mỉ không chỉ có muốn một bên làm lụng vất vả việc nhà cùng đồng ruộng sự tình còn muốn ra ngoài làm việc mỗi ngày đều mệt đầy người mỏi mệt cũng may hắn tuổi trẻ lại mệt ngủ một giấc lên liền lại thần thái sáng láng vương ngọc thư xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng đến nỗi vương đại hoa. Hắn biết chính mình lại dưỡng một cái bạch nhãn lan, từ căn liền lạng, hỏng rồi, ngươi như thế nào có thể hy vọng xa vời nàng biến hảo. Từ trước sự tình tạm thời không đề cập tới, nhưng hắn sau lại ăn mặc cần kiệm, mọi chuyện lấy vương đại hoa làm trọng, cái gì thứ tốt đều trước tăng cường nàng, là thiệt tình coi trọng nàng. Chẳng sợ sau lại cho nàng chọn lựa trượng phu, kia cũng là mọi chuyện vì nàng suy xét, vì nàng sau này làm tính toán. Nhưng nàng đâu, không biết liêm sĩ đắm mình trụy lạc, thậm chí còn không biết tốt xấu, nhiều lần ác ngôn ác ngữ thương hắn tâm. Vương Đại Hoa nói, hắn đối nàng hảo không phải thật sự vì nàng hảo, là bởi vì hắn chỉ có này một cái lựa chọn, chỉ là vì nối dõi tông đường, kéo dài hương khói. Vương Ngọc Thư nghe được lời này như thế nào sẽ không tức giận. Chẳng sợ thật sự có này một bộ phận nguyên nhân, nhưng hắn đại bộ phận thời điểm vẫn là thiệt tình đối Vương Đại Hoa hảo. Có chút nói vô số biến, Vương Đại Hoa cũng sẽ không nghe, hắn chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ hảo hảo cùng vương đại hổ sinh hoạt vương đại hổ tuy rằng không có gì bản lĩnh nhưng là người kiên định chịu làm liền tính kiếm không được đồng tiền lớn nhưng là đời này khẳng định là sẽ ăn mặc không lo thậm chí hắn còn nghĩ kỹ rồi muốn đưa vương đại hổ đi học thợ mộc trên thế giới này mặc kệ khi nào đều sẽ không đói chết tay nghề người vương đại hổ cũng tỏ vẻ nguyện ý đi học vì thế vương ngọc thư chậm rãi bắt đầu cho hắn tìm kiếm phương pháp vương ngọc thư lần này sinh bệnh hảo về sau hắn cảm giác thân thể so từ trước kém rất nhiều. Mặc kệ là trong đất sống vẫn là trong nhà sống, hắn luôn là cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng sống yên ổn nhật tử chung quy không đến quá, Vương Đại Hoa là càng ngày càng quá mức, không chỉ có cơm không làm, quần áo của mình cũng không tẩy. Còn muốn bọn họ hai cái đại nam nhân tẩy, hơn nữa cư nhiên còn ở bên ngoài qua đêm, suốt đêm ở bên ngoài lêu lỏng, căn bản không đem Vương Đại Hổ để vào mắt. Vương Đại Hổ liền tính là cái thành thật hàm hậu người, nhưng hắn cũng là cái nam nhân, không có khả năng chịu đựng vương đại hoa hoàn toàn không đem hắn đương một chuyện. Hắn có thể không ngại sự tình trước kia, nhưng là không thể chịu đựng nàng hiện tại vẫn là như vậy không giữ phụ đạo, làm trong thôn luôn là có các loại tin đồn nhảm nhí truyền ra, vốn dĩ hắn nương liền loại này nữ nhân. Cái này làm cho hắn càng thêm không mặt mũi ở trong thôn làm người. Cho nên hắn đưa ra muốn từ hôn, việc hôn nhân này như vậy từ bỏ. Vương Ngọc Thư bị Vương Đại Hoa khí học máu, thân thể liền càng kém. Có lẽ là người già rồi, tính tình bản tính cũng sẽ thay đổi rất nhiều lại hoặc là vương đại hổ ở hắn sinh bệnh thời điểm thiệt tình thực lòng chiếu cố hắn làm hắn cảm nhận được ấm áp cho nên hắn đồng ý làm hai người từ hôn hơn nữa hắn trả lại cho vương đại hổ một bút bạc làm hắn đi học thợ mộc chuyện này bị vương đại hoa biết sau vương đại hoa đại náo một hồi nàng nói vương ngọc thư thiếu tâm nhãn đem bạc cấp một ngoại nhân lại nói vương đại hổ tâm cơ thâm trầm cư nhiên lừa tiền nàng còn làm vương ngọc thư đem dư lại bạc đều giao ra đây nói đó là thuộc về nàng Vương Ngọc Thư tự nhiên sẽ không cho nàng, chỉ nói làm nàng đã chết này tâm, nói hắn cho dù chết cũng sẽ không cho nàng. Đem Vương Đại Hoa. Khí đem trong nhà đồ vật tạp cái biến, lại đi tìm Vương Đại Hổ muốn bạc. Nhưng Vương Đại Hổ đã sớm bị nàng thương thấu tâm, mất hết mặt, lấy thượng Vương Ngọc Thư cấp bạc liền rời đi Vương Gia Thôn. Từ này lúc sau, Vương Đại Hoa liền càng thêm không có cố kỵ, cả ngày ở bên ngoài lêu lỏng, có khi 10 ngày nửa tháng đều không trở lại, trở về chính là đòi tiền. Vương Ngọc Thư cũng mặc kệ nàng, coi như nàng đã chết, càng là sẽ không cho nàng một cái tiền đồng. Chỉ là từ đó về sau, Vương Ngọc Thư thân thể càng ngày càng kém, cơ hồ là mỗi ngày đều phải ăn canh dược. Vương đầu to nói, hắn sống không quá một năm. Một năm thời gian có thể làm cái gì, Vương Đại Hoa dáng vẻ này, hắn đã quản không được nàng. Vương Ngọc Thư chung quy vẫn là để lại tiếc núi, không có thể làm đại phòng hương khói kéo dài đi xuống, không có thể làm Vương Đại Hoa đi lên chính đồ. Vốn dĩ hắn một chốc một lát là không chết được, nhưng Vương Đại Hoa là càng ngày càng không có nhân tính. Rất nhiều lần ăn cắp nháo sự bị trảo tiếng đại lao, bởi vì đều là tiểu đánh tiểu nháo, cho nên đều là quan mấy ngày quan gần tháng liền thả ra. Nàng ra tới sau tiếp tục lêu lỏng, cùng đường liền tìm Vương Ngọc Thư đòi tiền, cuối cùng nếu không đến tiền cư nhiên còn đánh người, đem Vương Ngọc Thư xô đẩy té ngã trên đất. Sau lại Vương Ngọc Thư ngay cả giường đều hạ không được, chỉ còn một hơi treo. Láng giềng láng giềng ngẫu nhiên sẽ cho hắn đưa điểm cơm, lúc này mới không đến mức làm hắn đói chết vốn dĩ chính là kéo dài hơi tàn tồn tại, kết quả Vương Đại Hoa vẫn là cho hắn một đòn trí mạng. Nàng cư nhiên cùng Vương Tiểu Hổ làm tới rồi cùng nhau, còn công nhiên trụ vào trong nhà, còn cùng Vương Tiểu Hổ cùng nhau tới mép giường ép hỏi hắn bạc ở nơi nào. Thẳng đến bị sống sờ sờ tức chết, Vương Ngọc Thư cũng không nói cho bọn họ dư lại bạc đặt ở nào. Hiện tại người đều đã chết, bạc cũng lấy không được, Vương Đại Hoa thật là tức muốn học máu, còn phải lấy ra bạc tới an táng Vương Ngọc Thư. Vốn dĩ nàng là tưởng một quyển chiếu trực tiếp đào cái hố chôn. Thông thượng người thật sự là nhìn không được. Vì thế thôn trưởng liên hợp thôn thượng người cùng nhau tới giải quyết chuyện này. Thôn trưởng buông xuống tàn những lời nói. Nếu vương đại hoa phải làm đại nghịch bất đạo như vậy, sự vậy sẽ đem nàng đuổi ra vương gia thôn. Này trong thôn phòng ở cùng đồng ruộng toàn bộ đều thu hồi sung công. Vương đại hoa cùng mọi người tranh luận. Nói nàng chỉ là một cái cháu gái, không nghĩa vụ an táng gia gia. Huống hồ nàng gia gia không phải còn có một cái nhi tử sao? Nhi tử cấp lão tử dưỡng lão tống chung lúc này mới thiên kinh địa nghĩa, huống hồ nàng là thật sự lấy không ra bạc. Nhưng mọi người đều biết, nhị phòng đã sớm cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, sự tình lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Vương Đại Hoa dù sao là lấy không ra bạc an tán lão nhân, nhưng Vương Ngọc Thư một đống tuổi, sắp chết sắp chết, không có khả năng lạc như vậy một cái kết cục. Cuối cùng liền có một cái chiếc trung biện pháp, truyền tin đi kinh thành, làm nhị phòng trở về xử lý tan sự. Đến đổi thi thể, khiến cho Vương đầu to dùng dược tạm thời làm thi thể không hư thối, này trong đó tiêu dùng chính là ghi sổ, chờ nhị phòng trở về lại thanh toán. Cho nên Vương Ngọc Thư thi thể còn vẫn luôn liền như vậy ở trên giường phóng, Vương Đại Hoa liền quản cũng chưa ở quản, cuối cùng liền gia đều dứt khoát không trở về. May mắn Vương Ngọc Thư chính mình sớm bị hảo quan tài. Người trong thôn hỗ trợ rửa sạch di thể, thay tan phục, vào quan liền đặt ở nhà chính. Ngẫu nhiên Vương đầu to tới xem xét thi thể tình huống lúc ấy cho hắn thượng chú Hương, có quê nhà hàng xóm sẽ bưng lên một chén cơm đặt ở bàn thờ thượng. Mà này mấy tháng, Vương Đại Hoa thế nhưng lại không xuất hiện quá, không biết đi nơi nào, trấn trên cũng tìm không thấy bóng người. Chương 462 rườm rà tan sự. Câu Nguyệt đem sở hữu tình huống đều đại khái hiểu biết sau chỉ nghĩ nói một câu, thật là tạo nghiệt a. À. Quả nhiên thật là có này phụ tất có này nữ, này Vương Đại Hoa trời sinh tính. Lương Bạc, cùng Vương Vinh Hoa có một so. Nếu thật làm Vương Ngọc Thư liền như vậy qua loa an tán. Tuy nói nhị phòng đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lãnh tiêu hàng vẫn là sẽ bị người chọc cuộc sống. Trước cuộc người chết như đèn diệt, liền tính là thiên đại kẻ thù, sinh thời ân oán cũng nên xóa bỏ toàn bộ, huống hồ vẫn là trên danh nghĩa phụ thân. Tôn Nguyệt trịnh trọng chuyện là hướng đại gia cảm tạ nói. Đa tạ đại gia trợ giúp cùng chiếu cố, như vậy đi, buổi tối mọi người đều không cần khai hỏa nấu cơm, đêm nay liền bắt đầu đặt mua tiệc rượu, lễ tan sự tình ngày mai lại nói. Ai nha, phú quý tức phụ thật là quá khách khí, mọi người đều là láng giềng láng giềng, đây đều là chúng ta nên làm. Đúng vậy, không cần như vậy tiêu pha, tang lễ ngày mai bắt đầu, tiệc trụ liền ngày mai lại nói." Tô Nguyệt Kiên trì nói, "Không, đêm nay này bữa cơm là cảm tạ đại gia." Nàng thả ra lời nói tới tự nhiên liền phải bắt đầu xử lý. Trước chuẩn bị chính là đồ ăn, một bàn 16 cái đồ ăn. Vương gia thôn không phải rất lớn, hơn 20 bàn cũng đủ, dùng bàn tròn mỗi bàn có thể ngồi mười mấy người. 16 cái đồ ăn từ Tô Nguyệt tự mình tới định, đồ ăn tự nhiên sẽ không quá kém hơn nửa món ăn mặn chiếm đa số thực đơn định hảo sau nàng trực tiếp lấy ra bạc làm người trong thôn chính mình đi đặt mua Tiệc trụ sự tình làm tốt sau nàng cùng lãnh tiêu hàng đến đi xem vương ngọc thư nhũ mẫu mang theo hai cái tiểu nhân đãi ở trong nhà nghỉ ngơi u ảnh cùng u mộng ở nhà thủ bọn họ vương hữu ninh cùng vương hữu an khẳng định là đến đi theo cùng đi trong thôn nhiệt tình bác trai bác gái đi theo bọn họ cùng đi nói sợ bọn họ người trẻ tuổi cái gì cũng đều không hiểu lại sợ bọn họ làm sợ phỏng chừng bọn họ đã quên, lãnh tiêu hàng là từ chiến trường trở về, vốn dĩ chính là từ người chết đôi sống sót, sao có thể sẽ sợ hãi. Tô Nguyệt kỳ thật cũng không sợ, chỉ là trong lòng tư vị rất là phức tạp. Vương Ngọc Thư cả đời này rốt cuộc là vì cái gì? Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng là Như vậy một cái kết cục. Này dọc theo đường đi, không ai vì hắn thương tâm, mọi người đều ở thảo luận hắn dư lại bạc rốt cuộc giấu ở nơi nào. Vương Đại Hoa ở hắn sau khi chết, đem toàn bộ nhà ở đều viên cái biến cũng không tìm được những cái đó bạc chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem những cái đó bạc mang xuống mồ ai biết được hắn trước khi chết chính là nói qua vương đại hoa vĩnh viễn đều tìm không thấy những cái đó bạc ở nơi nào các ngươi nói hắn có thể hay không đem những cái đó bạc toàn bộ cấp đại hổ chuyện này không có khả năng đi ta cảm thấy không có khả năng đại hoa lại không hảo vẫn là hắn thân cháu gái đâu vì sao cấp một ngoại nhân chuyện này chung quy không thảo luận ra cái kết quả này nhà cũ vẫn là từ trước bộ dáng, tự hồ nơi nào cũng chưa biến quá. Lại một lần đặt chân nơi này, Tô Nguyệt cùng hai đứa nhỏ trong lòng đều là cảm khái vạn ngàn. Trong viện kia khẩu giếng còn ở, đã từng cư trú phá phòng, phòng bếp, hết thảy đều là vẫn là từ trước bộ dáng, mấy năm thời gian vẫn chưa thay đổi cái gì, Nhật Nguyệt thay đổi biến hóa chỉ có người, vạn vật vĩnh viễn đều là như vậy. Nhà chính môn hờ khép, lãnh tiêu hàng tiến lên một phen đẩy cửa ra. Trăm mát hơi thở ập vào trước mặt, người vừa đi đi vào, toàn thân đều bị lạnh lẽo bao vây. Ngoài phòng thái dương rất lớn, trong phòng tự nhiên muốn râm mát một ít. Nhà chính cũng vẫn là từ trước bộ dáng, khi trương cũ xưa bàn bắt tiên lẳng lặng đặt ở phòng trong, mặt trên lạc đầy hôi, bên cạnh bàn còn thiếu hai điều trường ghế, trường ghế dùng để lót quan tài. Vương Hữu Ninh sợ hãi đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là từ trước Vương Ngọc Thư hung tợn trừng mắt nàng bộ dáng. Bất quá lúc này cũng không ai chú ý tới nàng. Nàng dứt khoát liền ở ngạch cửa ngoại nhìn. Cô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng đầu tiên là cấp vương ngọc thư thượng một nén nhang, quan tài cái hờ khép, hai người đều không có khai quan ý tứ. Trong phòng quản cua ẻ, bọn họ sau khi trở về lúc này mới có những người này khí. Lãnh tiêu hàng đêm nay khẳng định là muốn ở chỗ này túc trực bên linh cửu, cho nên nên an bài đều nên an bài đi lên. Tiền giấy gì đó, đi chọn mua người đêm nay liền sẽ mua trở về. trang phục gì đó, cái này từng nhà đều sẽ có chuẩn bị, liền cùng vương ngọc thư áo liệm đặt ở cùng nhau. Cho nên có hàng xóm biết tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng còn có hai đứa nhỏ đều thay tan phục vương hữu ninh cuối cùng vẫn là tráng lá gan vào phòng cấp vương ngọc thư khái đầu thượng hương trong phòng bắt đầu quải cờ trắng phóng pháo tang lễ lúc này mới tính bắt đầu rồi tô nguyệt khẳng định là vô pháp nhàn rỗi nàng còn phải dựa theo nơi này tập tục đem vương ngọc thư sinh thời quần áo sửa sang lại hắn quần áo cũng không vài món sửa sang lại đến cùng nhau mãn năm bảy thời điểm muốn thiêu hủy sửa sang lại quần áo kế tiếp chính là quan tài bởi vì láng giềng láng giềng chỉ là hỗ trợ đơn giản liệm nhập quan, mặt khác cái gì cũng chưa làm. Mở ra quan tài cái, Vương Ngọc Thư mặt không có chút máu nằm, khuôn mặt có chút đáng sợ. Vương đầu to vẫn là có chút bản lĩnh, Vương Ngọc Thư thi thể trừ bỏ có chút cứng đờ, bảo tồn đảo còn khá tốt. Ở một bên lão nhân dạy dỗ hạ, lãnh tiêu hàng ở Vương Ngọc Thư trong tay tắt mấy cái tiền đồng. Lão nhân nói đây là tiền mãi lộ. Lại dùng kéo cắt xuống tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng, còn có hai đứa nhỏ một mảnh góc áo, bỏ vào trong quan tài. Vương Ngọc Thư miệng khẽ nhất, dựa theo tập tục, trong miệng còn thả mễ. Cuối cùng dùng kim sắc bạc tiền giấy, chiếc hai cái kim nguyên bảo, đặt ở Vương Ngọc Thư dưới chân. Nói cái gì tả đạp kim hữu đạp bạc. Những việc này làm xong, lúc này mới một lần nữa khép lại quan tài cái, quan tài trước cũng điểm nổi lên cây đèn. Lão nhân dặn dò bọn họ, này cây đèn từ hiện tại đến hạ tán trước đều không thể tắt. Đây là dẫn hồn đèn, còn có gà, cần thiết là gà trống gà trống là trực tiếp từ thôn dân gia mua. Này gà trống đến nằm ở quan tài thượng, nghe nói là thủ thi thể không bị khắc linh hồn xâm chiếm. Chờ Vương Ngọc Thư. Hạ tán, này gà trống đến từ lãnh tiêu hàng ôm trở về. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng liền nghe này đó các lão nhân chỉ huy, vội xoay quanh. Một hồi đến dập đầu, một hồi đến không lưng, một hồi được với hương. Vội xong trời đã tối rồi, cần phải an bài sự tình vẫn là rất nhiều. Còn muốn an bài nâng quan tài tám người, tục xưng bát tiên, còn có dẫn đường kim đồng ngọc nữ, còn có vòng hoa. Dù sao đêm nay là vội không xong. Cũng may buổi tối tiệc rượu trong thôn người đều tự phát bắt đầu bận việc, mượn cái bàn mượn chén gì đó, hết thảy đều yêu cầu người chỉ huy đặt mua. Này nếu là mọi chuyện đều tới hỏi Tô Nguyệt, Tô Nguyệt chỉ sợ đến mệt chết, nhưng là đại gia làm việc đều thực tích cực, hoàn toàn không cần Tô Nguyệt nhọc lòng. Tô Nguyệt trở về nhà, hai cái tiểu nhân đã ngủ. Tiệc rượu an bài ở nhà cũ, hơn 20 bàn, liền tính trong viện toàn bãi mãn cũng bãi không dưới, huống hồ trong viện còn phải nấu cơm, cho nên gần đây tại tả hữu trước sau hàng xóm gia ăn cơm. Vũ mẫu bọn họ đồ ăn, Tô Nguyệt đã làm người đưa tới. Lãnh tiêu hàng đến canh giữ ở linh đường không thể rời đi. Tiệc rượu bắt đầu, Tô Nguyệt làm chủ nhân gia, còn phải cảm tạ tới hỗ trợ người, cho nên làm cái tan sự thật sự rất mệt, mà lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Chương 463 thật bị quỷ ám. Chờ mọi người đều ăn không sai biệt lắm, Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng lúc này mới ở nhà chính bàn bác tiên thượng ăn thượng cơm. Đại gia cơm nước xong liền tự giác thu thập chén đổ đi tẩy. Bên cạnh chính là quan tài, trong không khí còn phập phền tiền giấy thiêu đốt hơi thở, còn có một ít khó có thể miêu tả khí vị. Cho dù trên bàn bãi trên thế giới ăn ngon nhất mỹ vị món ngon kia cũng là không ăn uống ăn. Tô Nguyệt tùy tiện đối phó rồi hai khẩu, khiến cho người đem đồ ăn đều triệt hạ đi. Tô Nguyệt đặt mua tự điển món ăn đó là tuyệt đối cấp lực, ngày thường người trong thôn ăn Tết đều ăn không được như vậy phong phú, cho nên cơ bản không có cơm thừa canh cặn, có thừa Tô Nguyệt cũng gọi bọn hắn đóng gói mang đi. Vội xong. Đêm đã khuya, Tô Nguyệt một mình hồi gia. Hai cái đại ở nhà ăn cơm chiều, buổi tối cũng không lại đây, buổi chiều nàng vội thời điểm, hai người liền chạy không ảnh, phỏng chừng là ở trong thôn chơi điên rồi. Còn chưa tới gia, thật xa liền nghe thấy hai cái tiểu nhân qua qua khóc lớn, tiếng khóc truyền ra thật xa, Tô Nguyệt không khỏi nhanh hơn bước chân trở về nhà nhũ mẫu một người ôm một cái, ở nhà chính đi qua đi lại, tấp mồ hôi đầy đầu, u ảnh u mộng giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuân. Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An tưởng hết biện pháp đậu đệ đệ muội muội vui vẻ, nhưng hai cái tiểu nhân liền biết khóc. Tô Nguyệt vào nhà liền dò hỏi, đây là làm sao vậy? Thật xa liền nghe được bọn họ khóc. Nhũ mẫu nói, Thái Dương rơi xuống sơn, thiếu gia cùng tiểu thư liền êm đẹp khóc lên, như thế nào hống đều hống không được, nãy cũng không ăn, tả cũng là sạch sẽ, chính là khóc tô nguyệt nhẹ nhàng nhăn nhăn mày theo bản năng dùng chữa bệnh hệ thống trà quét hai đứa nhỏ thân thể không ngại à chủ nhân không gian kiểm tra đo lường đã có dị thường từ trường dao động lúc này sương mù linh bỗng nhiên nói tô nguyệt cái này càng nghi hoặc cái gì kêu dị thường từ trường dao động nàng lập tức dò hỏi sương mù linh ngươi đem nói rõ ràng sương mù linh đầu diêu như là trống bỏi không biết ta thật sự không biết hệ thống chính là như vậy cùng ta nói ta cũng không biết là có ý tứ gì tô nguyệt nghe vậy thật muốn hiện tại liền tiến không gian đi đem sương mù linh tấu một đốn lời này nói còn không bằng chưa nói nhưng thật ra đem người dọa trong lòng bất ổn nàng lập tức tiến lên đem ly dị thường nàng gần chút vương biết hành ôm vào trong lòng ngực nho nhỏ hài tử oa oa khóc lớn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng đem tô nguyệt đau lòng hỏng rồi rõ ràng thân thể không ngại như thế nào em đẹp sẽ có cái gì dị thường từ trường dao động chẳng lẽ là gặp quỷ không thành từ từ gặp quỷ tô nguyệt cả người cứng đờ không thể tưởng tượng nghĩ chẳng lẽ thật là gặp quỷ? Ở hiện đại, khoa học đối với quỷ giải thích, chính là một loại đặc thù năng lượng từ trường. Trên thế giới này có hay không quỷ nàng không biết, nàng cũng chưa thấy qua, nhưng nàng xác xác thật thật không phải thế giới này người, là linh hồn xuyên qua tới. Cho nên có linh hồn chẳng khác nào có quỷ đúng không? Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, chưa thấy qua không đại biểu không có. Nhưng cho dù hai cái qua là bị quỷ ám, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Nguyệt bị hài tử khóc tâm đều nát, giờ phút này nàng thật là thập phần vô lực lại bất lực không có biện pháp chỉ có thể lại xin giúp đỡ sương mù linh có phải hay không nháo quỷ có biện pháp gì không trừ tà sương mù linh ở không gian xoay quanh vội vàng mà nói hệ thống cũng không có trừ tà cái này công năng ta cũng không biết có phải hay không nháo quỷ rất nhiều chuyện không gian vô pháp giải thích khoa học cũng vô pháp giải thích câu nguyệt thật là đầu đều phải lớn này không phải vô nghĩa sao khoa học nếu có thể giải thích nói Đầu tiên cái này không gian chính là không phù hợp lẽ thường. Không gian giúp không được gì, Tô Nguyệt chỉ có thể nhìn về phía hai cái nhũ mẫu. Các ngươi nói này hai hài tử có thể hay không là bị quỷ ám, các ngươi có biện pháp nào không? Nàng nghĩ nhũ mẫu chính mình cũng sinh dưỡng quá hài tử, còn nuôi nấng vài cái, hẳn là gặp được quá loại tình huống này đi. Nhũ mẫu nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, tự hồ là thực kinh ngạc Tô Nguyệt sẽ nói như vậy. Các nàng đương nhiên là gặp được quá loại tình huống này đại đa số đều là tuổi già người chủ trương mê tín trừ tà người trẻ tuổi đối này kịch mũi coi thường nhưng cuối cùng hiệu quả lại là rất hữu dụng các nàng cũng đề qua nhưng là rất nhiều người trẻ tuổi đều phản cảm loại đồ vật này các nàng chỉ có thể là tốn công vô ích cho nên các nàng làm hạ nhân giống nhau không dám chủ động nhắc tới trước mắt cô nguyệt nếu hỏi khi các nàng tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. mặt trời xuống núi liền bắt đầu khóc rõ ràng là khác thường phu nhân ngươi nếu là tin này ra liền chạy nhanh tìm cái hiểu người cấp hài tử nhìn xem khóc lóc khóc lóc vương biết du ngủ rồi rõ ràng là khóc mệt mỏi mà vương biết hành tuy rằng tiếng khóc nhỏ rất nhiều nhưng là vẫn luôn rầm rì rõ ràng không thoải mái tô nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm ai thấy tiểu nữ nhi đều ngủ rồi lại nghĩ có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều chính là vương biết du không ngủ bao lâu bỗng nhiên bừng tỉnh liền khóc lên một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng vũ mẫu nói đứa nhỏ này từ nhỏ ngủ cũng chưa như vậy rõ ràng không bình thường tô nguyệt trong lòng bất ổn nghĩ bằng không tìm béo thẩm hỏi một chút đem khóc mệt vương biết hành giao cho nhũ mẫu tô nguyệt mới vừa tính toán ra cửa lưu xuân hoa liền tới rồi tiếng phòng nàng liền cảm giác được trong phòng không khí không đúng vội vàng hỏi đây là làm sao vậy tô nguyệt sắc mặt ngưng trọng mà nói hài tử có thể là bị quỷ ám mặt trời xuống núi liền bắt đầu khóc như thế nào hống đều hống không tốt ngủ rồi còn bừng tỉnh ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi tìm béo thần hỏi một chút có hay không cấp hài tử trừ tà biện pháp. Lưu Xuân Hoa vừa nghe cười nói, ngươi này tìm béo thẩm cũng vô dụng a. À. Này đến tìm hoa mai bà bà, nhà ta hai tiểu tử khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, sinh hư bệnh, mỗi lần tìm nàng chuẩn xem trọng. Ngươi còn đừng không tin, tiểu hài tử chính là đưa tới đại dọa đến đại, mê tín thứ này, sẽ làm mỗi cái không tin tà mẫu thân khuất phục. Tô Nguyệt lắc đầu nói, ta không có không tin, này hoa mai bà bà ở nơi nào. Lưu Xuân Hoa nói, chính là thôn bên, cũng không xa, bất quá lão nhân gia tuổi lớn, này đại buổi tối khả năng sẽ không lại đây, ngươi gọi người đuổi xe ngựa đi đem nàng tiếp nhận tới. Hảo, vậy đi đem nàng tiếp nhận tới, ta tất có thâm tạ. Tô Nguyệt tâm thoáng yên ổn, tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, tìm được người tài ba sẽ không sợ. Lưu Xuân Hoa xua tay nói, không cần thâm tạ, lão nhân gia cái. Gì đều không thu, nàng muốn đồ vật nhà ngươi hiện giờ liền có có sẵn. Ngươi chuẩn bị hiến tế dùng đồ vật là được, hai sấp tiền giấy, mười chi hương, hai đối hương đến mặt khác hoa mai bà bà hỏi tà đa số là hỏi mễ hoặc là lập chiếc đũa cho nên ngươi đến chuẩn bị hảo một cái ăn cơm chén hai đứa nhỏ thường xuyên một kiện bên người quần áo lại chuẩn bị một đôi chiếc đũa lưu xuân hoa dặn dò xong liền lại vội vã đi rồi nàng cùng tử cùng đi tiếp kia lão thái thái lại đây tô nguyệt lập tức đem đồ vật đều chuẩn bị hảo trong lòng có chút khẩn trương lại có chút sợ hãi nàng chưa từng tiếp xúc quá này đó nhưng là tâm tồn kính sợ hai đứa nhỏ trước mắt đều ngủ rồi nhưng là ngủ thực không an ổn, thường thường kinh một chút, đôi mắt hơi hơi hạp, rõ ràng ngủ không thân. Đợi nửa giờ, rốt cuộc là đem người kế đó. Chương 464 hỏi mễ. Lưu Xuân Hoa ở phía trước dẫn đường, ôm nhu hô, hài tử còn nhỏ, chỉ có thể làm phiền bà bà vất vả này một chuyến. Tô Nguyệt ngồi ở nhà chính chờ, nghe thấy thanh âm lập tức ra tới nghênh đón. Chỉ thấy Lưu Xuân Hoa lãnh từng cái tử không cao, thân hình câu lũ, đầu tóc hoa râm lão nhân đi tới, nàng ăn mặc màu xám nghiêng khâm bố y cùng màu đen quần, che kín nếp nhăn trên mặt tràn ngập năm tháng dấu vết. Bà bà hảo. Tô Nguyệt hơi hơi không người, khách khí lại tôn kính. Mặc kệ này lão nhân có hay không thật bản lĩnh, nhân gia đại buổi tối lại đây cũng không dễ dàng. Hoa mai bà bà ngước mắt nhìn về phía Tô Nguyệt, vẫn đục hai tròng mắt đánh giá nàng, ngay sau đó lộ ra một cái hiền lành tươi cười, nói, hảo, hảo, người này người trẻ tuổi thật là khách khí. Tiếp đó người ngồi xuống sau, Tô Nguyệt lại vội vàng trước đổ ly trà hoa mai bà bà họ dư tên liền kêu hoa mai cho nên mọi người đều kêu nàng hoa mai bà bà hoa mai bà bà ngồi xuống sau lại nhìn không được đánh giá tô nguyệt vài mắt vẫn đục hai tròng mắt tự hồ có thể đem người nhìn thấu làm tô nguyệt lưng như kim chích thập phần không được tự nhiên hoa mai bà bà nói trên người của ngươi có linh khí nhưng là ta nhìn không ra tới ra sao cố xem ngươi tướng mạo là đại phú đại quý chi tướng này nho nhỏ địa phương vây không được ngươi nhưng ngươi có hai cổ bất đồng vận thế quanh quẩn một cổ đã như có như không ít ngày nữa liền đem biến mất kỳ quái thật là kỳ quái ta thế nhưng nhìn không thấu ngươi câu nguyệt biết nàng theo như lời linh khí khẳng định chính là không gian hai cổ vận thế trong đó một cổ khẳng định là nguyên chủ này lão thái thái có thể nhìn đến cái này phân thượng thật đúng là có vài phần bản lĩnh nàng chỉ có thể giả ngu giả ngơ mà nói bà bà lời nói ta nghe không hiểu vẫn là trước làm phiền bà bà nhìn xem ta hai đứa nhỏ trước bọn họ thái dương từ lạc sơn bắt đầu liền khóc nỉ non không ngừng ngủ rồi cũng luôn là bừng tỉnh hoa mai bà bà gật gật đầu chỉ làm tô nguyệt đem hai đứa nhỏ ôm lại đây hai đứa nhỏ đã ngủ rồi nhũ mẫu ôm tiếng lên nàng liền trước nhìn nhìn hai đứa nhỏ tay nhỏ lúc này mới nói là trêu chọc không sạch sẽ đồ vật ta cho bọn hắn hỏi cái mễ đi tô nguyệt lập tức đem hài tử quần áo cùng chén đưa qua đi hoa mai bà bà tiếp nhận quần áo không tiếp chén chỉ làm tô nguyệt chính mình dùng này chén đi trang mễ chứa đầy tới tô nguyệt trang mễ không đương hoa mai bà bà bật lửa tam chi hương trong miệng lải nhảy rất nhiều theo sau đem hương cắm ở nhà chính cửa. Tô Nguyệt tràn đầy trang một chén mễ, đem mễ trang tới sau, hoa mai bà bà dùng hài tử quần áo bao ở chén khẩu, lặt khẩn quần áo, không cho mễ đảo ra tới. Trước cấp vương biết du xem, hoa mai bà bà nắm chặt quần áo, chén khẩu đối với vương biết du đầu lắc lư, lải nhải. sau một hồi mở ra quần áo, trong chén mễ thiếu rất lớn một cái chỗ trống. Tô Nguyệt khiếp sợ, này mễ là nàng tự mình trang, trang tràn đầy, như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy mễ? Đây là ở một cái trong viện, sân mặt sau có tam cây cây hòe, dưới tàn cây có cái đói chết quỷ, không có cơm ăn, liền tưởng thảo khẩu cơm ăn. Tô Nguyệt nghe phía sau lưng lạnh cả người, mà đây là địa phương. Nào nàng nhất thời cũng không nhớ tới. Nhưng thật ra một bên Lưu Xuân Hoa nháy mắt chửi ầm lên. Hướng ai xin cơm ăn không ngon, hướng một cái nải oa oa, thật là kỳ cục. Hoa mai bà bà đem chén giao cho Tô Nguyệt, kêu nàng đem mễ chứa đầy. Một bên u ảnh lập tức tiếp nhận chén. Hoa mai bà bà nói, các ngươi nếu là nhớ rõ cái này địa phương ở nơi nào liền đoan một chén cơm đi dưới tàn cây, điểm tam chi hương, thiêu chút tiền giấy, làm hắn ăn no liền đi, đừng quấn lấy tiểu hài tử. Nếu là không nhớ rõ, vậy gần đây tìm cái ngã ba, thêm vào nhiều mang một lọ rượu, thiêu xong giấy liền dùng rượu tưới một vòng tròn. Tô Nguyệt là thật muốn không đứng dậy. Lưu Xuân Hoa một phách tráng nói, ta nhớ ra rồi, tô hương trai sân mặt sau không phải loại tam cây, bất quá ta không nhớ rõ có phải hay không cây hòe. Khi nói chuyện, Mễ đã trang hảo. Hoa Mai bà bà tiếp tục hỏi Mễ. Lần này mở ra, trong chén Mễ lại mất đi, bất quá so vừa rồi muốn tốt một chút. Cái này không phải người ngoài, là các ngươi chính mình người nhà, nam, tuổi là 67 tuổi, minh tuổi 4 tháng. Lưu Xuân Hoa lập tức nói tiếp nói, là Ngọc thư đại gia. Cái này chính ngươi ở nhà dân hương nhắc mãi nhắc mãi là được. Hoa Mai bà bà tiếp tục gọi bọn hắn trang Mễ, lần này niệm xong mở ra, Mễ không có thiếu, cứ như vậy xem xong rồi. Tô Nguyệt kêu nàng cấp một cái khác hài tử nhìn xem, hoa mai bà bà nói, hai cái oa là song sinh thai, một cái hảo một cái khác cũng sẽ hảo. Cùng Lưu Xuân Hoa nói giống nhau, nàng không thu bạc, cái gì đều không cần, chỉ thu một ít tiền giấy cùng hương nến. Tô Nguyệt trong lòng băn khoăn, làm người lớn như vậy tuổi còn muốn đại buổi tối ra cửa, chính là cho nàng cầm chút ăn đồ vật, làm nàng mang đi. Phân phó tử an toàn đem nàng tiễn đi sau, Tô Nguyệt lúc này mới thật dài lỏng một ngụm. Còn đừng nói, Hai cái qua nhưng thật ra không lại bừng tỉnh. Lưu Xuân Hoa nói, "Hoa Mai bà bà nếu là Thu Bạc nói khẳng định đã sớm phát tài. Nhưng là làm này biết không chỉ phát không được tài, còn sẽ thực thảm. Bởi vì hàng năm cùng thứ không tốt giao tiếp, Hoa Mai bà bà nhà mình vận thế kỳ thật cũng không tốt. Nhưng là thần thông rơi xuống trên người nàng, nàng không thể không thừa nhận." Tô Nguyệt rất tò mò, "Hoa Mai bà bà như thế nào sẽ này đó?" Lưu Xuân Hoa nói, "Là ở Hoa Mai bà bà 20 tuổi năm ấy, bỗng nhiên sinh một hồi bệnh nặng." bệnh hảo sau, nàng liền bắt đầu nằm mơ, trong mộng liền học được này đó bản lĩnh. Cụ thể ai lại biết đâu. Lăn lộn một ngày, Tô Nguyệt chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt. Hai đứa nhỏ ngủ thơm ngọt, Sương Mù Linh nói, kia cổ từ trường năng lượng không có. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai. Tô Nguyệt tiếp tục lo liệu tang lễ sự tình. Tối hôm qua hoa mai bà bà dặn dò sự tình liền giao cho Lưu Xuân Hoa đi làm, cho nên Lưu Xuân Hoa sáng sớm liền trở về trấn lên rồi. Đi tô hương trai hậu viện hóa vàng mã trước, nàng về trước một chuyến gia nàng cha mẹ chồng đang chuẩn bị mang theo nàng hai cái nhi tử hồi thôn đâu nàng trượng phu còn ở làm việc thấy nàng trở về nàng bà bà tống thị nghi hoặc hỏi ngươi như thế nào đã trở lại chúng ta đang chuẩn bị hồi trong thôn đâu lưu xuân hoa nói trở về có chút việc các ngươi đi về trước đi tống thị tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không nhiều hỏi đến hiện giờ trong nhà này nhất có bản lĩnh chính là con dâu nàng cũng học ngoan sự tình gì đều bất quá hỏi thành thành thật thật nấu cơm giặt đồ, mang hảo hai đứa nhỏ, mặc khắc sự tình cái gì đều không cần phải xen vào, đương gia làm chủ quyền đều cấp con dâu. Cũng may Lưu Xuân Hoa cũng không phải cái ác nhân, đã cha mẹ chồng vẫn là thật tốt. Bọn họ đi rồi, Lưu Xuân Hoa cầm chút bạc vụn, lại cầm vài món tắm rửa quần áo, liền cũng ra cửa. Mới ra ngõ nhỏ liền lại gặp được Đỗ Tiểu Lệ, bất quá lần này Đỗ Tiểu Lệ bên người còn đi theo một cái cao cao tráng tráng nam nhân. Mỉm cười gật đầu đơn giản chào hỏi qua sau, vốn dĩ muốn gặp thoáng qua, đổ tiểu lệ bỗng nhiên hô, từ từ. Lưu Xuân Hoa nghi hoặc quay đầu lại xem nàng. Đổ tiểu lệ hỏi, nghe nói, tiểu hoa nàng gia gia. Không có. Lưu Xuân Hoa nhìn một bên đổ tiểu hoa liếc mắt một cái, gật đầu nói, là, mấy tháng trước liền không có, nhị phòng gấp trở về làm tan sự, liền hôm nay bắt đầu. Chương 465 cô nãi nãi tới cửa. Đỗ tiểu lệ gật gật đầu, nói thanh cảm ơn sau liền đi rồi nàng cùng bên người nam tử sống vai mà đi trò chuyện với nhau thật vui, lại liên tưởng đến lần trước nghe đến nói, Lưu Xuân Hoa nghĩ, này nam nhân đại khái chính là Đỗ tiểu lệ tân duyên phận. Người này lại cao lại tráng, có thể so vương vinh hoa mạnh hơn nhiều, hơn nữa xem tướng mạo là người thành thật. Lưu Xuân Hoa như vậy nghĩ, theo sau liền vào một nhà bán hiến tế đồ dùng cửa hàng, mua một ít tiền giấy hương nến, lại ở bên đường tử lầu mua một chén cơm. Cơm thượng phóng một khối đậu hũ cùng một miếng thịt, Lưu Xuân Hoa đem chiếc đũa thẳng tắp cắm ở cơm thượng nàng tay trái dẫn theo tiền giấy hương nến tay phải bưng một chén cơm đi ở trên đường nhìn đến nàng người đều sôi nổi né tránh bởi vì vừa thấy liền biết nàng không phải đi làm gì chuyện tốt tới rồi tô hương trai nàng trực tiếp vòng đi mặt sau mặt sau quả nhiên có tam cây chính là cây hòe từ trước nàng đều không có chú ý xem tô hương trai mặt sau là còn có nhà cửa mà này cây hòe liền loại ở tô hương trai tường viện mặt sau to rộng cành lá che khuất một mảnh thiên mùa hạ thời điểm còn quái mát mẻ bọn họ trong viện liền có một mảnh râm mát. Bước nhanh đi đến dưới tàn cây, Lưu Xuân Hoa buông chén, bật lửa tam chi hương cùng màu trắng hương nến, ngay sau đó một bên thiêu đốt tiền giấy một bên lãi nhải. Cơm cho ngươi tặng, tiền giấy cho ngươi thiêu, ngươi xin thương xót, đừng quấn lấy tiểu hài tử. Lãi nhải trung, tiền giấy bị ánh lửa cắn nuốt, thiêu đốt hầu như không còn. Làm xong những việc này nàng liền trở về vương gia thôn. Trong nhà chính, quan tài trước thiêu đốt hương khói, vương hữu an cùng vương hữu ninh ăn mặc tang y thiêu đốt tiền giấy, trong thôn một ít tuổi đại lão giả, còn có thôn trưởng, đều ngồi vây quanh ở bàn bát tiên trước. Dựa theo tập tục cùng quy của an bài tan sự. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng liền đứng ở một bên nghe. An tán thời gian an bài ở năm ngày sau, mai tán huyệt vị đã xác định hảo, liền ở vương vinh hoa cùng lâm lan quyên bên cạnh. Tan sự tất cả đều an bài hảo, còn có một kiện chuyện quan trọng nhất, vậy báo tan. Lãnh tiêu hàng cùng Tô Nguyệt đều có nguyên chủ ký ức, cho nên bọn họ biết trong nhà có này đó thân thích. Vương Ngọc Thư còn có cái tỷ tỷ, nhưng là rất nhiều năm đều không lui tới, là Lâm Lan Quyên tuổi trẻ thời điểm nháo cương, nói là cả đời không qua lại với nhau. Lâm Lan Quyên chết thời điểm nàng cũng chưa tới. Trước kia trong nhà rất nhiều thân thích đều bởi vì Lâm Lan Quyên không lui tới. Trừ bỏ cái này cô nãi nãi, còn có Lâm Lan Quyên nhà mẹ đẻ, mặt khác thân thích đã sớm quá tam đại không liên hệ, tô nguyệt nhà mẹ đẻ cũng không ai, cho nên nhà này là không có gì thân thích. Khi cô nãi nãi tới hay không là người ta sự, nhưng là ngươi nên đi báo tang vẫn là đến đi báo tang hôm nay báo tang ngày mai thân thích nên tới cửa buổi chiều tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng người mặc tang phục mặc áo tang theo bác tiên đi trên núi định huyệt định huyệt sau liền phải bắt đầu đào mộ hố vương vinh hoa cùng lâm lang quyên phần mộ thượng đã mọc đầy cỏ dại mặc dù thanh minh thời điểm đã rửa sạch qua còn là mọc tươi tốt gió thổi qua phá lệ thê lương tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng cho bọn hắn nhất nhất thượng hương thiêu chút tiền giấy chờ bác tiên nhóm bắt đầu đào mồ sau bọn họ lúc này mới hạ sơn. Cả ngày bận rộn, theo buổi tối yến hội kết thúc rơi xuống màn che, trong yến hội đồ ăn như cũ phong phú, đại gia ăn tận hứng, làm việc tự nhiên càng thêm ra sức. Tô Nguyệt về đến nhà cơ hồ là ngã đầu liền ngủ, cũng may hai cái tiểu nhân ở hoa mai bà bà xem qua lúc sau liền biến giống như trước đây nghe lời. Hôm sau, thổi kèn xô na người sáng sớm liền thượng môn. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng quỳ gối quan tài trước, lặng lặng chờ đợi có thân thích bằng hữu tới cửa. Sớm nhất tới, Tư nhiên là huyện thừa cùng huyện lệnh. Hai người cấp vương ngọc thư thượng hương, liền bị an bài ngồi xuống thượng trà. Theo sát sau đó tới chính là Lâm Lan Quyên nhà mẹ đẻ người, là Lâm Lan Quyên cháu trai cùng cháu dâu. Lúc trước Lâm Lan Quyên chết đột nhiên, hơn nữa Vương Vinh Hoa chết cũng không sáng rọi, cho nên Lâm Lan Quyên nhà mẹ đẻ người vẫn chưa xuất hiện. Tới cửa sau, dựa theo lễ tiết, như cũ là an bài người ngồi xuống thượng trà. Vốn dĩ cho rằng sẽ không lại có người tới cửa, ai ngờ vị kia vị kia cô nải nãy, nãy cư nhiên tới nàng so Vương Ngọc Thư lớn hơn 2 tuổi, mau 70. Tô Nguyệt là không quen biết nàng, bởi vì nguyên chủ còn không có gả cho Vương Phú Quý thời điểm hai nhà liền nháo phiên. Vẫn là lãnh tiêu hàng gật đầu kêu, cô cô. Tô Nguyệt thế mới biết, nguyên lai trước mắt người chính là vị kia cô nải nải, Vương Ngọc Cẩm. Nàng cư nhiên tới. Thực hiển nhiên, cùng Lâm Lan Quyên cả đời không qua lại với nhau, nhưng là thân đệ đệ đã chết, nàng vẫn là tới. Tuổi già lão nhân hướng tới cháu trai chất tức nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó câu lũ thân mình đi tới quan tài trước. Bởi vì hôm nay chí thân sẽ tới cửa, khó tránh khỏi muốn xem cuối cùng liếc mắt một cái, cho nên quan tài không có đắp lên, chỉ dùng một khối vải bố trắng che đậy Vương Ngọc thư mặt. Vương Ngọc cẩm ở quan tài trạm kế tiếp hồi lâu, vẫn luôn trầm mặt, không có bi thương khổ sở, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bi thương kèn sô na tiếng vang triệt toàn bộ nhà chính, không khí trầm trọng. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, không dám ra tiếng quấy rầy. Tô Nguyệt tưởng, có lẽ vị này cô cô lúc này mãn đầu óc đều là khi còn nhỏ đệ đệ đi theo phía sau bộ dáng. Bọn họ là chí thân, là một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ, liền như hiện tại Vương Hữu Ninh cùng Vương Hữu An giống nhau, từ nhỏ như hình với bóng quan hệ thân mật. Nhưng sau lại tỷ tỷ xuất giá, từ thân nhân biến thành khách nhân, lại sau lại bởi vì đủ loại mâu thuẫn, từ khách nhân trực tiếp biến thành kẻ thù. Ngươi là, ngươi là Ngọc Cẩm, ngươi đã trở lại. Có trong thôn lão nhân đi vào phòng, lập tức nhận ra nàng, liền thập phần kinh ngạc hô. Vương Ngọc Cẩm nhìn về phía người nọ, nhận ra là trong thôn khi còn nhỏ bạn chơi cùng, liền cười kêu, "Là Xuân Sinh a, là ta, ta là Ngọc Cẩm, ta đã trở về." Trở về liền hảo, ngươi đều nhiều ít năm không đã trở lại. Người nọ cảm khái mà nói. Theo sau liền có nhiều hơn người nhận ra nàng. Vương Ngọc Cẩm chính là ở cái này trong thôn lớn lên, hiện giờ bọn họ đều già rồi. Vương Ngọc Cẩm cảm thán nói: Thời gian quá thật mau a, à, tính tính ta đều có hơn 40 năm không hồi quá nhà mẹ đẻ. Mau 70 tuổi tuổi tác, hơn 40 năm không về nhà mẹ đẻ, đơn giản một câu trong đó bao hàm nhiều ít chuyện xưa. Lâm Lang quy người nọ không phải cái hảo ở chung, nhưng là Vương Ngọc Thư vì sao có thể nhẫn tâm làm chính mình tỷ tỷ liền nhà mẹ đẻ đều không thể hồi. Nhưng đây đều là chuyện quá khứ, cả đời nhoáng lên mắt liền đi qua, rất nhiều sự tình quay đầu ngẫm lại, kỳ thật cần gì phải đâu. Vương Ngọc Cẩm Chung Quy vẫn là rơi xuống nước mắt nàng khóc ròng nói đều là tạo nghiệp tạo nghiệp a à, nhà của chúng ta cưới lâm lan quyên cái này độc phụ thật thật là hại tam đại bên cạnh rất nhiều người đều đang an ủi nàng tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng trầm mặt không nói mà hướng chậu thang ném lại tiền giấy vốn tưởng rằng lần này là thật sự sẽ không có khách trở lên môn ai ngờ đổ tiểu lệ cư nhiên đã trở lại nàng mang theo đổ tiểu hoa một thân một mặt xiêm y đi đến tô nguyệt tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn là dựa theo lễ tiết triều nàng hơi hơi gật đầu đỗ tiểu hoa ngoan ngoãn hô nhị thúc nhị thẩm tô nguyệt cùng lãnh tiêu hàng gật đầu đồng ý đỗ tiểu lệ tiếp theo kéo qua đỗ tiểu hoa nói đi cho ngươi gia gia dập đầu dân hương nàng này đây thân thích thân phận tới vội về chịu tang tuy rằng tô nguyệt cũng không có làm người đi cho nàng báo tang vương ngọc thư dù sao cũng là đỗ tiểu hoa thân gia gia tuy rằng nàng đã không phải vương gia tức đỗ tiểu hoa cũng họ đỗ nhưng là này không đại biểu nàng muốn cho hài tử lục thân không nhận Chương 466 Cảng Quan Tài Nên tới người đều tới, buổi tối yến hội càng thêm long trọng. Ăn cơm thời điểm, có huyết thống quan hệ người đều ngồi ở nhà chính bàn bác tiên thượng ăn cơm. Cô nãy nãy ngồi trên tòa, là bối phận lớn nhất người. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng ngồi tả hạ đầu, đỗ tiểu lệ cùng đỗ tiểu hoa ngồi hữu hạ đầu, vương hữu ninh cùng vương hữu an tọa ở nhất phía dưới. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, rõ ràng có huyết thống quan hệ, lại thập phần xa lạ. Đỗ Tiểu Lệ cũng chưa thấy qua vị này cô nãi nãi, nhưng là xem tuổi cũng đoán được, mà ba cái rưỡi đại hài tử đó là hoàn toàn không biết ngồi ở bên trên người là ai. Tô Nguyệt cấp vị này cô cô đổ trà, lại hướng ba cái hài tử giới thiệu nói, vị này chính là gia gia tỷ tỷ, dựa theo bối phận, các ngươi muốn kêu cô nãi nãi. Ba cái hài tử trăm miệng một lời hô, cô nãi nãi. Vương Ngọc Cẩm vẫn đục hai tròng mắt đánh giá ba cái hài tử, ngay sau đó ánh mắt như ngừng lại đổ tiểu lệ trên người. Ngươi là Vinh Hoa tức phụ bốn mươi mấy năm không có hồi quá nhà mẹ đẻ nhưng này cũng không đại biểu nàng đối nhà mẹ đẻ sự tình hoàn toàn không biết gì cả huống hồ này cả ngày thời gian nàng cũng nên từ những cái đó phát tiểu trúng giải quá quá vãng đỗ tiểu lệ nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng lại nói cô cô ta đã sớm không phải vương gia tức vương ngọc cẩm thở dài một hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu nói là vinh hoa thực xin lỗi ngươi nàng cuối cùng một lần từ nhà mẹ đẻ rời đi thời điểm hai cái cháu trai đều còn nhỏ cho nên ở nàng trong ấn tượng Vương Vinh Hoa cùng Vương Phú Quý đều vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng. Chính mình thân cháu trai, nàng khẳng định là hết sức sủng ái. Nàng cùng Lâm Lan Quyên cãi nhau, nói cả đời không qua lại với nhau thời điểm, hai đứa nhỏ còn ôm nàng chân khóc. Nàng đều còn nhớ rõ, nàng rời đi thời điểm, Vương Phú Quý ghé vào trên ngạch cửa, gào khóc kêu cô cô đừng đi. Chuyện quá khứ đổ tiểu lệ không nghĩ nhắc. Lại, cho nên chỉ là gục đầu xuống cũng không có nói lời nói. Vương Ngọc Cẩm đem ánh mắt dừng ở đổ tiểu hoa trên người, trong mắt nhưng thật ra nhiều vài phần từ ái. Chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt từ ái chậm rãi biến mất, lại là thở dài một tiếng. Mọi người đều lặng lặng ngồi, một bàn đồ ăn đều mạo nhiệt khí. Nhưng trưởng giả bất động đũa, mọi người đều không thể ăn. Vương Ngọc Cẩm nhìn về phía lãnh tiêu hàng, ôn thanh hô, phú quý khi còn nhỏ thích nhất chính là cô cô, vì thế. Lãnh tiêu hàng nhẹ giọng nói, cô cô, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, phú quý cũng chưa bao giờ quên quá cô cô. Vương Ngọc Cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu, vui mừng nói, cô cô không có nhìn lầm ngươi, ngươi là cái hảo hài tử. Tô Nguyệt trầm mặt nghe này dăm ba câu, trong lòng bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Lâm Lan Quyên sẽ đối hai cái nhi tử bất công như vậy rõ ràng. Các ngươi đều phải hảo hảo sinh hoạt. Vương Ngọc Cẩm liền nói như vậy một câu, ngay sau đó liền cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn ăn. Cơm nước xong, Tô Nguyệt chuẩn bị cấp vị này cô cô cùng đổ tiểu hoa mẹ con an bài cư trú phòng. Này nhà của nhà chính hai bên phòng đều còn có thể trụ người, đông sương phòng còn không, nhưng là nhà chính phóng thi thể, Tô Nguyệt lại sợ bọn họ ngủ không tốt. Liền dò hỏi, các ngươi buổi tối là ở nhà cũ trụ, vẫn là đi ta nơi đó trụ, hai bên đều được, ta cấp an bài phòng. Vương Ngọc Cẩm nói, không cần lăn lộn, ta liền ở nơi này. Đỗ Tiểu Lệ cũng không cái gọi là, chỉ là nàng nhìn về phía nữ nhi. Lúc này Vương Hữu Ninh nói, Tiểu Hoa đêm nay cùng ta ngủ. Từ trước ở nhà thời điểm, hai cái quan hệ liền còn tính hòa thuận, trước mắt hai người tuy rằng đều biến hóa rất lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn là cùng nhau lớn lên đường tỉ muội Vì thế Vương Ngọc Cẩm ở tại nhà chính Đông Sương Phòng, cùng quan tài chỉ có một tường chi cách. Đỗ Tiểu Lệ lựa chọn ở tại nguyên chủ mẫu tử đã từng cư trú của nát Tây Sương Phòng. Cũng may Tây Sương Phòng hiện tại có trương hơi chút giống dạng giường ở bên trong. Nơi này, nơi chốn đều có quá nhiều hồi ức, có lẽ đối nàng tới nói, duy nhất xa là một chút chính là phòng này. dàn xếp hảo hết thảy, lãnh tiêu hàng tiếp tục lưu lại gác đêm bất quá lần này hắn không phải một người lâm lang quyên cháu trai cũng bồi hắn cùng nhau tô nguyệt tắt lãnh ba cái hài tử trở về nhà hai cái tiểu nha đầu ríu rít luôn có nói không xong nói rửa mặt hảo lúc sau đều nằm đến trên giường còn ở kề tai nói nhỏ thường thường có truyền đến hai người cười nhẹ thanh tô nguyệt đối này thập phần vô ngữ nàng xem như đã nhìn ra vương hữu ninh hiện tại có hạng nhất đặc thù bản lĩnh đó chính là cùng ai đều có thể liêu lửa nóng hơn nữa nhanh chóng trở thành bạn tốt, này giao tế năng lực cũng là không ai. Bất quá hai người vốn dĩ chính là tỷ muội, Tô Nguyệt cũng liền không quản các nàng. Cũng may Vương Hữu An không cần nàng nhọc lòng, chính mình ngoan ngoãn liền rửa mặt lên giường ngủ. Buổi tối Tô Nguyệt một mình một người, vốn là có thể tiến không gian, nhưng là nàng hai ngày này quá mệt mỏi, liền tính là một người đều có thể dính giường liền ngủ. Tang lễ còn phải vội mấy ngày, cũng may hết thảy đều thực thuận lợi. Thẳng đến ngày thứ năm, Vương Ngọc Thư đều phải hạ tán Vương Đại Hoa đều còn không có xuất hiện. Trong thôn người cơ hồ mỗi ngày đều đang nói nàng. Tốt xấu Vương Ngọc Thư mấy năm nay cũng đãi nàng không tồi, liền tính trước kia nhật tử quá khổ chút, nhưng nàng mấy năm nay xác xác thật thật là hưởng phúc. Ăn mặc kia đều là trong thôn độc nhất phân, còn không cần xuống đất làm việc, Vương Ngọc Thư còn tổng cho nàng tiền mua ăn vặt. Kế Vương Vinh Hoa cái này bạch nhãn lan lúc sau, Vương Đại Hoa thành đệ nhị đại bạch mắt lan. Vương Ngọc Thư hạ tán hôm nay là cái đại trời đầy mây, Bầu trời mây đen quay cuồng, thời tiết khô nóng không thôi, rất có hạ mưa to dấu hiệu. Tô Nguyệt đứng ở dưới mái hiên nhìn đen kịch thiên, chỉ ở trong lòng cầu nguyện, cuối cùng một ngày, cũng không nên lại ra cái gì sai lầm mới hảo. Sáng sớm ăn qua cơm sáng, kèn sô na thanh cùng. Khu chiên gõ trống thanh rung trời vang, pháo tề minh mạo sương khói, hướng phía chân trời tan đi. Từ thân đến sơ, lại đến bạn tốt, nhất nhất đến quan tài đi trước lễ, này Vương Ngọc Thư muốn đưa tan. Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng mặc áo tang, phía sau quỳ vương hữu ninh vương hữu ninh còn có đổ tiểu hoa hai cái tiểu nhân đeo cái bạch mũ từ nhũ mẫu ôm ngồi sổng ở mặt sau mọi người đều ở thất vọng nghị luận này vương ngọc thư cả đời tầm thường vô vi người đến già rồi cửa nát nhà tan không nghĩ tới đã chết cư nhiên còn như vậy thể diện vương ngọc thư lễ ta người khác nên có hắn giống nhau không kém thậm chí càng tốt có thể nói là phong cảnh đại tán nếu trở về chính là làm lễ tang kia khẳng định là không thể mang tai mang tiếng hành xong lễ Quan tài từ bát tiên nâng lên, này liền chuẩn bị đưa tang, nhưng lúc này cửa bỗng nhiên vọt vào tới một người, thình thịch một tiếng quỳ gối quan tài trước. Mọi người tập trung nhìn vào, cư nhiên là Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ lần này sau khi trở về, so với từ trước gầy không ít, hơn nữa càng đen, nhưng rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn phanh phanh phanh, phanh hướng tới quan tài liên tục khái vài cái đầu, lúc này mới bị người khuyên kéo ra. Người đứa nhỏ này, sớm không trở lại vãng không trở lại, thế nhưng còn cản quan tài, không biết sẽ hướng sát sao đối mặt người khác chỉ trích cùng quan tâm, hắn chỉ mong quan tài không ngừng gạt lệ. Hắn mới rời đi không đến nửa năm, như thế nào người liền đã chết. Tự hắn mẫu thân sau khi chết, Vương Ngọc Thư là đối hắn tốt nhất người. Chương 467 bạc rơi xuống. Thợ một sư phụ thực hà khắc, hắn ngày đêm chịu khổ chịu khó hiếu học, chịu thương chịu khó, vô luận là đánh là mắng đều sinh sôi thừa nhận. Mà đây là một hồi lâu dài chiến, thợ một ít nhất 3 năm xuất sư, 5 năm thành đại sư ra cửa bên ngoài nửa năm hắn rất tưởng gia, được đến sư phụ chấp thuận sau liền về nhà thăm người thân, ai ngờ mới vừa vào thôn liền nghe thấy được pháo tề minh cùng kèn xô na thanh. Hắn theo thanh âm một. Đường đi, ai ngờ cư nhiên ngừng ở vương ngọc thư cửa nhà. Hắn không mang tất cả vọt vào phòng trong, mà hắn cũng thấy rõ bài vị thượng viết là tên ai, cho nên trực tiếp ở quan tài trước quỳ xuống. Vương Ngọc Thư đối hắn có tái tạo chi ân. Nếu không phải hắn cho hắn lót đường, cho hắn kia 50 lượng bạc bái sư, hắn cả đời này đều chỉ có thể tầm thường vô vi, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Mà hắn hiện tại cũng có sư phụ, sư phụ khắc nghiệt, nhưng là mặt lãnh tâm nhiệt, sẽ ở buổi tối lạnh mặt ném một lọ thuốc trị thương cho hắn. Sư mẫu ôn nhu hiền lành, đem hắn coi như hài tử đối đãi, liền cùng hắn mẹ ruột giống nhau. Sư phụ cả đời thu rất nhiều đồ đệ, nhưng là chân chính dạy ra sư chỉ có ba cái, ba cái sư huynh đã sớm xuất sư. Sư phụ hiện tại tuổi lớn, nói hắn là hắn cuối cùng một cái đệ tử. Vương Đại Hổ kỳ thật đều còn chưa tới 20 tuổi, nhưng là sinh hoạt cho hắn quá nhiều đòn nghiêm trọng, cho nên làm hắn thoạt nhìn so chân thật tuổi muốn đại rất nhiều. Hắn tuy thành thật, nhưng không phải vong ân phụ nghĩa người, cho nên lập tức mặc áo tang, lấy nhi tử thân phận cấp Vương Ngọc Thư tống chung. Hắn làm người là không lời gì để nói, chỉ là kể từ đó, càng thêm phụ trợ Vương Đại Hoa lòng lan dạ sói. Vương Ngọc Thư đưa tang thực thuận lợi, thiên tuy rằng vẫn luôn âm u, thậm chí còn quát lên phong. Nhưng thẳng đến quan tài vào thổ, này vũ cũng không bỏ xuống tới thẳng đến quan tài hoàn toàn bị vùi lấp mộ bia cũng lập lên đại gia chuẩn bị xuống núi thời điểm không trung bỗng nhiên tựa như nứt ra rồi một lỗ hỏng tầm tả mưa to trút xuống mà xuống lúc này liền có người nói nói đây là chuyện tốt a à, vũ đánh mộ mới nhất định ra quý nhân phú quý đều là hầu gia này không xem như quý nhân sao theo sau đại gia nói chuyện thanh liền bị mưa to thanh che giấu đại gia dầm mưa hướng trở về nhà mỗi người đều bị xối thành gà rớt vào nồi canh Tô Nguyệt cùng lãnh tiêu hàng cũng không ngoại lệ. Hai người về đến nhà trước tiên chính là đi tắm. Trong tịnh phòng. Có hai cái thau tắm, hạ nhân trực tiếp trang hai đại thau tắm nước ấm, phỏng chừng là sợ hai người cảm lạnh, cho nên chuẩn bị làm hai người cùng nhau phao, dù sao bọn họ là phu thê. Này tắm hai người phao hồi lâu, phao xong ra tới thời điểm hai người đều là sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sản. Phao xong tắm, này vũ cũng ngừng. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt, còn trộn lẫn bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở. Vũ dừng lại, ở nhà tránh mưa người thôn dân cũng đều ra tới. Hôm nay qua đi lễ tang mới tính kết thúc, cho nên hôm nay giữa trưa cùng buổi tối là còn phải đặt mua tiệc rượu. Đại gia đã bắt đầu bận rộn lên. Vương Ngọc Thư tang sự tại đây làng trên xóm dưới đều tuyệt đối coi như là làm nhất phong cảnh. Xong xuôi tang lễ, bọn họ còn phải chờ đầy năm bảy mới có thể trở lại kinh thành. Năm bảy còn phải đợi hơn một tháng thời gian. Tiệc rượu xong xuôi, ngày hôm sau sinh hoạt liền quy về bình tĩnh tô hương trai không tiếp tục kinh doanh nhiều ngày như vậy đưa xuân hoa ở tang lễ một kết thúc thời điểm liền đi trở về ở nông thôn hoàn cảnh cùng không khí tự nhiên là không thể chê sáng sớm lên là nhất thoải mái thời điểm đương nhiên tại đây cổ đại cũng không tồn tại cái gì không khí ô nhiễm nhưng là ở kinh thành chính là không có như vậy thoải mái vương hữu an mặc dù là ở chỗ này cũng không có hoang phế việc học ngày ngày đều đi tìm phương núi xa đi học nhưng thật ra vương hữu ninh đó là hoàn toàn chơi điên rồi cả ngày cùng trong thôn hài tử ở bên ngoài điên chơi, chơi mặt xám mày ro. Trước kia luôn là sạch sẽ tiểu váy, mỗi ngày trở về đều biến thành dễ lau, sơ tốt tinh xảo kiểu tóc mồ hôi tí tách, hỗn độn giống như là một cái tổ chim, tới gần nàng là có thể ngửi được một cái hãng xú vị. Mỗi lần Tô Nguyệt đều an ủi chính mình, đây là thân sinh, thơ ấu chỉ có một lần, không tức giận, không thể sinh khí. Nha đầu này chính mình điên liền tính, còn mang theo đổ tiểu hoa cùng nhau điên. Mắt thấy văn văn tỉnh tỉnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn nữ hài tử, trực tiếp bị nàng liên. Lụy thành kia tòa sơn thượng chạy ra giả con khỉ. Lễ tang sau khi kết thúc, Đỗ Tiểu Hoa vốn là muốn theo Đỗ Tiểu Lệ cùng nhau đi, nhưng là hai tỷ muội lưu luyến không rời. Đỗ Tiểu Lệ rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm nàng tạm thời lưu lại trụ một đoạn thời gian. Lại nói nàng cũng không ngốc. Nhị phòng đã đại phú đại quý, cùng bọn họ làm tốt quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mặt khác nàng đã hòa hợp thích nhân gia định ra hôn sự, nhưng chỉ là đi làm tục huyền, nguyên phối cũng để lại một trai một gái nhưng đỗ tiểu hoa khẳng định là không thể cùng nàng nhà chồng hài tử so sánh với luận tới luận đi rốt cuộc cũng vẫn là người ngoài nếu tiểu hoa cùng nhị phòng quan hệ phỉ thiển nghĩ đến bọn họ kiên kỵ một vài liền cũng không dám coi khinh bọn họ mẹ con nàng kỳ thật là thật sự không nghĩ gả chồng nhưng là không chịu nổi cha mẹ cùng ca tẩu lo lắng cùng không yên tâm đỗ tiểu hoa ở vương gia thôn mấy ngày nay đỗ tiểu lệ hôn sự nên định ra cũng không sai biệt lắm đều định ra mặt khác Mấy ngày này Vương Đại Hổ mỗi ngày đều sẽ đi trên núi, mang lên mấy chén cơm đồ ăn một bầu rượu, trên núi đãi nửa ngày. Hắn cha mẹ, gia gia nải nải, toàn bộ ở chỗ này. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa người, chỉ là vận mệnh đối hắn chưa từng có chiếu cố, tuổi nhỏ tan phụ, thiếu niên tan mẫu, sau khi thành niên lại cưới một cái tai họa, này làm sao không được đầy đủ là bi kịch. Hắn sư phụ chỉ cho hắn 7 ngày thời gian. 3 ngày phải dùng tới lên đường, cho nên ở trên núi bồi 3 ngày sau, hắn liền đi tới Tô Nguyệt trong nhà. Ngồi ở nhà chính trên ghế, Vương Đại Hổ thập phần câu nệ bất an. Tô Nguyệt cho hắn đổ một ly trà, nghĩ đến hắn đáng thương thân thế, không khỏi ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hắn kỳ thật cũng bất quá là cái không đến 20 tuổi hài tử thôi. Ăn đồ ăn sáng sao? Phòng bếp vừa vặn nấu mì sợi. Vương Đại Hổ theo bản năng uyển cự nói, "Không, không cần, ta không đói bụng, cảm ơn." Tô Nguyệt khóe miệng gợi lên bất đắc dĩ tươi cười, ở một bên ngồi xuống. "Ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì sao? Vương Đại Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Là, ta phải về sư phụ gia, trước khi đi, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho các ngươi. Cô Nguyệt nghi hoặc nhướng mày nói, chuyện gì? Vương Đại Hổ là cái thành thật, sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Thư Đại Gia trong tay có một bút bạc, ta đi bái sư thời điểm hắn đã công đạo cho ta đặt ở nơi đó, này bút bạc là để lại cho Đại Hoa. Nhưng là Đại Hoa hiện tại không biết đi nơi nào, ta sợ nàng xảy ra chuyện nhưng sư phụ ta chỉ cho ta 7 ngày thời gian, ta, ta phải đi trở về. Tô Nguyệt minh bạch hắn ý tứ. Hắn ý tứ là, hy vọng nàng có thể hỗ trợ tìm được Vương Đại Hoa, hơn nửa đêm này bút bạc cho hắn. Chỉ là Tô Nguyệt còn chưa nói lời nói, hắn còn nói thêm, này bút bạc không thể lập tức cấp Đại Hoa, nàng sẽ loạn hoa, Ngọc Thư Đại Gia ý tứ là làm ta bảo quản. Nhưng ta hiện tại căn bản tìm không thấy Đại Hoa ở nơi nào. Tô Nguyệt tò mò hỏi, ngươi không hận Đại Hoa sao? Nàng như vậy đối với ngươi. Chương 468 chơi điên 2 tỷ muội. Vương Đại hổ thở dài một hơi, đúng sự thật nói, hận, như thế nào không hận, ta chính là tưởng hảo hảo sinh hoạt, nếu nàng an phận thủ thường, ta là tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu khổ. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, trong đất sự tình ta cũng sẽ làm, ta không sợ mệt không sợ khổ, chỉ cần nàng sống yên ổn sinh hoạt, chẳng sợ nàng không nghĩ giặt quần áo nấu cơm, ta đều sẽ hỗ trợ cùng nhau liệu lý gia sự. Chính là ta hận có ích lợi gì. Ngọc Thư đại gia đối ta không tệ, ta đáp ứng rồi hắn, muốn thay hắn chăm sóc đại hoa. Tô Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng thở dài, này Vương Đại Hoa thật là đang ở phút trung không biết phút. Vương Ngọc Thư người đến tuổi già tâm tính vẫn là biến thiện, xác thật là tận lực ở vì Vương Đại Hoa tính toán. Vương Đại Hổ đời này có lẽ không thể đại phú đại quý, nhưng là hắn là cái cần lao kiên định người. Vô luận của Kim, đều không đói chết có tay nghề người, hắn không thể so Vương Vinh Hoa nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đua đòi, hắn khẳng định là có thể đem thợ một tay nghề học được. Bản thân liền có trăm lượng tiền tiết kiệm, sau này cần cù chăm chỉ làm việc làm ruộng, nhật tử tại đây vương gia thôn khẳng định là độc nhất phân, tuyệt đối sẽ không kém. huống hồ này vương đại hổ là cái tính cách thiện lương người, hắn là khẳng định sẽ đối xử tử tế vương đại hoa. Chẳng sợ vương đại hoa phía trước phạm vào như vậy nhiều sai, nhưng hắn còn có thể không so đo hiềm khích trước đây, hơn nữa ghi nhớ vương ngọc thư đưa hắn bái sư học nghệ ân đức. Nói đến nói đi, vẫn là vương đại hoa không phúc khí a. Vương đại hổ làm ơn nói, phiền toái ngài giúp ta tìm được đại hoa, hoặc là chờ nàng trở lại thời điểm làm nàng tới tìm ta, ta ở chỗ này bái sư học nghệ. Nói vương đại hổ tướng một trương tờ giấy đưa cho Tô Nguyệt. Mặt trên viết chính là một cái địa chỉ. Cái này địa phương còn ở Vân Sơn trấn trong vòng, nhưng là Ly Vương gia thôn rất xa, có ước chừng một ngày lộ trình. Mãn năm bảy ta liền sẽ trở lại kinh thành, rời đi trước trong khoảng thời gian này, nếu vương đại hoa đã trở lại ta sẽ nói cho nàng ngươi rơi xuống. Vương Đại Hổ ngay sau đó đứng dậy gật đầu nói, cảm ơn, ta cũng báo cho trong thôn những người khác, ta lại đây chủ yếu vẫn là muốn đem kia bút bạc sự tình nói rõ ràng. Tô Nguyệt gật đầu, nghĩ như vậy thành thật thành thật người, liền nhịn không được nhắc nhở nói, kỳ thật ngươi nếu không nói cho Vương Đại Hoa ngươi ở nơi nào, nàng liền vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi. Ngươi học được tay nghề, tìm một chỗ cưới cái tức phụ, an ổn sinh hoạt không hảo sao. Vương Đại Hổ vẻ mặt nghiêm túc, nói, chịu người gửi gắm, trung người việt đây là cha ta dạy ta tô nguyệt không lời nào để nói chỉ là người quá thành thật sớm muộn gì có hại vẫn là chính mình này vương đại hoa chính là cái đại phiền toái vương ngọc thư xác thật đối vương đại hổ có tái tạo chi ân đưa hắn học nghệ tương đương là cho hắn một cái bắt sắc nhưng là vương đại hổ đại hắn cũng không kém ở hắn sinh bệnh thời điểm ở mép giường hầu hạ cho nên liền tính hắn mặc kệ vương đại hoa kia cũng là không có gì hảo thuyết này vương đại hoa hoàn toàn là chính mình tìm đường chết Vương Đại Hổ đi rồi, Vương Đại Hoa vẫn là không có tin tức, Tô Nguyệt phái người đi tìm nàng rơi xuống, nhưng là biến mất mấy tháng người sao có thể tốt như vậy tìm. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh qua 7 ngày. Đầu thất hôm nay, đổ tiểu lệ tới. Nàng vốn dĩ tính toán chính là chờ đầu thất qua liền tiếp đổ tiểu hoa về nhà. Buổi sáng, vũ mẫu ôm hai cái tiểu nhân ở trong sân tản bộ. Nguyên bảo ở trong viện vui vẻ, nó từ trở lại vân sơn trấn khởi liền vẫn luôn lãng đến bây giờ mới trở về lần này trở về bên người còn mang theo một đầu mẫu lan, mỗi ngày gắn bó keo sơn, ân ái phi thường, nhiều lần chẳng biết xấu hổ ở trước công chúng làm không thể miêu tả sự tình. Trước mắt, nó đang ở trong viện vui vẻ, mẫu lan lẳng lặng nằm ở góc nhìn nó, hai cái tiểu nhân nhìn chầm chầm trong viện điên chạy lan thanh khách cười không ngừng. Tô Nguyệt nhàn nhã nằm ở trong viện trên ghế nằm mơ màng sắp ngủ. Tối hôm qua ngủ có điểm vãng hôm nay quá mệt nhọc. Lãnh tiêu hàng từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một chén mì trộn tương, ngữ khí hơi hơi lấy lòng. Ăn đồ ăn sáng. Tô Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt, chóp mũi truyền đến mì trộn tương mùi hương, đây là mì trộn tương nghe lên liền rất chính tông, nàng giáo u ảnh đã làm, hẳn là u ảnh làm. Một đêm mỏi mệt, nàng hiện tại là thật sự đói bụng, vì thế lập tức đứng dậy tiếp nhận chén ăn lên. Lãnh tiêu hàng bưng tới mặt, còn ân cần đảo tới thủy, Tô Nguyệt lúc này mới đối hắn sắc mặt hảo rất nhiều. Mới vừa ăn uống no đủ, đổ tiểu lệ liền tới cửa tới nàng trong tay còn cầm hương đến tiền giấy đây là cấp vương ngọc thư đầu thất chuẩn bị tô nguyệt tiếp đón người ngồi xuống nhưng hai người không có gì nói lẫn nhau đều lãnh đạm thực từ trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình các nàng còn có thể vẽ mặt ôn hòa mới là lạ thiêu đầu thất là vào buổi chiều giống nhau chí thân đều sẽ tới không một hồi vị kia cô nải nải cũng tới nàng tuổi đại đi đường chậm lúc này mới tới vãng tô nguyệt dò hỏi hai người ăn qua đồ ăn sáng không hai người đều tỏ vẻ ăn nhưng Tô Nguyệt vẫn là làm người bưng mì trộn tương lại đây. Các ngươi một đường đi tới khẳng định tiêu hao không ít, này chén mì vẫn là nuốt trôi. Hai người vốn định uyển cự, nhưng là nghe mùi hương nồng đậm, màu sắc mê người, liền bưng lên chén ăn lên, này hương vị thực mau liền chinh phục hai người vị giác. Đỗ Tiểu Lệ không khỏi nói, trách không được kia nha đầu ở nơi này bảy tám thiên đều không quay về. Nói đến Đỗ Tiểu Hoa, Đỗ Tiểu Lệ lúc này mới nhớ tới, tới lâu như vậy còn không có nhìn đến nàng bóng người, liền dò hỏi, kia nha đầu người đâu? Tô Nguyệt trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, chột dạ nói, đi ra ngoài chơi. Đợi lát nữa Đỗ Tiểu Lệ nhìn đến Đỗ Tiểu Hoa khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Này hai cái nha đầu cả ngày ở bên ngoài điên chạy, cá biệt tuần thời gian, thật vất vả dưỡng bạch làn da lại phơi đen thùi lùi. Này liền tính, trên người còn dơ hề hề, tóc lộn xộn, cùng trên núi hầu không có gì khác nhau. Đây đều là quái vương hữu ninh, đem nhân gia tiểu hoa ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương dạy hư. Nàng đều có chút phát sầu, đợi lát nữa nhưng như thế nào hướng đổ tiểu lệ công đạo. Mấy ngày nay buổi tối nàng mỗi ngày dùng linh tuyền thủy cấp này hai nha đầu phao tắm, kết quả phao bạch tốc độ căn bản theo không kịp các nàng phơi hắt tốc độ. Phải biết rằng, hiện tại chính là ngày nóng bức nhất nhiệt thời điểm. Đổ tiểu lệ ăn xong rồi mỹ thực, tâm tình vừa lúc đâu, bỗng nhiên lưỡng đạo thân ảnh chạy vào phòng, đồng thời mang tiếng vào còn có nùng liệt hãng xú vị. Như vậy nhiệt thiên, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng không được xuống Chờ nàng tập trung nhìn vào, hai cái nữ hài đã vọt tới bên cạnh bàn, cầm lấy ly nước đổ nước chính là ụp cục rót. đứa nhỏ này như thế nào như vậy quen mắt, kia quần áo hình như là tiểu hoa. lúc này nàng nhìn đến chỉ là một cái cái óc, tóc lộn xộn. lúc này đổ tiểu lệ, nghĩ thầm, chẳng lẽ ở nơi này, tô nguyệt cùng nàng hạ nhân tóc cũng chưa cấp hài tử sơ. chính là một bên vương hữu ninh cũng là nhìn chằm chằm một đầu lộn xộn tóc. đây là có chuyện gì? thẳng đến hai đứa nhỏ xoay qua đầu, đổ tiểu hoa nhếch miệng cười vui vẻ hô, nương, sao ngươi lại tới đây? Vương Hữu Ninh đi theo hô, đại bá nương. Đỗ Tiểu Lệ lại trợn tròn mắt, bởi vì nàng tỉ mỉ che chở nữ nhi, kia mặt hắt như là mới vừa đào thang đá trở về, nàng thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Bên cạnh Vương Hữu Ninh cũng là như thế, hoàn toàn giống như là thiên nga trắng biến thành một con vịt hoang. Chương 469 Vương Đại Hoa đã trở lại. Tô Nguyệt che mặt, chỉ có thể căng da đầu giải thích nói, này hai hài tử mấy ngày nay chơi điên rồi, cả ngày ở bên ngoài điên chạy, lúc này mới biến thành như bây giờ. Bất quá chỉ là phơi đen, dưỡng mấy ngày liền dưỡng đã trở lại. Đỗ tiểu lệ dở khóc dở cười mà nói, tùy nàng đi thôi, nàng khó được như vậy vui vẻ. Tô Nguyệt thần sắc kinh ngạc nhìn về phía đỗ tiểu lệ, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, dựa theo nàng từ trước tính tình nàng đã sớm không phải từ trước đỗ tiểu lệ. Thật là khó có thể tưởng tượng a. À. Nàng cùng đỗ tiểu lệ cư nhiên cũng sẽ có như vậy bình tĩnh ngồi ở cùng nhau một ngày nương, ta đi ra ngoài chơi. Vương Hữu Ninh lưu lại như vậy một câu, liền lại một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Đỗ Tiểu Hoa theo sát sau đó, tiếp đón cũng chưa đánh. Tỷ 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 tỷ, tỷ tỷ từ từ ta. Đầu thất hóa vàng mã vào buổi chiều. Vương Ngọc Cẩm ăn xong đồ vật ngồi không được, liền đứng dậy đi trong thôn chơi. Tô Nguyệt cùng Đỗ Tiểu Lệ tắt ngồi vây quanh ở trước bàn chiếc muốn thiêu tiền giấy. Hai người đại đa số thời điểm đều là trầm mặt, Rốt cuộc từ trước đã xảy ra như vậy nhiều không thoải mái sự tình, liền tính hiện giờ quan hệ hòa hoãn, cùng cũng vô pháp giao hảo. Thẳng đến Lưu Xuân Hoa gia nhập. Các nàng thật xa liền nghe thấy được Lưu Xuân Hoa tiếng cười, nàng đang cùng nhũ mẫu chào hỏi, lại đậu đậu hai đứa. Nhỏ. Lưu Xuân Hoa đi vào nhà chính, thấy ngồi ở cùng nhau hai người còn sửng sốt một chút, bởi vì hình ảnh này quá hài hòa chút. Câu Nguyệt ngước mắt nói, ngươi như thế nào đã trở lại, hôm nay không cần hỗ trợ, ngươi qua lại chạy cũng đủ mệt ta nghĩ vẫn là trở về nhìn xem. Lưu Xuân Hoa đi lên trước một môn ngồi xuống, lại cười ngâm ngâm mà cùng Đỗ Tiểu Lệ chào hỏi. Ngươi cũng đã trở lại, là tới đón Tiểu Hoa đi. Đỗ Tiểu Lệ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nên trở về đi học, cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này trụ. Các nàng tỉ muội cảm tình hảo là được, trước cuộc vẫn là quan hệ huyết thống, Tiểu Hoa cùng Nhị Nha đều là hảo hài tử, hai đứa nhỏ từ nhỏ liền hiểu chuyện. Lúc này liền khó tránh khỏi làm người nghĩ tới Vương Đại Hoa, Vương Đại Hoa tính cách kia thật là cùng Vương Vinh Hoa không có sai biệt. Lưu Xuân Hoa là cái lãm nhảm, một mở miệng liền dừng không được tới, nói nói còn thấp giọng dò hỏi đổ tiểu lệ. Ta ngày đó nghe được ngươi ca nói, cho ngươi tương nhìn một hộ nhà, là ta ngày đó nhìn đến nam nhân kia không? Đỗ tiểu lệ trên mặt vượng nhiễm khởi một tầng hơi mỏng đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói, ân, hôn sự đã định ra. Kia thật là chúc mừng, ngươi cũng ăn không ít khổ, sau này định là khổ tận cam lai. Lưu Xuân Hoa thiệt tình thực lòng chúc mừng một câu, đều là nữ nhân, nàng tự nhiên biết nữ nhân đời này đến chịu nhiều ít cực khổ. Mặc dù đổ tiểu lệ từ trước cũng không phải cái gì thứ tốt. Chiếc một ngày, tiền giấy toàn bộ chiếc xong rồi. Chạng vạn, hiến tế đồ vật toàn bộ bị hảo. Lại là vài tiếng đồng hồ bận rộn, thiêu đốt tiền giấy cùng Vương Ngọc Thư sinh thời quần áo từ từ. Đầu thất thuận lợi kết thúc, kế tiếp chính là năm bảy. Mà ngày hôm sau đổ tiểu hoa bị đổ tiểu lệ tiếp đi rồi. Đỗ Tiểu Hoa hiện giờ ở đi học, này đã là chậm trễ thật dài thời gian không đi đi học, theo ngày mùa, trong thôn lớn lớn bé bé hài tử đều đến cấp trong nhà hỗ trợ. Cho nên Vương Hữu Ninh hiện tại là cơ hồ không có bạn chơi cùng, mà Đỗ Tiểu Hoa lại đi rồi, Vương Hữu An mỗi ngày đều. Đến đi đi học. Cho nên nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, nhàm chán chỉ có thể ở trong thôn lưu miêu đậu cẩu, cuối cùng thật sự là chịu không nổi nữa, cũng chỉ có thể đi theo Vương Hữu An cùng đi tìm Phương Tiên Sinh nghe giảng bài đi. Tô Nguyệt cũng nhàm chán, lại không thể đi ra ngoài ngồi khám chỉ có thể ở nhà các ưu nằm. Nhưng thật ra ngẫu nhiên ôm hài tử đi trong thôn đi một chút đi dạo, ngồi ở cửa thôn nghe đại thẩm bác gái đại nương nhóm giảng bác quái tương đối có ý tứ. Vừa mới bắt đầu tô nguyệt cùng các nàng ngồi cùng nhau thời điểm, các nàng còn có chút câu thúc không dám giảng. Sao lại sao, khi giảng đồ vật là một cái sau một cái tạc nứt. Này trong thôn nhà ai nam nhân thượng nhà ai tức phụ giường cái kia tức phụ thông đồng nam nhân kia, cái kia quả phụ không an phận còn có chút gia nghèo cưới ngốc tức phụ, ngốc tức phụ giống cái hài tử, không cẩn thận liền sẽ bị trong thôn không an phận nam nhân làm chuyện xấu. Ngốc tức phụ chính là ngốc tức phụ, ở cửa thôn đều sẽ nói ra, cùng ai ngủ, ai sống hảo, ai đưa tiền. Khi thật là so tiểu thuyết còn xuất sắc. Ai nói cổ đại người bảo thủ? Ai nói cổ đại người phong kiến? Này không vô nghĩa sao? Có lẽ phong kiến bảo thủ chỉ có kinh thành loại địa phương kia, ở những cái đó đại gia tộc chi gian kỳ thật giống nhau sự nhân gia là thật sẽ không đi quản. Trừ phi chân chính trảo gian trên giường, nhân gia trượng phu tức phụ yêu cầu muốn cái công đạo. Nếu không nói, ai sẽ lo chuyện bao đồng, đây đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Bình tĩnh nhật tử liền như vậy quá. Tại đây ở nông thôn đó chính là cùng thế vô tranh, nhàn nhã vô ưu, đặc biệt thoải mái, người ở một đoạn thời gian liền sẽ biến lười nhát, không có tiếng tới tâm, mỗi ngày rời giường chính là ăn, chơi, nhàn nhã tự tại thực cứ như vậy thoải mái dễ chịu qua một tháng. Còn có mấy ngày thời gian, Vương Ngọc Thư năm bảy liền đến. Năm bảy quá xong, bọn họ nên trở lại kinh thành. Không biết vì sao, cư nhiên có điểm không tha, có điểm lưu luyến, cuộc sống này xác thật. Là quá quá thoải mái. Nhưng thật ra Vương Hữu Ninh kích động lên, nàng nói nàng tưởng quân ôm nhiễm, tưởng niệm khi thừa cảnh, tưởng niệm kinh thành bên đường ăn vặt. Vương Hữu An thực luyến tiếc phương núi xa, nhưng là phương núi xa nói, hắn ở kinh thành học tập, rõ ràng tiến bộ lớn hơn nữa. Cuối cùng mấy ngày thời gian, Vương Hữu Ninh đi tìm Đỗ Tiểu Hoa, nàng muốn đi Đỗ Tiểu Hoa gia ở vài ngày. Tô Nguyệt cũng liền từ nàng đi, nhưng là âm thầm là phái ẩn vệ bảo hộ nàng. Đã có thể năm bảy trước một ngày, Vương Đại Hoa cư nhiên đã trở lại. Nàng vừa trở về liền trực tiếp trở về nhà cũ, nhưng là Vương Ngọc Thư đều hạ tán, kia tòa nhà không một tháng, trừ bỏ cho bụi cái gì đều không có. Bất quá kia trong nhà ban đầu có đồ vật đều ở, ai cũng không dám động, cũng khinh thường với động. Liền vương đại hoa loại người này, ai dám trêu chọc. Nàng một hồi tới Tô Nguyệt sẽ biết, thôn đầu thôn đuôi đều ngồi người đâu, này trong thôn gần nhất người các nàng lập tức là có thể biết. Bởi vì là năm bảy trước một ngày, Đỗ Tiểu Lệ cùng vị kia cô nãi nãi cũng đều tới, Lưu Xuân Hoa cũng đã trở lại, đều ngồi vây quanh ở bên nhau gấp giấy tiền. Mua tới tiền giấy, giấy vàng yêu cầu chiết khấu, cái loại này vàng bạc tiền giấy, yêu cầu chiết thành kim nguyên bảo bộ dáng. Vương Hữu Ninh cùng Đỗ Tiểu Hoa mồ hôi đầy đầu chạy về tới báo tin. Vương Hữu Ninh nói, đại tỷ, đại tỷ đã trở lại. Đỗ Tiểu Hoa bổ sung nói, đại tỷ bụng rất lớn, các nãi nãi nói ít nhất 4 tháng, kêu ta cùng Hữu Ninh tỷ tỷ trở về nói một tiếng. Tô Nguyệt nghe vậy có chút khiếp sợ. Vương Đại Hoa mang thai. Nàng mới vài tuổi A, à, mới 13, 14 tuổi đi. Lưu Xuân Hoa vô tâm tình gấp giấy, kinh ngạc mà nói, nàng hoài con của ai? Khẳng định không phải đại hổ, nàng đều đã đi bao lâu rồi, đều không ngừng 4 tháng đi. Không ai có thể trả lời nàng lời nói. Đỗ Tiểu Lệ làm mẫu thân, mặc dù đối vương Đại Hoa đã sớm không có cảm tình, lúc này vẫn là khí đỏ mặt. Lưu Xuân Hoa còn nói thêm, vương Tiểu Hổ là đi theo nàng cùng nhau không thấy. Nàng hỏi hai đứa nhỏ, nàng là một người trở về sao? Chương 470 vương Tiểu Hổ đã chết. Hai đứa nhỏ liên tục lắc đầu, trăm miệng một lời nói, không nhìn thấy Tiểu Hổ ca ca. Hảo, các ngươi đi chơi đi. Lưu Xuân Hoa tống cổ hai đứa nhỏ rời đi. Nàng cùng Tô Nguyệt đều ở đánh giá Đỗ Tiểu Lệ sắc mặt, Đỗ Tiểu Lệ vẫn luôn trầm mặt, nhưng là nàng cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có nàng còn có tư cách quản cái này Vương Đại Hoa, mặc kệ như thế nào, nàng đều là Vương Đại Hoa thân sinh mẫu thân. Đỗ Tiểu Lệ nhận thấy được các nàng ánh mắt, chỉ lạnh giọng nói, chuyện của nàng cùng ta không quan hệ, ai ái quản ai quản, chỉ là ta nhắc nhở các ngươi một câu. Nàng cực kỳ giống Vương Vinh Hoa bạc tình quả nghĩa. Lãnh tâm lãnh tình, ai quản nàng chính là gây họa thượng thân. Chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng tâm như thế nào sẽ không đau, nhưng chính là bởi vì quá đau cho nên nàng vẫn còn có một tia lý trí. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, nàng nằm ở trên giường nửa chết nửa sống thời điểm làm Vương Đại Hoa đi báo tin, kết quả Vương Đại Hoa quay đầu liền phản bội nàng. Tô Nguyệt cùng Lưu Xuân Hoa đều trầm mặt. Vương Đại Hoa xác thật không phải cái gì thứ tốt, chính là cái thuần túy hư loại, nhưng là nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? chỉ sợ là cùng nguyên sinh gia đình thoát không được quan hệ. Nhưng có chút hư xác thật là gian tự mang, Vương Vinh Hoa, Lâm Lan Quyên, Vương Đại Hoa, ba người không có sai biệt. Tô Nguyệt nói, Đại Hổ một tháng tiến đến đi tìm ta, hắn nói chờ Đại Hoa trở về khiến cho Đại Hoa đi tìm hắn, hơn nữa hắn biết Vương biết công công bạc dấu ở nơi nào, nói đó là công công để lại cho Đại Hoa. Vương Đại Hoa thật là tạo nghiệt. Lưu Xuân Hoa vẻ mặt phẫn hận, tiếc hận nói, Đại Hổ là cái đáng thương hài tử, cũng là cái hảo hài tử, như thế nào quán thượng như vậy cái tai họa. Nói cho hết lời nàng lúc này mới nhìn về phía đỗ tiểu lệ, sợ nàng sẽ không cao hứng. Nhưng là đổ tiểu lệ thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên không có sinh khí, có thể thấy được cũng là nhận đồng nàng lời nói. Bất quá vương đại hổ quán thượng vương đại hoa xác thật đáng tiếc, hắn nếu cưới thượng một cái đứng đứng đắng đắng sinh hoạt cô nương, nửa đời sau khẳng định trôi chảy an bình. Nhưng là phúc họa tương y, cưới vương đại hoa xác thật xui xẻo, nhưng nếu không phải cưới vương đại hoa, hắn cũng không cơ hội bái sư học nghệ thực hiển nhiên mọi người đều không nghĩ quản vương đại hoa sự tình mà vương đại hổ có nguyện ý hay không đi quản chính là chuyện của hắn bất quá các nàng mặc kệ vương đại hoa vương đại hoa lại tìm tới môn nàng bụng hơi hơi phồng lên khả nhân lại gầy một vòng lớn không thể sau so mặt khác thai phụ đều là tùy dựng đẩy đà người cũng tiều tụy rất nhiều phân biệt mấy năm vương đại hoa biến hóa xác thật rất lớn từ hài tử lột xác thành nữ hài nhưng nàng hiện tại bộ dáng như cũ chưa rút đi ngây ngô nhưng lại tưởng no kinh nhân sự trải qua tang thương này hai loại bộ dáng tương phản rất lớn cho nên vương đại hoa hiện tại ở tô nguyệt trong mắt chính là một cái học sinh trung học nhưng là nàng mang thai này rất là thái quá vương đại hoa ánh mắt phức tạp nhìn tô nguyệt lập tức đi vào phòng đến đổi đổ tiểu lệ cùng lưu xuân hoa nàng xem cũng chưa xem một cái vương đại hoa trong lòng ghen ghét lại hâm mộ tô nguyệt thân phận địa vị nhưng nàng trong lòng rõ ràng nàng là không chiếm được nhị phòng chỗ tốt. Mà nhị phòng địa vị cũng là nàng cao không thể thành, nhưng nàng lúc này cũng không sợ hãi, nàng hiện giờ bộ dáng này bất quá là bất chấp tất cả. Đến nỗi đổ tiểu lệ, mấy năm nay nàng tâm đã chết, nàng chỉ đương chính mình cha mẹ đều tử tuyệt, dù sao đổ tiểu lệ trong lòng chỉ có vương tiểu hoa, không có nàng. Ông nội của ta để lại cho ta bạc ở đâu? Vương Đại Hoa đứng ở mấy người trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Tô Nguyệt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Nguyệt chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng như thế nào sẽ biết vương ngọc thư bạc ở đâu vương đại hổ lại không nói cho nàng ta không biết vương đại hổ nói ngươi trở về liền đi tìm hắn vương đại hoa mày nhíu lại hiển nhiên không tin tô nguyệt nói ngược lại là hỏi vương đại hổ không nói cho ngươi sao vương đại hổ vì cái gì muốn nói cho ta tô nguyệt cười nhạo ra tiếng đạm mạc nói ngươi muốn biết liền chính mình đi tìm vương đại hổ vương đại hoa không nói nữa lúc này mới nhìn đỗ tiểu lệ liếc mắt một cái trong mắt toàn là lạnh nhạt cùng oán hận, ngay sau đó xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi đổ tiểu lệ đều không nói một lời, cúi đầu xem cũng chưa xem Vương Đại Hoa liếc mắt một cái, hai mẹ con giống như là không đội trời chung kẻ thù. Vương Đại Hoa đi rồi, Lưu Xuân Hoa không nhịn xuống nói, vẫn là đi tai họa đại hổ, cũng không biết nàng trong bụng hài tử là của ai. Nàng là cùng tiểu hổ cùng nhau rời đi, này thật đúng là thật là tạo nghiệp nha. Tô Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ ở trong lòng thở dài, xác thật thật là tạo nghiệp đáng thương nhất vẫn là vương đại hổ, chính mình nữ nhân cùng chính mình đệ đệ tàng tiệu với nhau, còn mang thai. Đỗ tiểu lệ trầm mặt chiếc tiền giấy, trong lòng tư vị khẳng định là cực không dễ chịu, chỉ là nàng là nên lý trí, nên ích kỷ. Đã từng nàng cũng tưởng kéo vương đại hoa một phen, nhưng là vương đại hoa quá làm nàng thất vọng rồi. Năm bảy thực thuận lợi, từ đây, vương ngọc thư tan sự rơi xuống màn che, tô nguyệt đám người cũng chuẩn bị trở lại kinh thành. Khi ngày sau, vương đại hoa không lại đến qua, nghe nói đi tìm vương đại hổ người trong thôn người đều ở thảo luận nói vương đại hoa hoài chính là vương tiểu hổ hài tử mà vương tiểu hổ rơi xuống không rõ vương đại hoa nói hắn đã chết cụ thể là chết như thế nào ai cũng không biết bất quá lấy vương đại hổ hàm hậu thành thật tính tình khẳng định là sẽ không bạc đãi vương đại hoa mẫu tử nhưng là đừng nhìn vương đại hổ người thành thật kỳ thật hắn một chút đều mềm yếu càng không ngốc vương đại hoa đã không có chỗ dựa còn hoài cái hài tử nàng nếu là không muốn chết chỉ có thể đi theo vương đại hổ hảo hảo sinh hoạt nếu trải qua mấy phen nàng vẫn là không dài trí nhớ không biết vương đại hổ đáng tin cậy khi nàng sớm muộn gì bị chính mình tìm đường chết chỉ có thể đi lên tuyệt lộ mọi người đều có từng người sinh hoạt quá khứ thù cũng hảo quán cũng thế chung quy đều tan thành mây khói đỗ tiểu lệ cũng có càng tốt quy túc mà đỗ tiểu hoa tự tin hoạt bác đây là tỉ mỉ che chở ra tới vương hữu ninh ở trấn trên ở mấy ngày nghĩ đến cũng là có thể khởi chút tác dụng Đỗ Tiểu Hoa hẳn là sẽ không bị coi kinh, càng sẽ không chịu ủy khuất. Vương Hữu Ninh còn đem chính mình thích nhất một chi cây trâm đưa cho Đỗ Tiểu Hoa, hơn nữa cùng nàng ước định hảo. Chờ nàng cập kê thời điểm, nhất định phải phái người tới đem Đỗ Tiểu Hoa nhận được kinh thành đi. Đỗ Tiểu Hoa không biết cập kê là cái gì, ở Vương Hữu Ninh giải thích hạ nàng minh bạch. Ở đại gia lưu luyến không rời trung, Tô Nguyệt đám người cuối cùng vẫn là bước lên hồi kinh chi lộ. Khóc nhất thương tâm, nhất không tha chính là Lưu Xuân Hoa chỉ là mỗi người đều có thuộc về chính mình nhân sinh con đường, có thể giao hội cộng đi một đoạn đường chính là duyên phận, nhưng sớm muộn gì vẫn là đến quá chính mình sinh hoạt. Trở về lộ trình rất là thuận lợi, bởi vì thời gian không gấp cáp, không giống như là lên đường đảo như là ở mọi nơi du ngoạn. Nhưng là như vậy sẽ chậm trễ hai đứa nhỏ việc học, nhưng lãnh tiêu hàng nói, đọc vạn dặm thư không bằng hành ngàn dặm đường, này liền giống vậy thuộc đọc binh thư, nhưng hành quân đánh giặc lý luận suông là vô dụng. Kinh thành cũng truyền tin tới, hết thảy đều hảo, bọn họ một nhà nhưng ở trên đường đi chậm, không nóng nảy. Thu sao, ông trời tác hợp, đại vũ quốc nên đón được mùa. Cử quốc trên dưới khắp chốn mừng vui, quân vạn kinh đại xá thiên hạ, cũng đại sự hiến tế, hy vọng sau này có thể hàng năm như thế. Gặp liên tiếp đã kích đại vũ, rốt cuộc là khôi phục chút nguyên khí. Chương 471 Vương Đại Hoa Đại Kết Cục 1 Vương Đại Hổ là ở một hộ họ tiền. Nhân gia làm học đồ. Sư phụ 66 tuổi, tên là Tiền Phú Giang, thê tử 65, danh tưởng cũng như, hai người có một trai một gái, trưởng tử tiền mãn quán, ấu nữ tiền phúc hậu. Tiền mãn quán kế thừa phụ thân tay nghề cùng trong nhà cửa hàng, đã cưới vợ sinh con, gia đình giàu có thập phần mỹ mãn. Tiền phúc hậu gả cho một môn người cầm đồ đối nhân gia, là khai tiệm vải sinh ý, chỉ là nàng liên tiếp sinh tam nữ, sinh không ra nhi tử, đây là duy nhất không mỹ mãn địa phương, nhưng nhân sinh sao có thể mọi chuyện như ý. Tiền gia nhị lão vẫn chưa cùng nhi tử trụ cùng dưới mái hiên tiền mãn quán một nhà ở trấn trên làm buôn bán. Nhị lão ở tại vùng ngoại ô núi rừng trung dưỡng lão, hoàn cảnh thanh u, giống như nhân gian tiên cảnh. Trước có dòng suối nhỏ sau có rừng trúc, lưng dựa núi lớn, làm điểm nghề một sống ngay tại chỗ lấy tài liệu liền hảo, lại loại điểm tiểu thái, nhật tử miễn bàn nhiều thích ý. Lão nhân không có khác yêu thích, chính là uống rượu câu cá, một tay thợ một tay nghề xa gần nổi tiếng, điêu khắc hoa điểu ngư trùng sinh động như thật. Cho nên thường xuyên có người sẽ tới cửa bái sư học nghệ nhưng bái sư học nghệ ngạch cửa rất cao, 3 năm xuất sư, 5 năm thành tài, bái sư phí liền cần 50 lượng, nhưng có tiền đều không nhất định sẽ thu. Tiền phú giang thu đồ đệ đệ nhất xe mắt duyên, ánh mắt đầu tiên không thấy thượng, vậy nói cái gì đều sẽ không lại thu. Hắn nói làm thợ một yêu cầu lòng yên tĩnh người. An tĩnh trong tiểu viện, lão nhân nằm ở trên ghế nằm mơ màng sắp ngủ. Trong viện đầy đất vụn gỗ, vương đại hổ đang ở nghiêm túc tạo hình cái gì, nắng nóng thiên, liền ánh mặt trời dần dần đem hắn bao phủ hắn cũng chưa phát hiện. Theo cái trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, thậm chí tích vào trong ánh mắt, một trận đau đớn hắn lúc này mới phản ứng lại đây, giơ tay xoa xoa, nhìn mắt tiếng ngáy như sấm sư phụ, cứ việc phơi ngất đi, lại cũng không dám hoạt động nửa phần. Chỉ vì chính mình làm thật sự là không tốt. Chính mình điêu hoa cứng đờ không có mỹ cảm, sư phụ tùy. Tay vài cái, đường công lưu sướng sinh động như thật. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục cúi xuống thân mình tạo hình ai nha người đứa nhỏ ngốc này thái dương đều phơi lại đây cũng không biết dịch qua người đều phải phơi chính sư mẫu tưởng cũng như bưng mắt lạnh trà đi tới nhìn thấy vương đại hổ như thế tức khắc ồn ào mở ra vương đại hổ thái dương hạ mặt càng đỏ hơn nhỏ giọng nói sư nương ta không có việc gì tưởng cũng như nói chuyện thanh đã đem tiền phú giang đánh thức hắn mơ mơ màng màng mở to mắt theo sau xoa xoa khóe miệng nước miếng đánh ngáp nhìn mắt vương đại hổ buồn ngủ nói ta chỉ kêu ngươi không điêu hảo không được ăn cơm không kêu ngươi ở Thái Dương hạ điêu. Vương Đại Hổ lúc này mới khờ khảo dịch qua, đi tới rồi râm mát chỗ. Tưởng cũng như đem trà lạnh đưa lên, trách cứ mà nói, ngươi đứa nhỏ này thật là cái khờ khạo, Thái Dương phơi cũng không biết. Cảm ơn sư nương. Vương Đại Hổ tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, đống giác cả người thoải mái. Tưởng cũng như cười nói, sư phụ ngươi hôm qua câu cá, vừa lúc hôm nay cho ngươi làm cá kho ăn. Vương Đại Hổ trong lòng tràn đầy ấm áp, trừ bỏ cảm ơn đã sẽ không nói mặt khác. Sư phụ khắc nghiệt, nhưng là sư mẫu ôn hòa, mỗi lần ở sư phụ nơi đó gặp thất bại, sư mẫu đều sẽ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng sở hữu bỉ khuất cùng khổ sở. Vương Đại Hổ cúi đầu tiếp tục điêu khắc. Làm ghế dựa không khó, làm cái bàn cũng không khó, thậm chí làm giường làm cái gì đều thực dễ dàng, khó khắc hoa, là mỹ quan. Nếu là hắn không thể đem sư phụ bản lĩnh đều học được, kia chỉ có thể làm điểm tiểu sinh ý sống tạm. Giống sư huynh làm như vậy gia cụ tinh mỹ, chỉ cần gia đình giàu có coi trọng, chỉ kiếm một bút kia đều là nhà nghèo mấy năm thu vào. Tục ngữ nói tam sáu hành 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 ra trạng nguyên. Đều là học thợ một ra tới, có người làm quý báu gia cụ, dựa vào tinh mỹ điêu khắc tài nghệ có thể kiếm đồng tiền lớn, mà có người học nghệ không tin, chỉ có thể làm điểm đơn giản gia cụ bán cho bình thường bá tánh, chỉ đủ chính. Mình ấm no. Cho nên vương đại hổ so bất luận kẻ nào đều khắc khổ, mặc dù trên tay luôn là có thương tích, nhưng thương nhiều, trên tay tự nhiên hội trưởng ra vết chai thậm chí hắn ngày qua ngày lặp lại điêu khắc động tác toàn thân đều sẽ eo đau bối đau nhưng hắn vẫn là vĩnh viễn so sư phụ quy định thời gian dậy sớm ngủ vãn có người ở sao lúc này viện môn khẩu bỗng nhiên có người kêu gọi đang ở điêu khắc vương đại hổ cả người chấn động đây là vương đại hoa thanh âm ai a à? tưởng cũng như hướng viện môn khẩu đi đến thấy chính là một cái có mang tiểu cô nương nàng dò hỏi vương đại hổ là ở chỗ này sao ngũ gà ngũ gật tiền phú giang cũng tỉnh lại mơ mơ màng màng mà dò hỏi ai a à? tìm đại hổ tưởng cũng như đem người mang theo tiếng vào vương đại hổ dừng trên tay sống đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bụi vụn gỗ mà khi hắn thấy vương đại hoa hơi hơi phồng lên bụng khi đồng tử đột nhiên co rút sắc mặt có chút khó coi đại hổ a à, đây là ngươi tức phụ sao tưởng cũng như dò hỏi một câu còn nói thêm ta đi châm trà tiền phú giang đánh giá liếc mắt một cái vương đại hoa sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ Vương Đại Hổ vẫn chưa cùng bọn họ phu thê hai người nói qua trong nhà tình huống, bọn họ cũng không hỏi qua. Vương Đại Hoa nhìn chầm chầm Vương Đại Hổ, chậm rãi triều hắn đến gần. Vương Đại Hổ giấu đi trong lòng khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn mắt sư phụ, nói, có việc đợi lát nữa đi bên ngoài nói, sư phụ ta đang ngủ, ngươi uống trước nước miếng đi. Vương Đại Hoa gật gật đầu, vẫn chưa ở ngôn ngữ. Thực mau tưởng cũng như liền bưng trà ra tới. Thiên thực nhiệt, Vương Đại Hoa một ngụm đem nước uống quang, Lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Vương Đại Hổ tướng cái ly đưa cho tưởng cũng như nói, "Cảm ơn sư mẫu, chúng ta đi ra ngoài nói hai câu lời nói." Tưởng cũng như gật gật đầu, "Đi thôi, ta đi cho các ngươi nấu cơm." Hai người sóng vai mà đi đi ra sân. Vương Đại Hoa câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi, "Ông nội của ta liền cho ta bạc ở đâu?" Vương Đại hổ lại. Là hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đứa nhỏ này là của ai?" "Tiểu Hổ đâu?" Hắn trong lòng rõ ràng đứa nhỏ này khẳng định không phải là hắn. Hắn cùng Vương Đại Hoa lần trước cùng phòng là ở nửa năm nhiều trước, mà Vương Đại Hoa cái này bụng rõ ràng mới 4 năm tháng. Vương Đại Hoa lạnh nhạt mà nói, đứa nhỏ này là Vương Tiểu Hổ, Vương Tiểu Hổ đã chết. Vương Đại Hổ trái tim co rút đau đớn, không thể tin tưởng mà dò hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu Hổ làm sao vậy? Vương Đại Hoa ngữ khí lương bạc nói, ta nói, Vương Tiểu Hổ đã chết. Hắn là chết như thế nào, hắn như thế nào em đẹp sẽ chết. Vương Đại Hổ cố nén bi thống, nhưng cả người đều đang run rẩy. Vương Đại Hoa không kiên nhẫn nói, hắn trộm đồ vật bị người bắt được, chạy trốn thời điểm rơi vào trong nước chết đuối, thật là cái phế vật. Khi thi thể đâu? Vương Đại Hổ hốc mắt đỏ bừng, mãn nhãn đều là ẩn nhẫn thống khổ. Ngã xuống liền chết đuối, ngày hôm sau thi thể bị người vớt đi lên, ta không có tiền an táng cho nên không có nhận lãnh, sau lại bị quan phủ lãnh đi rồi. Bọn họ nói, quan phủ người điều tra rõ thân phận liền sẽ đưa về hương, ra không rõ liền sẽ qua loa an táng. Vương Đại mắt hổ quang lạnh lùng nhìn chầm chầm Vương Đại Hoa. Cho nên chính ngươi đã trở lại, liền như vậy đem hắn ném xuống. Vương Đại Hoa không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn, chỉ vào bụng nói, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta đỉnh cái bụng to, có thể an toàn trở về tìm được ngươi đã thực không dễ dàng. Chương 472 Vương Đại Hoa Đại Kết Cục 2 Vương Đại Hổ Á Khẩu không trả lời được, nhìn chăm chú nàng phòng lên bụng, trong lòng bi thống đang xen. Một cái là chính mình từ nhỏ yêu quý, cùng nhau lớn lên đệ đệ, một cái là đã từng thê tử. Bọn họ đồng thời phản bội hắn. Nếu vương đại hoa tàn tiểu với nhau chính là người khác, hắn còn sẽ không như vậy đau lòng, cho nên là ai đều không thể là vương tiểu hổ. Cố tình vương đại hoa hiện giờ hoài vẫn là vương tiểu hổ hài tử. Nếu hoài chính là người khác, hắn đại nhưng nói cho vương đại hoa, Ngọc Thư. Tàn bạc ở đâu, sau này không ai nợ ai. Nhưng đệ đệ đã chết, đứa nhỏ này hắn có thể mặc kệ sao hắn làm không được. Ngọc Thư đại gia đối hắn có tái tạo chi ân, cho nên hắn đến chiếu cố vương đại hoa, mà đệ đệ là chính mình thân đệ đệ, một mẹ đẻ ra cùng nhau lớn lên. Liền ở hắn bi vẫn đang xen thời điểm. Vương đại hoa hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình lại lần nữa hỏi, ông nội của ta để lại cho ta bạc, ở nơi nào? Vương đại hổ tùy tay lau nước mắt, bất chấp bi thương, nhìn nàng hỏi, những cái đó bạc cũng không có khả năng đủ ngươi hoa cả đời, còn có đứa nhỏ này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? như thế nào dưỡng? Vương Đại Hoa cười lạnh nói, dưỡng sống liền sống, dưỡng không sống liền chết. Vương Đại Hổ nắm chặt nắm tay, khuất nhục, khổ sở, phẫn hận đang chéo ở bên nhau, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên cùng đệ đệ điểm điểm tích tích. Cuối cùng hắn như tiết khí giống nhau, nói, ta dưỡng đi, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Vương Đại Hoa cả người chấn động, bạn không nghĩ tới Vương Đại Hổ cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng nhìn chầm chầm trước mắt này đạp vai túng não nam nhân, nhịn không được hỏi, ngươi không ngại sao? không ngại ta. Nàng kỳ thật là có chút hối hận. Những cái đó nam nhân đối nàng hảo đều là giả, ngủ qua đi toàn bộ biến sắc mặt, một chút đều không đem nàng đương hồi sự, bọn họ xong việc sắc mặt quả thực lệnh người ghê tởm, đối nàng hảo cũng là có mục đích. Vương Đại Hổ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt không có nửa điểm cảm tình. Ta để ý, cho nên đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, xem như ta báo đáp ngươi gia gia đưa ta học nghệ ân tình. Vương Đại Hoa Minh Bạch hắn ý tứ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nhẹ giọng nói, ta đã biết, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Nàng hiện tại không nơi nương tựa, trong bụng còn hoài hài tử. Nàng vốn dĩ tính toán là, trước tìm được gia gia lưu lại kia bút bạc sinh hạ hài tử lại nói. Nếu có thể nuôi sống, liền dưỡng, dưỡng không sống liền tặng người. Nếu tìm không thấy kia bút bạc, nàng. Liền về trước gia tự sinh tự diệt đi. Kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới, làm vương đại hổ giúp nàng rốt cuộc vương đại hổ như vậy dễ nói chuyện một người. Chỉ là nàng làm việc này, chỉ sợ là cái nam nhân đều chịu không nổi, huống hồ nàng hoài vẫn là vương tiểu hổ hài tử. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, vương đại hổ không chỉ có nguyện ý giúp nàng, thậm chí còn chịu cưới nàng, liền nàng trong bụng hài tử cũng muốn. Giờ khắc này, vương đại hoa là tưởng hảo hảo sinh hoạt. Khi bút bạc, ta có thể nói cho ngươi ở đâu, ngươi về nhà đi lấy ra, hảo hảo sinh hoạt, đem hài tử sinh hạ tới. Ta sẽ mau chóng học được tay nghề, sớm một chút kiếm tiền dưỡng da. Học đồ xuất sư trước một năm là không có tiền công, năm thứ hai mỗi tháng sẽ cho một chút, nhưng là không nhiều lắm. Cho nên ở hắn xuất sư phía trước, Vương Đại Hoa đến dựa vào chính mình, mà kia số tiền chỉ cần nàng không loạn hoa, là cũng đủ nàng hoa đã nhiều năm. Vương Đại Hoa gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định ở nhà an phận thủ thường chờ ngươi trở về. Ân, bạc liền ở trong viện kia nước miếng giếng, đối diện nhà chính bên kia giếng vách tường đi xuống, không sai biệt lắm ở giữa vị trí, có một khối nhô lên cục đá là buông lỏng, bên trong có cái động. Vương Đại Hoa nghe xong đều sợ ngây người, lão nhân này thật có thể tàn, trách không được nàng đem trong nhà phiên cái đế hướng lên trời đều tìm không thấy kia bạc ở nơi nào. Lúc sau Vương Đại Hoa liền ở chỗ này ở ba ngày. Vương Đại Hổ nói cho hắn sư phụ sư nương, Vương Đại Hoa là hắn tức phụ, trong bụng hoài cũng là chính mình hài tử. Sau này đối ngoại, đứa nhỏ này cũng sẽ là của bọn họ. Trong ba ngày này, Vương Đại Hoa tận mắt nhìn thấy Vương Đại Hổ như thế nào khắc khổ, như thế nào nghiêm túc học nghệ. Mà tiền gia nhị lão cũng đối nàng thực hảo, mọi cách chiếu cố. Đừng nhìn tiền phú gian đối vương đại hổ thập phần nghiêm khắc, nhưng là đối vương đại hoa lại rất là hòa ái dễ gần, nói chuyện cũng là ôn ôn nhu nhu. Nơi này sinh hoạt rất là tốt đẹp, vương. Đại hoa thậm chí đều có chút không nghĩ rời đi. Vương đại hổ đối nàng cũng rất là quan tâm, thật giống như phía trước sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bất quá nàng chung quy vẫn là không thể ở chỗ này ở lâu. Rốt cuộc vương đại hổ là tới bái sư học nghệ, nàng theo tới ăn trụ tính cái gì? Cho nên nàng ở ba ngày, vương đại hổ khiến cho nàng đi trở về. Lúc ấy vương đại hoa là luyến tiếc, nàng cũng không nghĩ ra này trong đó vấn đề, cho nên vương đại hổ cùng nàng nói rất nhiều, nàng lúc này mới rời đi. Vương đại hổ là thanh tĩnh, trụ cái dăm ba bữa không thành vấn đề, thậm chí là ngẫu nhiên tới tiểu trụ đều có thể. Nhưng là ngươi lâu dài ở chỗ này ở liền không đạo lý này, nhà ai học đồ học nghệ còn mang người nhà đến nỗi vương đại hoa trở về sẽ như thế nào sẽ như thế nào làm vậy xem nàng chính mình vương đại hổ trong lòng là có tính toán của chính mình nếu là vương đại hoa sau khi trở về xác thật là an phận sinh hoạt kia liền hảo hảo quá đi xuống nếu nàng vẫn là tính xấu không đổi kia hắn cũng không có biện pháp kia số tiền hắn đã cho nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa nếu nàng không thay đổi nói như thế nào quản ai quản nàng cũng chưa dùng vương đại hoa sau khi trở về vương đại hổ an tâm ở tiền gia bái sư học nghệ trong lòng không có vật ngoài liên tiếp qua đi mấy tháng cũng chưa lại có vương đại hoa tin tức theo mang thai tháng dần dần lớn nàng khẳng định cũng là không có phương tiện đi ra ngoài mà hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện rời đi nơi này hẻo lánh truyền tin cũng khó khăn có lẽ không có tin tức cũng là tin tức tốt thẳng đến tính tính nhật tử vương đại hoa không sai biệt lắm muốn sinh vương đại hổ lúc này mới nghĩ cần phải trở về bất quá thậm chí đều không cần hắn đề tưởng cũng như liền suy xét tới rồi, sớm cho hắn chuẩn bị bọc hành lý, mặt khác cho hắn cầm 10 lượng bạc, làm hắn trở về. Mà lúc này hắn đã học nghệ không sai biệt lắm một năm thời gian. Vương Đại Hổ là tiền phú gian tính toán thu cuối cùng một cái đệ. Tử, cho nên hai vợ chồng đối hắn cực hảo. Vương Đại Hổ tự nhiên là không chịu thu, nhưng là không lay chuyển được nhị lão ngạnh tắc, hắn cuối cùng mang theo bạc cùng lòng tràn đầy cảm động, bước lên về nhà lộ trình. Khoảng cách lần trước về nhà, hiện giờ đã là nửa năm trước, lúc này đúng là xuân về hoa nở hoa thơm chim hót mùa hắn này dọc theo đường đi tâm tình đều thực phức tạp vẫn luôn ở ảo tưởng về đến nhà sau nhìn thấy vương đại hoa sẽ là bộ dáng gì nàng là an phận thủ thường ở nhà dưỡng thai sinh hài tử hảo hảo sinh hoạt vẫn là đem bạc tiêu xài không còn ăn no chờ chết trong thôn không có gì biến hóa còn cùng từ trước giống nhau cửa thôn ngồi những cái đó lão nhân tự hồ đều già rồi rất nhiều nhưng đều là quen thuộc gương mặt vương đại hổ trong lòng cảm khái không thôi nhưng là trong lòng có mãnh liệt quy túc cảm, bên ngoài lại hảo chung quy vẫn là không bằng chính mình gia. Mà đại gia nhìn thấy hắn cũng là thập phần cao hứng, lôi kéo hắn hỏi hang ân cần. Tác giả nói, các bảo bối, nơi này thuyết minh một chút, nơi này thời gian điểm là cùng vai chính, cũng chính là chủ tuyến không quan hệ, này mấy chương là vương đại hoa kết cục. Cho nên nơi này công đạo xong rồi về sau, chúng ta liền trở lại chủ tuyến thời gian điểm. Chương 473 Vương Đại Hoa Đại Kết Cục 3 Vương Đại Hổ cùng mọi người nhất nhất chào hỏi qua sau, liền gấp không chờ nổi hướng ra đuổi. Này đó các thôn dân nhìn thấy hắn chỉ là hàng huyên, cũng chưa nói mặt khác cái gì, hắn nghĩ, Vương Đại Hoa hẳn là ở nhà hảo hảo, an phận thủ thường sinh hoạt. Đứng ở viện môn khẩu, viện môn mở rộng ra, chỉ thấy Vương Đại Hoa đỉnh bụng to đang ở lượng quần áo. Nàng sắp lâm bồn, bụng rất lớn, không lưng hạ ngồi sổn đều rất là không có phương tiện, cho nên lượng quần áo đều thực gian nan. Vương Đại Hổ vội vàng buông trong tay bao vây, tiến lên đi hỗ trợ. Ta tới, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Vương Đại Hoa đột nhiên nghe thấy nói chuyện thanh còn dọa nhảy dựng, nhìn thấy Vương. Đại Hổ khi, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ. Vương Đại Hổ tiếp nhận Vương Đại Hoa trong tay quần áo, hỗ trợ lượng lên, cũng nói, tính tính nhật tử ngươi sắp sinh, sư phụ sư nương cố ý cho ta một tháng rưỡi thời gian trở về bồi ngươi. Vương Đại Hoa khóe miệng dơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói, kia vừa lúc, bà đỡ nói này hai ngày liền phải phát tác ân vương đại hổ bình tĩnh lên tiếng lượng xong quần áo liền bắt đầu dọn dẹp trong viện cho bụi vương đại hoa liền ngồi ở dưới mái hiên nhìn mặt mày gian tràn đầy sung sướng vương đại hổ thực ái sạch sẽ đem trong nhà trong ngoài đều thu thập một phen vương đại hoa một người ở nhà không yêu thu thập việc nhà ăn cũng thực tùy tiện trong nhà đồng ruộng nếu không phải thuê cho người khác chỉ sợ là đã sớm mọc đầy cỏ hoang thậm chí là nàng liền gà vịt này đó đơn giản gia cầm cũng chưa dưỡng sau lại hơn nửa bụng càng lúc càng lớn, nàng liền càng thêm là được chăng hay chớ. Trước mắt vương đại hổ đã trở lại, nàng là quá thượng y tới duỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Vương đại hổ trong tay bạc không nhiều lắm, hơn nữa về nhà khi sư phụ sư nương cấp 10 lượng, trên người bất quá liền 15 lượng bạc. Ngày hôm sau đúng là họp chợ nhật tử, hắn buổi sáng đi buổi chiều mới hồi, mua không ít đồ vật. Vương đại hoa tới gần sinh sản, liền hài tử quần áo bao bị cũng chưa chuẩn bị. Hắn không chỉ có cấp hài tử mua rất nhiều đồ vật, còn cấp vương đại hoa mua quần áo mặt khác mua năm con gà còn có thịt cùng trứng gà gạo trắng bột mì gì đó mấy thứ này đem trong tay hắn bạc hoa hơn phân nửa không ngừng hắn còn cố ý thuê một chiếc xe bò đưa đến cửa nhà vương đại hoa nhìn này một đống đồ vật chưa nói mặt khác chỉ hỏi nói ngươi mua nhiều như vậy ngươi có bạc sao vương đại hổ một bên thu thập một bên nói có vương đại hoa biết hắn làm học đồ là không tiền công mua mấy thứ này hẳn là đem trên người hắn bạc toàn bộ tiêu hết Nàng lẳng lặng nhìn hắn đem đồ vật đều thu thập hảo về sau, lúc này mới nói, ông nội của ta để lại cho. Ta bạc, ta còn không có lấy ra tới, ngươi lấy ra tới dùng đi. Vương Đại Hổ kinh ngạc nhìn nàng, lại thập phần nghi hoặc. Ngươi vì cái gì không lấy ra tới? Không lấy ra tới trong khoảng thời gian này ngươi như thế nào sinh hoạt? Vương Đại Hoa bất đắc dĩ nói, ta lớn cái bụng như thế nào hạ giếng. Nói cho người khác cũng không an toàn, lại nói ta một nữ nhân ở nhà trong tay lại nhiều như vậy bà, này không phải chiêu tặc tới cửa sao. Vương Đại Hổ trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Trước mắt nữ nhân bụng cao cao phồng lên, nhưng là nàng trừ bỏ bụng, địa phương khác đều thập phần gầy ốm. Cách không được hắn vừa trở về thời điểm, trong nhà cơ hồ là nhà chỉ có bốn bức tường, thậm chí còn thiếu rất nhiều đồ vật. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không Vương Đại Hoa đem kia một tuyệt bút bạc đều lung tung hoa rớt, bất đắc dĩ lại bán trong nhà đồ vật. Không nghĩ tới nàng cư nhiên liền bạc cũng chưa lấy ra tới, khi nàng này nửa năm nhiều là như thế nào chịu đựng tới? Vương Đại Hoa nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thở dài nói: Ta bụng không lớn thời điểm, ban nhân giặt quần áo nấu cơm còn có thể kiếm một chút bạc. Hơn nữa trong đất tiền thuê còn có trong tay còn sót lại một chút bạc. Nhật Tử nhưng thật ra miễn cưỡng có thể quá, sao lại làm bất động? Ta liền đem trong nhà rất nhiều đồ vật đều bán. Từ trước đổ tiểu lệ ở khi trong nhà vẫn là đặt mua rất nhiều đồ vật. Đại tủ, đại cái rương, còn có cái bàn ghế dựa đều có không ít còn có lâm lan quyên của hồi môn, có hai cái hơi chút giá trị điểm tiền đại cái rương. Vương Đại Hổ lập tức đem chính mình trên người còn sót lại bạc đại bộ phận đưa cho Vương Đại Hoa, chính mình liền để lại một chút. Ta đi đem những cái đó bạc lấy ra tới một bộ phận, ta sẽ mau chóng kiếm tiền dưỡng da. Vương Đại Hoa không muốn hắn bạc, chỉ nói làm hắn tồn, hơn nữa nàng cũng sợ chính mình loạn hoa. Trong khoảng thời gian này xác thật thực khổ, nàng rất nhiều thời điểm đều tưởng từ bỏ, nhưng là trong bụng hài tử dần dần lớn lên, nàng tâm liền chậm rãi định rồi xuống dưới. Hơn nữa bên ngoài những cái đó nam nhân tất cả đều không phải cái gì thứ tốt, ngủ sau liền trở mặt không biết người, cho nên ai là thật sự toàn tâm toàn ý, thiệt tình đối nàng hảo, nàng tự nhiên là có thể nhìn ra tới. Chờ đợi sinh sản nhật tử, hai người ở chung rất là hài hòa, như lão phu lão thê giống nhau, Vương Đại Hổ hậu tới lại đặt mua hai đầu heo, mấy chỉ vịt, vì thế hậu viện lại náo nhiệt lên. Chỉ là bọn hắn quá lại hảo, trong thôn vẫn là rất nhiều nhàn thoại bọn họ mỗi lần ra cửa đều phải gặp khác thường ánh mắt. Mặc dù Vương Đại Hổ đối ngoại tuyên bố, Vương Đại Hoa trong bụng hài tử là của hắn, nhưng đồng đại vớ vẫn vẫn là càng diễn càng liệt. Thậm chí rất nhiều người trong tối ngoài sáng nói cho Vương Đại Hổ, Vương Đại Hoa thậm chí có khả năng hoài đều không phải Vương Tiểu Hổ hài tử. Nhưng đối với Vương Đại Hổ tới nói, là con của ai đã không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hảo hảo sinh hoạt. Sản kỳ vượt qua năm ngày sau, Vương Đại Hoa lúc này mới phát tác sinh sản, thuận lợi sinh hạ một cái nhi tử, 6 cân 8 lượng, thỏa thỏa đại béo tiểu tử. Hài tử cái ót ẩn ở tóc có viên nho nhỏ màu đỏ thịt chí. Vương đại hổ ôm đến hài tử trước tiên chính là xem xét cái ót, sờ đến nho nhỏ thịt chí sau, rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Hắn cùng vương tiểu hổ cái ót cũng có như vậy một viên chí, bọn họ cha cùng gia gia đều có, đây là di truyền. Cho nên đứa nhỏ này là tiểu hổ, là nhà bọn họ huyết mạch. Vương đại hoa mệt cực kỳ, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại quá mức gầy ốm, ước chừng hôn mê hai ngày, còn không có sữa. Vương Đại Hổ chỉ có thể ôm hài tử ở phụ cận mấy thôn, tìm có sữa phụ nhân thảo mấy khẩu sữa uống. Hài tử quá tiểu, trừ bỏ sữa cũng không biết nên uy cái gì, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không mang, thường xuyên luống cúng tay chân, còn muốn chiếu cố hậu sản suy yếu Vương Đại Hoa. Ngày này là thật là khổ không nói nổi, hắn thà rằng nhiều làm chút việc nặng việc nặng. Lưu Xuân Hoa về quê thời điểm, vừa lúc là Vương Đại Hoa sinh sản ngày thứ. Năm, Người trong thôn đều nói Vương Đại Hoa xác thật là yên tâm lại sinh hoạt, như là thay đổi một người giống nhau. Lại đều là hàng xóm, hơn nữa nàng thật sự là mềm lòng, đáng thương Vương Đại hổ mệnh khổ, liền thượng thủ giúp chút vội. Bất quá nàng cũng liền ở quê quán đãi hai ngày. Nàng đi rồi không hai ngày, Đỗ Tiểu Lệ liền tới rồi. Có lẽ là cũng nghe nói Vương Đại Hoa hối cải để làm người mới, liền tới đây đãi mấy ngày, tặng không ít đồ vật. Bất quá hai mẹ con gặp mặt như cũ mặt lạnh, như kẻ thù giống nhau. Sang tháng sau, Vương Đại Hoa thân thể hảo rất nhiều, nhưng là Vương Đại Hổ lại phải đi. Chương 474 Vương Đại Hoa đại kết cục 4 Hắn đã nghỉ ngơi lâu như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng vĩnh viễn đại ở trong nhà. Vương Đại Hoa tuy rằng không tha, nhưng cũng tỏ vẻ lý giải. Thân thể của nàng đã khôi phục, chính là đối mang hài tử không có gì tin tưởng, nghĩ đến Vương Đại Hổ phải đi liền rất là bất an, sợ mang không hảo hài tử. Nàng thực thích chính mình nhi tử, hơn nữa nghĩ đến đổ tiểu lệ từ trước liều mạng tưởng sinh nhi tử đều sinh không đến, trong lòng liền tràn đầy đắc ý, đắc ý chính mình một lần là được con trai. Vương Đại Hổ chung Quy là không yên tâm, tiêu tiền mua chút điểm tâm kẹo, đi thôn đầu phân cho đại gia, hơn nữa làm ơn đại gia, hắn không ở thời điểm thế hắn nhiều chiếu cố một chút Vương Đại Hoa cùng hài tử. Cũng may Vương Đại Hổ làm người thành thật, ở trong thôn thanh danh cũng không tồi, hơn nữa trở về này một tháng, giúp đại gia tu không ít hư hao gia cụ. Hơn nữa hắn cho đại gia mua kẹo, tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đối với Vương Đại Hoa nhiều coi chừng vài phần. Nên an bài nên làm đều làm, Vương Đại Hổ lại không yên tâm cũng đến rời đi. Hắn đi rồi, Vương Đại Hoa chính mình mang theo hài tử, còn phải nuôi nấng hậu viện gia súc, có đôi khi hài tử nháo lên, nàng táo bạo cơ hồ là muốn nổi điên. Nàng không có sữa, hài tử ngày thường chỉ có thể uống nước cơm, cũng may theo hài tử chậm rãi lớn. Lên, nàng cũng rốt cuộc ngao thói quen sau lại đổ tiểu lệ thường xuyên sẽ đến xem nàng, cho nàng mang chút đồ bổ, đặc biệt là đối vương diệu tổ thập phần yêu thương. Vương Đại Hoa chậm rãi đối nàng thái độ cũng hảo rất nhiều, có thể là làm mẹ người sau cũng cảm nhận được mẫu thân không dễ. Qua đi có lẽ có không thể tha thứ sự tình phát sinh, nhưng là theo thời gian, thân nhân chung quy vẫn là thân nhân. Chính mình thân sinh nữ nhi, đổ tiểu lệ cũng không phải thật sự oán hận nàng mặc kệ nàng, thật sự là hận sắc không thành thép. Nhưng chỉ cần nàng hối cải để làm người mới, đương nương chung quy vẫn là sẽ mềm lòng, rốt cuộc người đều sẽ phạm sai lầm, nàng chính mình đã từng cũng phạm vào rất nhiều sai. Nhật tử từng ngày quá, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cuối cùng là tường an không có việc gì. Trước cuộc, vương đại hổ xuất sư, học nghệ ba năm xuất sư, dư lại liền xem chính hắn, tay nghề không ngừng tinh tiến mới có thể thành đại sư. Nhưng là hắn đối tương lai thực mê mang, cũng có một thân tay nghề, lại không biết lộ nên đi như thế nào bởi vì hắn là tiền phú giang cuối cùng một cái quan môn đệ tử hơn nữa hắn thành thật chịu học kiên định tiến tới cho nên tiền phú giang trực tiếp làm hắn đi tiền gia cửa hàng làm việc tiền mãn quán đối thủ nghệ của hắn còn xem như vừa lòng nhưng là vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ có thể làm một ít rẻ tiền gia cụ bất quá tiền tiêu vặt không thấp so ở nhà làm ruộng đi ngoại thủ công muốn cường nhiều cho nên chỉ cần có tay nghề người không lười đó chính là không đói chết bắt đầu làm việc sau hắn lúc này mới có thể chậm rãi kiếm được bạc hắn ăn mặc cần kiệm luyến tiết hoa toàn bộ đều tồn đi lên vương đại hoa mang theo đã hai tuổi hài tử ở nông thôn quá cũng khó khăn hài tử đúng là nghịch ngợm thời điểm nàng khả năng ích kỷ khả năng ác độc cũng mê chơi lười biếng thậm chí đã từng không hiểu chuyện phạm vào rất nhiều sai nàng cùng những cái đó nam nhân pha trộn có lẽ là bởi vì tham hoang lại hoặc là thiếu ái nhưng mặc kệ lại ác độc lại ích kỷ người đáy lòng luôn có thuộc về chính mình mềm mại có lẽ ái chính mình hài tử chính là nàng cứu rỗi chính mình phương thức tốt nhất. Sau lại vương đại hoa mang theo hài tử đi tới rồi vương đại hổ bên người, dùng bạc đặt mua một chỗ nhà cửa. Vương đại hoa mang theo hài tử lo liệu gia sự, vương đại hổ kiên định làm việc, kiếm tiền dưỡng gia. Hắn không sợ chịu khổ, cần lao kiên định, cho nên tay nghề càng ngày càng tốt, được đến tiền mãn quán trọng dụng, tiền công cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa hắn là cái tri ân báo đáp người, thường xuyên sẽ đi vấn an sư phụ cùng sư mẫu, thâm đến tiền gia nhị lão yêu thích. Vương Đại Hoa đến Vương Đại Hổ bên người năm thứ hai liền lại mang thai, khi đó Vương Diệu Tổ đã ba tuổi. Năm sau, Vương Đại Hoa sinh hạ tiểu nhi tử Vương Diệu Khánh. Tuy rằng hai vợ chồng đều họ Vương, nhưng là đã nói tốt, một cái kéo dài Vương Vinh Hoa huyết mạch, một cái kéo dài Vương Gia huyết mạch, chỉ là này nên như thế nào tuyển. Vương Diệu Tổ là Vương Tiểu Hổ hài tử, Vương Diệu Khánh là Vương Đại Hổ. Vương Tiểu Hổ đã không còn nữa, vương đại hổ không đành lòng làm duy nhất đệ đệ chặt đứt huyết mạch lại không nghĩ làm chính mình nối nghiệp không người vì thế vương đại hoa quyết định tái sinh một cái vương diệu khánh hai tuổi năm ấy vương đại hoa sinh hạ con thứ ba vương diệu huy kể từ đó xem như hoàn thành vương ngọc thư cuối cùng tâm nguyện cũng làm vương đại hổ viên cùng vương tiểu hổ huynh đệ chi tình vương đại hoa chiếu cố này ba cái nghịch ngợm nam hài tử tính tình từ từ táo bạo đã cùng người đàn bà đanh đá không có gì khác nhau mỗi ngày không phải ở trống giận chính là ở đuổi theo hài tử đánh trên đường. Vương Diệu tổ lớn tuổi nhất, nhưng nhất bướng bỉnh, hai cái đệ đệ chính là hắn trùng theo đuôi, Vương Diệu Khánh tùy cha tính tình, từ nhỏ liền đi theo Vương Đại Hổ học nghề một tay nghề. Vương Diệu Huy bởi vì là con út, quán rất là kiều khí. Vương Đại Hổ tay nghề càng ngày càng tốt, chậm rãi thành tiền gia tay nghề. Đứng đầu thợ một sư phó, kiếm bạc cũng càng ngày càng nhiều. Ba cái hài tử một cái tiếp theo một cái, toàn bộ đưa đi đi học. Vương Đại Hoa lập tức liền nhàn xuống dưới, thật sự là không có chuyện gì, liền nghĩ đi tìm phân việc làm, tiền nhiều tiền thiếu không sao cả. Vương Đại Hổ không chịu làm nàng đi, trong nhà hiện giờ rộng thùng thình, thượng có thừa lương, không cần nàng xuất đầu lộ diện. Vương Đại Hoa không nghe khuyên bảo, nhưng đều tìm hảo sống, kết quả lại mang thai. Vương Đại Hổ nhưng thật ra cao hứng thực, nhiều tử nhiều phúc, gia tộc thịnh vượng. Chỉ là lần này hắn không nghĩ lại muốn nhi tử. Đã có ba cái, nếu tái sinh một cái, hắn liền cảm giác sinh giống như cùng không sinh không có gì khác nhau nhưng kết quả thời gian vừa đến, lại sinh một cái nhi tử. Đứa nhỏ này đặt tên kêu Vương Diệu Dương. Vương Đại Hoa nhưng thật ra cao hứng thực, cảm thấy chính mình thật là lợi hại, thai thai đều là nam hài. Tiền gia gã đi ra ngoài nữ nhi tiền phúc hậu về nhà mẹ để vấn an cha mẹ thời điểm, biết được chuyện này thập phần hâm mộ. Nàng đã sinh năm cái nữ nhi, nếu tái sinh không ra nhi tử, cha mẹ chồng đã nói, phải cho nàng phu quân nạp thiếp. Lúc này lớn tuổi chút người ra cái chủ ý, kêu tiền phúc hậu thu vương đại hoa tiểu nhi tử làm nghĩa tử, cái này kêu nhờ phúc. Nàng số không có con trai, nhưng là đứa nhỏ này mệnh trung có cái muội đệ, nói không chừng là có thể sinh hạ nhi tử. Tiền phúc hậu không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y. Không biết thật là trùng hợp vẫn là mệnh trung chú định, thu kia hài tử làm nghĩa tử tháng thứ hai nàng liền mang thai, kết quả thật sự sinh một cái nhi tử. Vương đại hoa càng thêm giàu giặc đắc ý, cảm thấy chính mình chính là mệnh hảo, nhưng là nàng một mình một người mang đại bốn cái hài tử này trong đó cực khổ chỉ có nàng chính mình biết tiền phúc cuộc sống giàu có hài tử sau đối vương đại hoa tiểu nhi tử cùng vương đại hoa một nhà càng thêm hậu đãi bởi vì có người nói cho nàng đứa nhỏ này nếu thật là nhờ người gia phúc sinh nàng nên càng thêm hảo hảo đối xử tử tế vương diệu dương nàng mệnh trung không con vương diệu dương mệnh trung có đệ muội nếu là này phúc khí không có đứa nhỏ này không nhất định có thể bảo trụ tiền phúc hậu không có kế thừa phụ thân tay nghề nhưng là có làm buôn bán đầu óc nhà chồng sinh ý như cá gặp nước từng bước thăng chức nàng trợ giúp vương đại hổ cũng khai cửa hàng sinh ý càng thêm rực rỡ vương đại hoa một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt tác giả nói các bảo bối vương đại hoa văn chương kết thúc nghĩ tới nghĩ lui ta còn là tính toán cho nàng một cái tốt kết cục trên thế giới này người tốt không nhất định có hảo báo bởi vì người tốt không trường mệnh mà người xấu cũng không nhất định sẽ có báo ứng thậm chí sẽ sinh hoạt thực hảo, đây là hiện thực. Có lẽ ta còn là đáng thương nàng đã từng sinh ở như vậy một gia đình, trải qua quá như vậy thơ ấu. Chương 475 mang hoa hàng ngày. Xuân Phong nhanh nhẹn thổi lạc mấy cánh đào hoa, banh ca yến hót xuân ý dạt dào. Câu nguyệt đoàn người ở trên đường đi chậm, du sơn ngoạn thủy suốt đã hơn một năm lúc này mới tới Kinh Thành, hai đứa nhỏ từ EA học ngữ đến tập tỉnh học bước, lập tức mau hai tuổi. Này dọc theo đường đi, Tô Nguyệt làm nghề y hỏi khám, Tới rồi một cái tân địa phương hy sinh khám một ngày, trị hết không ít nghi nan tạp chứng, thanh danh cũng dần dần truyền bá đi ra ngoài. Nàng hiện tại còn không biết, nàng thanh danh thậm chí truyền tới quốc gia khác. Đại vũ quốc gia nữ thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng, y thuật cao siêu, thả thủ đoạn kinh người, sẽ cho khó sinh sản phụ mổ bụng lấy con, lấy bảo mẫu tử bình an. Câu nguyệt kỳ thật này dọc theo đường đi không ngừng cấp sản phụ đã làm sinh mổ giải phẫu, thậm chí nàng còn đã làm gan nhổ trồng giải phẫu có cái tiểu hài tử bởi vì uống lộn thuốc dẫn tới cấp tính gan suy kiệt tình huống khẩn cấp này mẫu nguyện ý cắt gan cứu tử tô nguyệt liền cấp hai mẹ con động thủ thuật cứu kia hài tử một mạng mà đồn đãi vốn chính là càng truyền càng khoa trương càng truyền càng thái quá cuối cùng tô nguyệt thành hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần y trở lại kinh thành sau tô nguyệt thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi mấy ngày vẫn là cái này gia thoải mái a à. làm nàng có lòng trung thành phiêu bạc lâu như vậy cuối cùng có loại về nhà cảm giác. Bất quá Vĩnh An Hầu Phủ biến hóa rất lớn, có lẽ là xích dương cưới tức phụ sinh hài tử, sinh hoạt giống như bỏ thêm mật giống nhau, ngọc phát nị. Cho nên hắn ở Hầu Phủ Hậu Viện đều trồng đầy hoa, mà hiện giờ đúng là mùa xuân, xuân về hoa nở mùa. Vĩnh An Hầu Phủ Hậu Viện tranh kỳ khoe sắc, các loại nhan sắc hoa tươi một thốc một thốc vần quanh, làm người giống như đặt mình trong biển hoa, dẫn vô số con bướm ong mật tranh tiên thải mật, trong không khí đều quanh quẩn mùi hoa. A nha nhị tiểu thư, cái này không thể ăn, nhị tiểu gia, ngươi đừng lại tai họa này đó hoa hoa thảo thảo. Vương biết du một thân hồng nhạt tiểu váy, trên đầu trác hai cái viên, đồng thời dưới tóc mái là một đôi berlin berlin mắt to. Thịt muôn mút tay nhỏ bắt lấy một bó hồng diễm diễm tuy líp, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đang muốn một ngụm nuốt vào, bị mama kịp thời ngăn lại. Nàng chỉ có thể đổ cái miệng nhỏ, nãy thanh nãi khí nói, a a, à, ăn hoa hoa, mama không cho, xấu xa. Nàng ở không gian thời điểm. Cô Nguyệt là thường xuyên đem nàng đặt ở trên cỏ bò, nàng không chỉ có kéo hoa ăn, còn sẽ gặm thảo. Không gian đồ vật đều là linh khí dư thừa, vô khuẩn không độc, tùy tiện nàng chơi, tùy tiện nàng ăn. Cho nên nàng mới có thể bắt được hoa thủy tiên liền ăn. Mà cách đó không xa, vương biết hành chính đuổi theo con bướm chạy, bụ bẩm tay nhỏ thuần thục một trảo một loát, cánh hoa liền đổ rào rào mà rớt. Hảo hảo hoa viên bị hắn tai họa đầy đất cánh hoa, chi đầu trống trỗng không có hoa nhi. Mama truy ở hắn mặt sau ngăn cản, còn là không làm nên chuyện gì. Vương biết hành nhìn chầm chầm trống rỗng chi đầu, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, hoa hoa, vì sao không dài? Trong không gian hoa cỏ bị phá hư rớt về sau. Thực mau liền lại mọc ra tới khôi phục nguyên dạng. Cho nên vương biết hành thực nghi hoặc, vì cái gì hoa hoa không dài. Huynh muội hai người làn da trắng nõn, di truyền cha mẹ tốt đẹp gen, lớn lên tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, thập phần chọc người yêu thích. Vương biết hành, ngươi như thế nào lại đem hậu hoa viên hoắc hoác thành như vậy? tô nguyệt ngủ trưa sau đứng dậy đang chuẩn bị đến xem hai đứa nhỏ hạ nhân nói bọn họ ở phía sau hoa viên chơi cho nên nàng liền tới hậu hoa viên kết quả hảo hảo hoa viên bị hoắc hoắc đầy đất hỗn độn lạc thủ tồi hoa đúng là nàng hảo nhi tử vương biết hành vương biết hành nháy vô tội mắt to nhìn tô nguyệt còn hỏi nói mẫu thân hoa hoa vì cái gì không dài tô nguyệt một trận vô ngữ này xui xẻo hài tử còn phân không rõ không gian cùng bên ngoài đâu hai đứa nhỏ cai sữa sau Tô Nguyệt thường xuyên đem bọn họ mang tiếng không gian chơi. Đem bọn họ hướng không gian trên mặt đất một ném liền không cần phải xen vào, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà trong không gian động vật dưỡng lâu rồi đều có linh tính, Tô Nguyệt giống nhau cũng sẽ không đi sát. Cho nên này hai hài tử tiếng không gian sau, thường xuyên là một hồi gây sự gì cũng hướng trong miệng tắt. Tô Nguyệt bế lên nhi tử, ở hắn thịt muôn múc khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, yêu thương nói, thật là cái đáng yêu tiểu trư bảo. Vương biết hành thở vì vì mà nói, không heo bảo, mẫu thân, heo bảo. Tô Nguyệt Phục cười ra tiếng, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, rõ ràng hành bảo mới là heo heo. Thật là một bức mẫu từ tử hiếu hình ảnh. Tiểu tử này ở không gian thích nhất đi cùng heo chơi, cho nên Tô Nguyệt liền kêu hắn heo bảo. May mắn đây là ở trong không gian, sạch sẽ không có mùi lạ, không phải ở bên ngoài chuồng heo, đều quyển dưỡng ở trên cỏ, bất quá có vô hình cái trắng phòng ngừa chạy loạn. Trong không gian có tám đầu heo, vẫn là phía trước thu lâm lan quyên một đầu heo mẹ mấy đầu heo tử, hiện tại đều trưởng thành, không gian vì phòng ngừa lan tràn, chúng. Nó cũng không thể sinh sôi nảy nở, liền ở trong không gian hảo hảo dưỡng, thọ mệnh cũng trường. Mẫu thân không ôm du bảo, du bảo ủy khuất, ô ô ô. Vương biết du bước chân ngắn nhỏ, chạy chậm chạy tới tô nguyệt chân biên. Tô nguyệt cùng vương biết hành nói, muội muội khóc, nương ôm ngươi, hiện tại ôm muội muội được không? Vương biết hành điểm điểm đầu nhỏ, nải thanh nải khí nói, hảo, ôm muội muội, ca ca ta, không ôm, lớn lên. Hài tử còn nhỏ, nói chuyện còn chưa nói nhanh nhẹn, thậm chí trước sau điên đảo, bất quá Tô Nguyệt có thể minh bạch hắn ý tứ là được. Ý tứ chính là, hắn là ca ca, trưởng thành, làm mẫu thân đi ôm muội muội. Buông nhi tử, bế lên nữ ngỗng, này tiểu nha đầu mắt rưng rưng, Berlin Berlin mắt to lóe nước mắt, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, thật là một cái tiểu đáng thương, Tô Nguyệt nhẹ nhàng chà lau rất nước mắt, lại là nói, Du Bảo là cái tiểu khóc bao. Vương biết Du miệng một bẹp, nước mắt lại là xoạch xoạch đi xuống rớt ông tô nguyệt cổ ghé vào nàng đầu vai vĩ khuất nói du bảo tưởng mẫu thân ôm một cái ta không phải khóc bao vương biết du nói chuyện sau vương biết hành nói chuyện rõ ràng một ít khả năng nữ hài muốn nói lời nói sớm một ít tô nguyệt tâm đều mềm dáng dáng nữ nhi mềm một khuôn mặt nhỏ ôm du nói hảo mẫu thân ôm du bảo đây là làm sao vậy như thế nào khóc thành như vậy lãnh tiêu hàng từ nơi xa đi tới liếc mắt một cái thoáng nhìn khóc thành tiểu hoa miêu nữ nhi trong giọng nói không tự giác mang lên đau lòng. Cha, ôm. Vương biết hành thấy cha lại đây, lập tức Vương tiểu béo tay, muốn ôm một cái. Cha. Vương biết du ngoan ngoãn gọi một câu, nhưng vẫn là ôm tô nguyệt cổ không bỏ. Lãnh tiêu hàng bế lên nhi tử, nhẹ nhàng thấy hắn trà lau trên mặt lây dính vết bẩn, mãn nhãn đều là từ ái chi sắc. Ở bọn họ phu thê hai người nơi này không có trọng nam kinh nữ, cũng không có trọng nữ kinh nam, càng không có gì phú dưỡng nhi tử nghèo dưỡng nữ nhi, đại cũng không cần thiết nhường tiểu nhân, sai chính là sai, đối liền. Đối. Đại muốn yêu quý đệ muội, tiểu nhân cũng muốn tôn trọng ca ca tỷ tỷ. Giống nhau đối xử bình đẳng. Phu thê hai người ôm hài tử trở về thấm xuân đường, Tô Nguyệt nhỏ giọng dạy dỗ nói, không thể phá hư hoa hoa thảo thảo, hoa hoa thảo thảo đều là có sinh mệnh, này nhưng đều là các ngươi xích dương thúc thúc gọi người loại.